Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 31. Sắc mặt của đám người của Quỷ Vũ Tông lúc này cũng toàn vẻ nghi hoặc và lo sợ nhìn lên không trung, không có kẻ nào dám lộn xộn, đối với bọn họ mà nói, lúc này cũng chẳng mấy người biết rõ chuyện gì đang xảy ra cả, loại chuyện như đoạt xá thế này, lấy trình độ thức lực của bọn họ thì phần lớn thậm chí còn chưa từng nghe nói qua nữa là. Đới Cương Tử cũng mang theo vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trên không, lúc này đây, quả là giây phút quyết định liên quan tới sống chết của hắn. Mọi người đều vô cùng khẩn trương và lo sợ, không ai chú ý tới một đạo quang mang men theo thân thể của Lục Lâm Thiên, nháy mắt đã chui vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi không ngăn được ta đâu, mau ngoan ngoãn giao thân xác ra cho ta đi. Thôi Mệnh Phán Quan âm trầm cười, linh hồn khổng lồ trực tiếp đánh về phía chỗ sâu bên trong não hải của Lục Lâm Thiên, lao tới chỗ hồn đan phát ra hào quang kia. Mạng ta coi như xong. Sau một trận đau đớn truyền tới từ não hải, Lục Lâm Thiên liền cảm thấy trong đầu hỗn loạn, thực lực của Thôi Mệnh Phán Quan quá cường hãn, chính mình căn bản không cách nào chống lại ông ta được, càng ngày Lục Lâm Thiên càng cảm thấy chi giác của mình càng lúc càng mờ dần đi. Lão đại! Lúc này đây, Tiểu Long đang bò trên vai Lữ Tiểu Linh liền kinh hô lên một tiếng, thần sắc cũng vô cùng kinh hãi, nó và lão đại có huyết khế liên hệ, tình huống của lão đại, nó có thể cảm giác được rõ ràng tất cả. Lúc này hắn cũng cảm thấy lão đại sắp không xong rồi. Hừ, một tiểu vũ vương nho nhỏ, cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Kẻ nào? Ngay lúc Thôi Mệnh Phán Quan chuẩn bị đánh vào hồn đan của Lục Lâm Thiên thì đột nhiên nghe được một giọng nói lạ, lập tức khiến hắn biến sắc, vội quay đầu lại, trong tầm mắt liền xuất hiện một đạo thân ảnh già nua khá mơ hồ, thân ảnh đó vô thanh vô tức liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thân ảnh đó không cao lớn. Đứng trước cái thân thể cao hơn trăm thước của hắn lúc này trông qua có vẻ vô cùng nhỏ, nhưng đứng trước thân ảnh đó, hắn lại cảm giác đối phương vĩ đại vô cùng, tới mức không thể suy xuyến, còn mình thì chỉ là con kiến nhỏ đứng trước voi to. Hưu. Đúng lúc này, ở trong không gian não hải, đột nhiên xuất hiện một tiếng gió thổi quỷ dị, toàn bộ không gian não hải đột nhiên bị bao trùm bởi một mảnh kim quang, bên trong kim quang, lại chứa đựng một cỗ sát khí bi nhân kinh người. Đây là cái gì? Sát khí mạnh quá. Thân ảnh già nua kia chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, lúc này đây, chỉ thấy phía trên hồn đan của Lục Lâm Thiên xuất hiện một thanh tiểu đao màu vàng, đột nhiên lại biến thành một đạo đao mang màu vàng dài tới vài trăm thước. Đao mang vừa xuất hiện liền tỏa ra kim quang vạn trượng soi khắp não hải, xen lẫn một cỗ sát khí ngập trời, khiến cho sắc mặt của thân ảnh già nua kia cũng phải đại biến. Tiểu tử này khi nào thì có thứ khủng bố như vậy, tiểu tử chết dẫm, muốn hại chết lão già ta chắc. Ngay lúc sắc mặt của lão già kia đại biến thì lão cũng ba chân bốn cẳng vội vàng lùi lại nhanh như chộp, khí tức trên hào quang kim đao này, ngay cả lão cũng không dám xem thường. Đây là cái gì? Lúc Thôi Mệnh Phán Quan nhìn thấy thân ảnh của lão già đằng sau thì đã bị dọa cho suýt tè cả ra quần rồi, lúc này lại cảm giác được khí tức phía sau, khi hắn quay đầu lại dòm thêm lần nữa thì đã bị một cỗ khí tức khủng bố khiến hắn sợ tới mức tim đập chân run đè ép xuống làm hắn cản bản không cách nào phản kháng được. Đứng trước khí tức này, hắn cũng cảm thấy mình chẳng khác nào một con kiến hôi. Hưu. Thôi Mệnh Phán Quan muốn chạy trốn, nhưng căn bản chính là không thể cử động được gì, cỗ kim mang vừa bao trùm xuống, lực lượng ngập trời đã vây khốn hắn ngay tại chỗ, trên không trung, một đạo đao mang màu vàng tựa như kình thiên nhất phách, ầm ầm nện xuống linh hồn thể của hắn, trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận tinh tường linh hồn thể của hắn đã trực tiếp bị đao mang chém thành hai nửa. Đao mang dẫn theo một cỗ cự lực tràn đầy, ăn mòn khắp linh hồn thể của hắn. Một giây trước khi Thôi Mệnh Phán Quan mất hết chi giác, hắn cảm nhận được rõ ràng linh hồn thể của mình đã bị đánh tan tành như thế nào, từng mảnh tung tóe khắp nơi rồi dần dần tiêu tán. Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp bị đánh vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, còn thanh đao mang màu vàng kia lúc này lại không hề biến mất, trong nháy mắt nó lại rung lên, đao mang tiếp tục gia tăng, giống như có linh tính vậy. Trực tiếp chém về phía thân ảnh của lão già kia. Tên tiểu tử chết dẫm này, cả ta cũng dám động thủ. Thân ảnh già nua kia lập tức mắng to rồi càng thêm dốc sức bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào, tốc độ cũng nhanh tới cực hạn. Nháy mắt tiếp theo, trong mi tâm của Lục Lâm Thiên có một đạo oanh quang trực tiếp thoát ra, sau đó liền vội vàng nhập vào bên trong cái chữ vật giới chỉ mà Lục Lâm Thiên đã giấu, không để cho ai cảm giác được bất kỳ khí tức khác thường nào cả. Tên tiểu tử chết dẫm này, đào đâu ra loại bảo vật này thế không biết,
thật đúng là toàn bộ may mắn trên đời này đều đổ hết lên đầu hắn mà. Đạo Anh Quang phát ra tiếng thì thầm khe khẽ, rồi lập tức tiến vào bên trong chữ vật giới chỉ của Lục Lâm Thiên, chữ vật giới chỉ lần này cũng không bị ẩn đi nữa. Xuy xuy, trong não hải của Lục Lâm Thiên, đạo đao mang màu vàng kia nhìn thấy thân ảnh của lão già bỏ chạy mất thì cũng không tiếp tục đuổi theo nữa, đao mang vội thu liễm lại, nhanh chóng hóa thành thanh tiểu đao màu vàng, cùng lúc đó, phía trên thanh tiểu đao màu vàng kia cũng có một cổ lực lượng cự đại tản ra tựa như một cái lưới lớn, cái lưới được hình thành từ vô số đường cong mảnh nhỏ khít khao ghép chặt, bắt đầu thu gom mảnh nhỏ linh hồn đã bị vỡ nát của Thôi Mệnh Phán Quan lại. Cũng lúc này, linh hồn lực đã bị đánh vỡ của Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp bị thanh tiểu đao màu vàng kia thôn phệ, vô số mảnh nhỏ linh hồn li ti đáng bị thôn phệ với tốc độ cực nhanh. Hồn đan của Lục Lâm Thiên lúc này cũng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, đánh tan đám linh lực đã bị gom lại kia, hồn đan vốn dựa vào việc hấp thu linh lực để tư dưỡng, cho nên, có không ít mảnh nhỏ linh hồn của Thôi Mệnh Phán Quan cũng nương theo mớ linh lực bị đánh vỡ kia mà bị hồn đan hấp thu. Phía trên hồn đan, chính là một mảnh huỳnh quang màu trắng mờ ảo đang quanh quẩn bay lượn, trực tiếp hấp thu linh hồn lực, làn tẩm bổ này cho hồn đan có thể nói là cuồng bổ luôn rồi. Lục Lâm Thiên chỉ có thể thôn phệ linh lực và linh phách của linh tướng, nhưng không cách nào thôn phệ hồn lực được. Thứ nhất, ở dưới linh vương, ví dụ như nói linh xuất đi, mặc dù linh hồn lực rất cường hãn, nhưng cũng không thể đạt tới trình độ ly thể được, mặc dù linh giả ở trình độ linh phách đã có thể ngưng tụ hóa hồn đan thành thực chất. Nhưng loại thực chất hóa này chỉ có thể làm được khi ở trong không gian não hải của bản thân mà thôi, đồng thời cần phải có linh lực phụ trợ, mới có thể triển khai công kích thực chất hóa bằng linh hồn lực được, nhưng tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu, vì nó sẽ tiêu tán rất nhanh. Mà sau khi thôn phệ linh tướng và linh phách xong thì hồn đan của linh giả sẽ tự động tan ra hóa thành năng lượng tiêu tán. Thứ hai, âm dương linh vũ quyết chỉ có tác dụng thôn phệ linh lực và chân khí, chứ không có tác dụng thôn phệ linh hồn lực. Cho nên dù Lục Lâm Thiên thôn phệ không ít linh giả, và linh hồn lực cũng mạnh hơn không ít, nhưng đấy là do vào lúc linh giả bị thôn phệ linh lực thì linh hồn lực cũng hóa thành năng lượng và xen lẫn một ít vào trong đám linh lực bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Mà chút ít năng lượng linh hồn lực đó, ngay lúc bị Lục Lâm Thiên luyện hóa thành linh lực thì vô tình sẽ bị hồn đan của hắn thôn phệ, tuy rằng số lượng mỗi lần không nhiều lắm, nhưng tích lũy lâu dần cũng có tác dụng rất lớn. Lúc này đây, hồn đan của Lục Lâm Thiên hấp thu linh hồn lực đã bị nghiền nát của Thôi Mệnh Phán Quan, hành động này không thể nghi ngờ chính là đại bổ, trực tiếp hấp thu linh hồn lực để tẩm bổ, đối với linh hồn lực của Lục Lâm Thiên mà nói thì đây chính là lợi ích kinh người. Ở bên ngoài, lúc này Lục Lâm Thiên đang lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người như có như không, khiến cho đám người đứng vây xem bên dưới sợ tới mức tim muốn nhảy lên cổ họng. Nếu như Thôi Mệnh Phán Quan đoạt xá thành công thì đợi lúc trưởng môn tỉnh lại sẽ biến thành Thôi Mệnh Phán Quan, chứ không còn là trưởng môn nữa. Thần sắc của Lữ Tiểu Linh cũng vô cùng khẩn trương, hàm răng ngà cắn chặt đôi môi mọng đỏ tới mức suýt bật máu. Mọi người có khẩn trương đến mấy thì cũng bó tay không làm được gì, cái cảm giác hồi hộp thế này, thứ khó chịu nổi nhất chính là phải hứng chịu nó trong một quãng thời gian lâu dài, khiến cho thần kinh của cả đám người đều căng như dây đàn. Trong não hải của Lục Lâm Thiên, dưới tình huống mà ngay cả bản thân của Lục Lâm Thiên cũng không rõ, hồn đan đang xoay tròn cực nhanh và hấp thu hết đám linh hồn lực kia, bất quá lúc này hồn đan hấp thu linh hồn lực so với thanh tiểu đao màu vàng thì vẫn còn kém rất xa, chỉ có một phần rất nhỏ mảnh vỡ linh hồn còn sót lại là bị hồn đan hấp thu trong lúc vô tình mà thôi. Hồn đan hấp thu mảnh vỡ linh hồn nếu như so với tiểu đao màu vàng thì, phỏng chừng cao lắm chỉ cỡ một phần ngàn, thậm chí còn chẳng tới một ngàn nữa. Bất quá cũng bởi vì như vậy, Lục Lâm Thiên mới có thể thuận lợi khiến cho hồn đan hấp thu được linh hồn lực bị đánh vỡ kia, linh hồn lực bị đánh vỡ của Thôi Mệnh Phán Quan cũng cực kỳ khổng lồ, lấy trình độ linh hồn lực của Lục Lâm Thiên lúc này thì muốn hấp thu toàn bộ chẳng khác nào tự tìm đường chết, căn bản không thể nào làm được. Suy, chỉ không tới nửa canh giờ, tất cả mảnh vỡ linh hồn đều bị thanh tiểu đao màu vàng kia thôn phệ, thế nhưng bản thân của nó lại không có bất kỳ biến hóa nào, sau khi thôn phệ mảnh vỡ linh hồn xong. Ngay cả quang mang của nó cũng không thay đổi dù chỉ mảy may, tiếp tục xoay quanh phía trên hồn đan, theo tần suất xoay của hồn đao mà tự xoay. Ta không chết sao? Lúc Lục Lâm Thiên khôi phục chi giác thì điều đầu tiên hắn làm chính là nhìn vào xem lại não hải của mình, phát hiện mọi thứ không có gì thay đổi, Thôi Mệnh Phán Quan thì không thấy bóng dáng đâu, mình cũng không bị đoạt xá, đồng thời, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được là linh hồn lực của mình đã tăng cường không ít. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lục Lâm Thiên cố gắng hồi tưởng lại, ngay lúc mình trọng thương mất đi tri giác, dường như đã nghe được một giọng nói già nua, giọng nói này dường như không xa lạ gì, mà dường như mình còn mơ hồ nhìn thấy thanh tiểu đao màu vàng kia phát ra kim quang cực sáng nữa. Chẳng lẽ là tiểu đao màu vàng đã cứu ta? Lục Lâm Thiên nhìn về phía thanh tiểu đao màu vàng kia, nhưng lại không nhìn thấy thanh đao có bất kỳ biến hóa khác thường nào. Rốt cuộc là tiểu đao màu vàng hay là người nào khác? Lục Lâm Thiên thoáng nghi hoặc, chỉ biết rằng bản thân mình đã được cứu thoát, nhưng Lục Lâm Thiên lại không biết rốt cuộc là thanh tiểu đao màu vàng kia đã cứu mình, hay là do người nào đó khác. Còn có bản thân mình vô duyên vô cớ, linh hồn lực đột nhiên lại mạnh hơn không ít, sợ là so với trước kia ít nhất cũng phải mạnh hơn 1/20 luôn ấy chứ, đừng xem nó chỉ có 1/20 mà xem thường, nếu là bát trọng linh tướng bình thường tu luyện thì phỏng chừng không tốn vài năm căn bản không cách nào tăng cường linh hồn lực nhiều như vậy được. Lục Lâm Thiên hơi hé mắt ra nhìn, thân hình đột nhiên rơi xuống dưới. Xuy xuy, chân khí rung động, chân khí tỏa ra chung quanh hóa thành một dòng khí xoáy qua, Lục Lâm Thiên lúc này mới ổn định thân hình lại được, sau đó đứng ở giữa quảng trường, quét mắt nhìn khắp bốn phía. Bịch bịch, nhìn thấy Lục Lâm Thiên tỉnh lại, đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu cũng đứng trơ ra hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức lùi lại phía sau, mắt nhìn chằm chặp vào Lục Lâm Thiên. Không ai biết chắc kẻ vừa tỉnh lại có phải là Thôi Mệnh Phán Quan hay là trưởng môn của mình nữa. Các ngươi làm sao vậy? Lục Lâm Thiên nhìn vẻ mặt của cả bọn liền hỏi với vẻ nghi hoặc. Ngươi là ai? Lữ Tiểu Linh khẩn trương nhìn vào Lục Lâm Thiên, tới mức chống ngực đập dồn dập. Ngươi thử nói xem ta là ai? Lục Lâm Thiên hơi ngẩn ra, chẳng lẽ mình bị hủy dung rồi hả? Lão đại! Tiểu Long lúc này cũng vui mừng nhào tới. Chỉ có nó là có thể cảm giác được khí tức của lão đại rõ ràng nhất, đây không phải là Thôi Mệnh Phán Quan, khí tức trên người của lão đại vẫn không hề thay đổi. Tiểu Long, đệ không sao chứ? Lục Lâm Thiên hỏi, Tiểu Long chống lại Thôi Mệnh Phán Quan, ít nhiều cũng bị thương. Không có việc gì, lão hỗn đản ấy vẫn không thể thương tổn đến ta được. Tiểu Long ngẩng đầu nói, mắt nhỏ chớp chớp, giọng nói mang theo chút ủy khuất. Chính là hơi đau một chút. Thực lực của lão hồn đàn đó đúng là không tệ. Lục Lâm Thiên, ngươi không bị đoạt xác à? Lữ Tiểu Linh lập tức bước tới, cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt vẫn còn có chút nghi hoặc không dám tin. Ngươi nói thử xem, không lẽ ngươi muốn ta bị đoạt xác à? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không phải vậy, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta rất lo cho ngươi. Lữ Tiểu Linh rốt cuộc cũng đoán chắc kẻ trước mặt là ai. Lập tức bổ nhào vào lòng ngực của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hơi sững ra, thân thể nhỏ nhắn kia đã dán sát LNG ngực của hắn, sau một hồi lóng ngóng chẳng biết làm sao, hai tay thoáng do dự, sau đó liền choàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, nói. Được rồi, ta không sao rồi, đừng quá lo lắng. Thất phẩm đan dược á, thất phẩm đan dược. Thanh âm cực nhỏ của Tiểu Long lập tức vang lên trong não hải của Lục Lâm Thiên, nháy nhỏ nháy nháy một cái. Sau đó không ngừng cười hắc hắc như trẻ con. Lục Lâm Thiên trừng Tiểu Long một cái, Tiểu Long không hề sợ hãi mà ngẩng đầu ưỡn lên tỏ vẻ kháng nghị. Ngươi làm ta lo lắng muốn chết, đều do ta không tốt, đáng lẽ ra ta nên giúp ngươi sớm một chút mới đúng, đều là do ta, cũng may mà ngươi không có chuyện gì. Sau một hồi, Lữ Tiểu Linh liền e thẹn ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi xấu hổ lùi lại hai bước mới dám nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi giúp ta thì coi như xong. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, Linh Thiên Môn sẽ không tha cho ta đâu. Lục Lâm Thiên nói. Ai nói vậy, Thôi Mệnh Phán Quan ở thời kỳ toàn thịnh thì ta không đối phó được, bất quá nếu là linh hồn thể thì ta không phải là không có cách, ít nhất linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan cũng không thể làm gì được ta, chỉ là không tới mức khốn cùng thì cha của ta không cho ta thi triển mà thôi. Lữ Tiểu Linh bĩu môi, nhìn Lục Lâm Thiên mà nói. Lục Lâm Thiên nhìn Lữ Tiểu Linh thêm một cái. Thân là đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, một thân một mình chạy ra ngoài, nếu trên thân không có chỗ dựa vào, không còn con bài tẩy thì chắc chắn là giả, trên người Vân Hồng Lăng thì có thổ sát huyền lôi và cung điện linh khí, chỉ sợ là trên người của Lữ Tiểu Linh cũng phải che giấu thứ gì đó vô cùng cường hãn. Trưởng môn, người không có chuyện gì thật sao? Lúc này, đám người Lộc Sơn lão nhân, Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu mới nghi hoặc đánh giá Lục Lâm Thiên từ đầu tới chân. Không có việc gì. Lục Lâm Thiên cười khẽ một tiếng, huyết khí trong cơ thể vẫn đang cuồn cuộn như cũ,
thiếu chút nữa đã phun thêm một ngụm máu tươi. Mặc dù không bị đoạt xác, linh hồn lực còn mạnh hơn không ít, nhưng chuyện này không liên quan gì tới thương thế cả. Vết thương có được lúc trước khi chống lại thôi mệnh phán quan thì vẫn cứ còn đó, hơn nữa cũng vô cùng nghiêm trọng. Hô! Đám người Lộc Sơn lão nhân đều thở hắt ra một hơi cùng lúc, cũng cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, thực lực của bọn họ không tệ, tự nhiên biết rõ, bị linh hồn của thôi mệnh phán quan nhập vào cơ thể, nếu như không có chỗ dựa vào thì dám chắc đã bị đoạt xác rồi, trưởng môn cư nhiên lại bình an vô sự, e rằng đây là chuyện trước nay chưa từng có, mọi người cùng hít vào một ngụm khí lạnh và càng thêm tôn kính vị trưởng môn này hơn. Muốn chạy à, đừng hòng. Lộc Sơn lão nhân quát lên một tiếng. Lúc này tên đới cương tử nằm trên mặt đất nãy giờ đang cố giãy giụa bò dậy muốn lặng lẽ xoay người bỏ chạy, tiếng nói vừa dứt, trong tay của Lộc Sơn lão nhân trực tiếp đánh ra một đạo chảo ấn vừa đánh ra, không gian lập tức run lên, ngay cả mặt đất cũng rạn nứt. Mặc dù Lộc Sơn lão nhân đang mang thương thế trên người, nhưng lực công kích vẫn không giảm đi chút nào, trong nháy mắt tiếp theo đó, đạo chảo ấn này đã bay tới phía trên đầu của đới cương tử. Thương thế của đới cương tử nặng hơn Lộc Sơn lão nhân rất nhiều, thực lực thì vốn cũng kém xa ông ta, thấy vậy hắn lập tức hoảng sợ, mặt mày xám ngoét như cho tàn. Lộc Sơn cung phụng, giữ cho hắn một hơi. Lục Lâm Thiên hờ hững căn dặn. Vâng, trưởng môn. Lộc Sơn lão nhân đáp lời, trưởng ấn đã hung hăng nện xuống thật mạnh. Chảo ấn mơ hồ khiến không gian trở nên vặn vẹo, sau đó nện thật mạnh xuống người tên đới cương tử kia, một chảo đánh xuống. Trên mặt đất của quảng trường cũng bị đánh vỡ, lộ ra năm vết nứt rộng mấy thước, nháy mắt lại lan dài ra xa với tốc độ chóng mặt. Phụt! Mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá văng khắp nơi, đới cương tử phun ra một miệng máu tươi, xen lẫn mớ nội tạng bị đánh nát, cả người nằm lọt thỏm trong cái hố giữa chân ấy, khắp người đều cảm thấy ê ẩm khó chịu. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía đới cương tử, lóe qua một cỗ lạnh ý. Lục trưởng môn, xin hãy tha chết cho ta đi. Ta nhất thời bị ma quỷ làm cho đầu óc mê muội, tha cho ta một mạng đi, ta không dám nữa đâu, phụt. Đới cương tử nói đứt quãng, miệng phun máu tươi thêm lần nữa, trong mắt đục ngầu ngập tràn vẻ kinh hãi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Muộn rồi. Lục Lâm Thiên nói khẽ, trường ấn trong tay của hắn đã thay cho lời nói, một đạo chảo ấn đã chụp lấy đầu của đới cương tử. Lục Lâm Thiên lúc này không phải thôn phệ tên đới cương tử này mà là thi triển siêu linh thuật. Chính mình phải tìm hiểu cho rõ quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và Linh Vũ Giới mới được, nếu như muốn biết rõ tất cả thì cứ thi triển siêu linh thuật thì ắt sẽ rõ mười mươi. Sau một lát, Lục Lâm Thiên mới thu hồi chảo ấn, thần sắc cũng ngưng trọng hẳn lên, thở dài một cái, nói với Tiểu Long trên vai. Tiểu Long, giao cho ngươi đấy. Một tên vũ xuất tam trọng, sau khi ta ăn xong thì cũng có thể đạt được ít chỗ tốt rồi. Tiểu Long nhún người trượt xuống, hóa thành vài thước. Trực tiếp nuốt sống đới cương tử vào trong bụng. Tông chủ, mấy ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông đứng chung quanh liền nháo nhào lên, nhưng không có kẻ nào dám vượt lên nửa bước, lấy thực lực của cả đám, bước lên chỉ tổ chịu chết mà thôi. Tất cả mọi người nghe đây, đới cương tử đã chết rồi, các ngươi là kẻ thông minh, hẳn là biết nên làm gì mới đúng, hiện tại các ngươi sẽ có một tông chủ mới. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua mấy ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông đang có mặt ở đấy. Cuối cùng liền dừng lại trên người đới trưởng An. Đới cương tử có chết cũng không đền hết tội, đa tạ Lục trưởng môn. Đới trưởng An hạ áo choàng xuống, thần sắc pha chút kinh ngạc lẫn hưng phấn, đới cương tử đã chết, từ nay về sau hắn rốt cuộc cũng không cần phải làm con chó của bất kỳ ai nữa. Nhìn đới trưởng An, sắc mặt của đám đệ tử Quỷ Vũ Tông đều khẽ đổi. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, kể từ nay về sau, đới trưởng An chính là tông chủ mới của Quỷ Vũ Tông. Kẻ nào không phục thì đứng ra, vị này chính là đại tiểu thư của Linh Thiên Môn, các ngươi không phục thì chính là đối nghịch với Linh Thiên Môn, hậu quả tự mình gánh lấy. Lục Lâm Thiên lại quét mắt nhìn quanh đám đệ tử Quỷ Vũ Tông lần nữa, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh ý, sau đó giới thiệu Lữ Tiểu Linh cho cả đám người biết. Đám người của Quỷ Vũ Tông nào dám nhìn thẳng, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lữ Tiểu Linh, sau đó lại chuyển hướng nhìn về phía đới trường An. Đây vốn chính là đại thiếu gia của Quỷ Vũ Tông, đám đệ tử chớp mắt một cái, sau đó có vài tên dẫn đầu quỳ xuống. Đệ tử bái kiến tông chủ. Bát kiến tông chủ. Đám người còn lại nhìn thấy vậy cũng thần phục theo ngay lập tức, bất kể là trong lòng bọn họ phục thật hay không, nhưng bọn họ đều biết, hiện tại nếu không thần phục theo thì chỉ có một con đường chết.
Nhìn thấy như vậy, đới Trường An lập tức kích động lên, loại cảm giác cao cao tại thượng của trước kia đã trở lại lần nữa, rốt cuộc cũng không cần sống những ngày tháng tủi nhục nữa. Đới tông chủ, đã vậy thì mọi chuyện còn lại ở đây đều giao cho ngươi, ta đi trước một bước đây. Lục Lâm Thiên nhếch mép, tựa tiếu phi tiếu nói với đới Trường An. Đa tạ Lục trưởng môn. Đới Trường An lúc này thi lễ thật sâu với Lục Lâm Thiên, hắn biết tất cả mọi thứ của mình lúc này đều là do Lục Lâm Thiên ban cho, người này, có thể cho hắn lên cao cao tại thượng cũng có thể kéo hắn xuống chỉ bằng một con chó, hắn biết rõ tầm quan trọng của người này đối với hắn. Lục trưởng môn, còn có một việc. Đới Trường An muốn nói lại thôi. Hộ pháp Trương Khiếu, người dẫn người ở lại Quỷ Vũ Tông giúp đỡ tông chủ, hết thảy đều phải nghe theo lệnh của tông chủ. Nếu trong Quỷ Vũ Tông có kẻ nào không phục thì giết không tha. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía Trương Khiếu. Trương Khiếu hiểu rõ, ý của trưởng môn hắn đương nhiên hiểu rõ, đáp. Vâng, thưa trưởng môn. Đới tông chủ, vậy ta đi trước đây, từ nay về sau Quỷ Vũ Tông cùng Phi Linh Môn của ta chính là người cùng một nhà, có việc gì thì có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, nếu như Phi Linh Môn có chuyện, cũng hy vọng đới tông chủ sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Lục trưởng môn nói quá lời rồi, về sau chuyện của Phi Linh Môn cũng chính là chuyện của Quỷ Vũ Tông ta. Đới Trường An vỗ ngực cam đoan, cường giả của Phi Linh Môn hắn đã gặp qua, có thể ra tay giúp đỡ hắn thì chính là để mắt tới hắn. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười, đới Trường An lúc trước đã bị đám người Hoa Mãn Lâu và Lộc Sơn lão nhân làm cho sợ chết đi được, giờ lưu lại Trương Khiếu và vài tên vũ tướng ở lại Quỷ Vũ Tông hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. Biểu ca, người đã đoạt lại được Quỷ Vũ Tông, từ nay về sau cần phải quản lý Quỷ Vũ Tông cho thật tốt nha. Lữ Tiểu Linh nói với đới Trường An. Biểu muội cứ yên tâm đi, đa tạ biểu muội. Đới Trường An đáp lời, lúc này, hắn đã không dám giữ lòng dạ dơ bẩn đối với vị biểu muội tuyệt mỹ mê người này nữa rồi, đối với thanh niên áo xanh trước mặt, ngay cả dũng khí để ghen tị hắn cũng không có, đối với hắn mà nói thì đối phương chính là ngọn núi cao không cách nào suy chuyển được. Hiện tại hắn chỉ dám ngước mắt mà nhìn thôi. Sau khi thi triển thuật truyền âm nói nhỏ vài câu vào tai Trương Khiếu xong thì sắc trời cũng gần như đen hẳn, Lục Lâm Thiên cưỡi nghịch lân yêu bằng thừa dịp đang đêm rời khỏi Quỷ Vũ Tông, chuyện ở Quỷ Vũ Tông đã có Trương Khiếu lo liệu, coi như đã hoàn toàn xử lý xong việc. Lần này tới Quỷ Vũ Tông, gặp phải Thôi Mệnh Phán Quan, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Lâm Thiên, lại thêm một lần hữu kinh vô hiểm. Nhưng Lục Lâm Thiên nhớ lại mà vẫn còn phải hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thiếu chút nữa là mình đã toi đời rồi. Tốc độ của nghịch lân yêu bằng cũng chậm hơn không ít, cả đám yêu thú lúc này đều mang vết thương không nhẹ trên người. Lục Lâm Thiên, đa tạ ngươi đã giúp đỡ. Ngồi trên lưng của nghịch lân yêu bằng, Lữ Tiểu Linh nói với Lục Lâm Thiên. Không cần phải cảm ơn đâu, xem như nể mặt ngươi, giúp tên đới Trường An kia một lần cũng không sao cả. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên, người đúng thật là không biết xấu hổ mà, người thật sự cho ta là đồ ngốc chắc, chỉ sợ là ngươi đã sớm có ý định đánh Quỷ Vũ Tông rồi, bằng không sao bỗng dưng ngươi lại tốt bụng như vậy được. Lữ Tiểu Linh trừng mắt đẹp nhìn hắn, tuy nàng đơn thuần, nhưng không phải kẻ ngốc, chút chuyện ấy nàng vẫn nhìn ra được. Cái này, Lục Lâm Thiên nhún vai, mỉm cười. Biểu ca thì coi như xong rồi. Ta biết rõ người đánh chủ ý tới Quỷ Vũ Tông. Bất quá dù sao đi nữa mẹ của ta và dì cũng có quan hệ máu mủ, người xem như chừa cho ta chút mặt mũi, cho dù có đánh chủ ý tới Quỷ Vũ Tông đi nữa, nhưng cũng phải che chở cho hắn một chút, lấy thực lực của biểu ca, nếu muốn bảo vệ được Quỷ Vũ Tông thì còn chưa đủ, dù sao Quỷ Vũ Tông sớm muộn gì cũng là của người khác, người chỉ ra tay trước mà thôi. Đôi mắt của Lữ Tiểu Linh lóe lên, thấp giọng nói. Lục Lâm Thiên thoáng sững sờ. Lúc này, Lục Lâm Thiên lại không nhìn được mà nhìn kỹ Lữ Tiểu Linh lần nữa, vẫn cảm thấy Lữ Tiểu Linh rất đơn thuần, nhưng Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy Lữ Tiểu Linh đôi khi cũng không đơn thuần tí nào, tính toán của mình, Lữ Tiểu Linh đều hiểu rõ cả. Nữ nhân đúng là khó mà nhìn thấu. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, xem ra, nam nhân nhất định không thể nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu nữ nhân, thực tế thì nữ nhân căn bản không cách nào nhìn thấu được, những kẻ tự cho là mình có thể hiểu rõ nữ nhân. Tới cuối cùng, nhất định sẽ có ngày chịu khổ trong tay nữ nhân. Trên lưng của nghịch lân yêu bằng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, nhét thêm vài viên đan dược vào miệng, thương thế trên người, Lục Lâm Thiên phỏng chừng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu so với lần ở trong hạp gốc.
Trong não hải của Lục Lâm Thiên bắt đầu suy xét rất nhiều vấn đề, ngay khi thi triển siêu linh thuật đối với não hải của đới cương tử hắn mới biết được, tên đới cương tử này đối với linh vũ giới căn bản cũng không biết được bao nhiêu chuyện, chẳng qua là hắn đã từng tiếp xúc cùng với Hắc Bạch Vô Thường và Thôi Mệnh Phán Quan mà thôi. Thời gian tiếp xúc thì chính là lúc ở trong Sơn Mạch Vụ Hải, lúc trước sau khi hai tên Hắc Bạch Vô Thường bỏ chạy thì chính là tới tìm đới cương tử. Thôi Mệnh Phán Quan đồng ý sẽ khiến cho Quỷ Vũ Tông trở thành thế lực hàng đầu, đồng thời cũng biết rõ có phệ huyết hóa cốt đan trên người đới cương tử. Đới cương tử vì nhìn thấy thực lực của Thôi Mệnh Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường, cộng thêm dã tâm của hắn nên đã đồng ý. Còn việc về linh vũ giới thì đới cương tử căn bản không biết được bao nhiêu. Bất quá ở trong não hải của đới cương tử, Lục Lâm Thiên còn chiếm được một tin tức khác cũng vô cùng trọng yếu, người của Hóa Vũ Tông, trước đó không lâu đã tới tìm đới cương tử, hỏi thăm không ít chuyện về phi linh môn, thậm chí còn cho Quỷ Vũ Tông không ít lợi, muốn Quỷ Vũ Tông ngăn cản sự phát triển của phi linh môn. Tin này cũng không có gì, nhưng đối với Lục Lâm Thiên thì lại vô cùng quan trọng, chứng tỏ Hóa Vũ Tông đang nhòm ngó tới phi linh môn, hơn nữa còn cố tình muốn ngăn cản sự phát triển của phi linh môn. Sau một lát, Lục Lâm Thiên bắt đầu ngồi trên người Nghịch Lân Yêu bằng điều tức chữa thương. Sau khi một đường chạy thẳng về phi linh môn, Lộc Sơn lão nhân liền trở về chữa thương, có thể nói vết thương cũ trên người Lộc Sơn lão nhân còn chưa lành thì đã gánh thêm vết thương mới. Lục Lâm Thiên cũng lập tức trở về đình viện ở sau núi, kể đại khái về chuyện của Thôi Mệnh Phán Quan ở Quỷ Vũ Tông qua một lần cho Đông Vô Mệnh nghe. Về phần biến cố diễn ra trong não hải thì Lục Lâm Thiên chỉ nói loáng thoáng qua mà thôi, cũng không nhắc gì tới chuyện của thanh tiểu đao màu vàng. Không ngờ Thôi Mệnh Phán Quan lại ở Quỷ Vũ Tông, tiểu tử ngươi coi như phúc lớn mạng lớn, sau này cần phải cẩn thận hơn nữa mới được. Đông Vô Mệnh nghe Thôi Mệnh Phán Quan ở Quỷ Vũ Tông thì cũng hít vào một hơi dùm Lục Lâm Thiên. Đông lão, ta phải bế quan vài ngày nữa mới được, việc ở Quỷ Vũ Tông đại khái đã được giải quyết xong. Thực lực của Quỷ Vũ Tông bây giờ đã giảm mạnh, sắp tới át hẳn sẽ chiêu binh mãi mã, phải phiền toái Đông lão an bài một vài cường giả lạ mặt tiến vào Quỷ Vũ Tông mới được. Lục Lâm Thiên nói, người muốn tước quyền của đới Trường An. Đông Vô Mệnh cười nhạt một tiếng. Đới Trường An vốn chỉ là một tên phế vật mà thôi, nhưng bây giờ tên phế vật này vẫn còn chút giá trị lợi dụng, nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể nuôi hắn cả đời. Còn nếu như hắn cũng giống đới cương tử thì ta không ngại giết thêm một tên nữa. Lục Lâm Thiên nói với ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi xài chiêu đó với Lữ Tiểu Linh, phỏng chừng sau khi Lữ Chính Cường biết được sẽ kính trọng ngươi vài phần. Đông Vô Mệnh cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói với Lục Lâm Thiên, vì ban nãy ông đã nghe kể hết mọi chuyện. Đây cũng không còn cách nào khác, ta không muốn tất cả các thế lực đều để mắt tới phi linh môn của ta. Lôi Linh Thiên Môn ra làm lá chắn để giảm bớt kẻ dò ngó, còn lại cứ để bọn họ tự mình đoán mò đi, hiện tại có lẽ tới lượt Hóa Vũ Tông phải đau đầu rồi. Lục Lâm Thiên nhếch môi mỉm cười. Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ, lúc này đây có rất nhiều thế lực đều dò ngó tới phi linh môn có Vũ Vương, đồng thời thế lực cũng đang ngày càng lớn mạnh, khiến cho không ít thế lực đứng ngồi không yên, lúc nào cũng dò xét động tĩnh của phi linh môn, Quỷ Vũ Tông hai lần đổi chủ đều có bóng dáng của phi linh môn. Đây cũng là chuyện khó che giấu, chỉ cần là kẻ có chút hiểu biết cũng sẽ cho rằng việc này chắc chắn có liên quan tới phi linh môn. Hoặc là Quỷ Vũ Tông đang bị phi linh môn âm thầm khống chế, hiện tại phi linh môn đã có đủ thực lực khống chế tuyệt đối Quỷ Vũ Tông rồi. Cho nên sẽ khiến cho rất nhiều kẻ cảm thấy nôn nao khó yên, nhưng bây giờ, sau khi mình lôi Lữ Tiểu Linh ra thì tình hình sẽ khác hẳn, không còn như trước nữa, đây cũng là mục đích của Lục Lâm Thiên khi đưa Lữ Tiểu Linh tới Quỷ Vũ Tông. Phía sau lưng của Lữ Tiểu Linh còn có Linh Thiên Môn, lại thêm quan hệ giữa Linh Thiên Môn và Quỷ Vũ Tông, những thế lực khác cũng biết chuyện này, có Lữ Tiểu Linh dính vào thì những thế lực đó sẽ không suy đoán nhiều nữa, nếu so sánh giữa Linh Thiên Môn và Phi Linh Môn thì đương nhiên bây giờ Linh Thiên Môn sẽ dễ bị chú ý hơn rồi. Lục Lâm Thiên đoán, cũng chỉ có làm như vậy mới đẩy được tầm mắt của không ít kẻ lên Linh Thiên Môn, đoán là Linh Mẫn Thiên Tôn muốn giúp đới Trường An, hoặc là Linh Thiên Môn muốn ra tay với Quỷ Vũ Tông. Đặc biệt là Hóa Vũ Tông, Quỷ Vũ Tông nằm trong phạm vi địa bàn của Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn nhúng tay vào, phỏng chừng Hóa Vũ Tông chính là bên đau đầu nhất, sau khi nhận được tin, nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên, đoán giả đoán non rằng có phải là Linh Thiên Môn muốn ra tay với Quỷ Vũ Tông trước, sau đó đánh tới Hóa Vũ Tông hay không. Lục Lâm Thiên cười trộm trong lòng, nói tóm lại kéo Lữ Tiểu Linh vào lúc này đã thành công khiến cho rất nhiều kẻ có tật giật mình,
còn Phi Linh Môn thì sẽ không bị ai dòm ngó. Về phần Quỷ Vũ Tông, Lục Lâm Thiên đã sớm có tính toán riêng, hiện tại cường giả của Quỷ Vũ Tông trên cơ bản chẳng được mấy người, lại thêm người của mình phái tới gia nhập và bọn người Trương Khiếu đang ở lại Quỷ Vũ Tông, nội ứng ngoại hợp, cứ âm thầm lặng lẽ mà làm, tin rằng chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Quỷ Vũ Tông sẽ thần không biết quỷ không hay mà nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, còn tên Đới Trường An thì sẽ hoàn toàn trở thành bù nhìn. Về phần có thể khiến Linh Thiên Môn rước lấy phiền toái hay không thì Lục Lâm Thiên cũng không thể quản được những chuyện ấy. Linh Thiên Môn cách Phi Linh Môn trăm sông nghìn núi, phỏng chừng Lữ Chính Cường sẽ không tìm tới mình để tính sổ mấy việc còn con này đâu. Mình chẳng qua chỉ lợi dụng Linh Thiên Môn có một chút mà thôi. Lại nói, đây cũng là do Lữ Tiểu Linh tự nguyện, coi như đây là thù lao mình giúp ông ta chăm sóc con gái đi vậy. Nghĩ như vậy, Lục Lâm Thiên rất vô sỉ mà mỉm cười. Đúng rồi Đông Lão. Ngày mai phái người tới Trấn Thiên Tinh đi, sau đó cướp cho bằng sạch cái Trấn Thiên Tinh đó rồi giao lại cho Vân Dương Tông. Chuyện này ta đã hứa với Vân Dương Tông rồi, nhất định phải làm, bất quá cũng không cần làm quá mức. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Giao Trấn Thiên Tinh cho Vân Dương Tông, sẽ có chút bất lợi cho Phi Linh Môn chúng ta. Tới lúc đó, nếu Phi Linh Môn chúng ta muốn khuếch trương ra thì đây chính là con đường ta phải qua. Đông Vô Mệnh ngẫm lại một cái rồi lập tức lên tiếng. Vân Dương Tông muốn đã muốn như vậy thì chúng ta cũng không cần phải lo gì cả, hiện tại Quỷ Vũ Tông đã là của chúng ta, cộng thêm cổ vực còn có Trấn Hoa Môn, hắn muốn phong tỏa Phi Linh Môn của chúng ta thì ta sẽ phong tỏa bốn phía của hắn trước, tới lúc đó ta sẽ biến Trấn Thiên Tinh thành một tòa trấn cô độc, tới lúc đó thì sẽ tới lượt hắn cầu chúng ta. Lục Lâm Thiên nói, điểm này thì Lục Lâm Thiên hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ngươi không có ý định trực tiếp thu nhận Quỷ Vũ Tông à? Đông Vô Mệnh mỉm cười hỏi, suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên, ông cũng đoán được phần nào, mặc dù không thể rõ mười mươi. Hiện tại chúng ta cũng đang tiếp nhận Quỷ Vũ Tông đấy thôi, nếu như làm ra mặt thì sẽ mang tới không ít phiền toái cho chúng ta, vẫn nên âm thầm tiếp nhận thì hơn, chỉ cần Quỷ Vũ Tông còn mang họ đới thì những kẻ muốn gây chuyện cũng không thể làm được gì. Ta không quan tâm chuyện danh tiếng, được lợi là đủ rồi, thanh danh chỉ là vật ngoài thân, lợi ích mới là thực. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, loại chuyện kiếm danh tiếng là để cho đám đại môn đại phái chơi, mình chỉ là tiểu môn tiểu phái, lợi ích mới là quan trọng nhất. Tiểu tử nhà người, một bụng toàn chứa mấy chuyện âm hiểm. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói. Bất quá ta thích. Đông Lão, nói tới việc bụng bồ dao găm thì ta đây còn phải học hỏi ông nhiều lắm. Lục Lâm Thiên cũng cười hắc hắc, một già một trẻ nhìn nhau cười, tiếng cười gian trá của cả hai lại truyền ra khỏi phòng lần nữa. Sư phụ, cái kiểu cười thiệt là gian xảo quá đi mất. Trong phòng bên, nghe được tiếng cười phát ra từ trong phòng của Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt nhỏ, thản nhiên nói. Trưởng môn cười cũng rất gian. Nhan Kỳ nói. Sau chuyện ở Quỷ Vũ Tông chính là bắt đầu chỉnh đốn lại lần nữa, nhưng không gây ra động tĩnh quá lớn. Trong Phi Linh Môn, một thời gian ngắn gần đây có vẻ khá yên bình. Bất quá sau khi Phi Linh Môn để lộ ra thực lực cường hãn thì lập tức có không ít tai mắt thời khắc nhìn chằm chằm vào Phi Linh Môn. Mà sau khi Phi Linh Môn để lộ ra thực lực cường hãn rồi, Trấn Hoa Môn cũng nhận được không ít lợi ích, bởi vì thực lực của Phi Linh Môn, thương gia vốn quyết định ở lại trên Trấn Thiên Tinh rốt cuộc đều quyết định sẽ chuyển tới Trấn Hoa Môn, đây là khiến cho Trấn Hoa Môn ngày càng phồn hoa hơn nữa. Trấn Hoa Môn vẫn tiếp tục chuyện xây thành chứ không hề ngừng nghỉ, qua vài tháng. Trấn Hoa Môn hiện tại so với Trấn Thiên Tinh thì tuyệt đối không nhỏ hơn là mấy, cùng lắm là qua một tháng nữa, là có thể nối với Trấn Đoàn Sơn rồi. Dòng người tới lui Trấn Hoa Môn mỗi ngày ít nhất cũng phải hơn 10 vạn, về phần dân cư thường trú tại Trấn Hoa Môn thì đã nhiều hơn gấp mấy chục lần so với trước đây. Việc làm ăn buôn bán của cửa hàng Phi Linh cũng ngày càng phát đại, căn bản không hề có bất kỳ đối thủ nào, còn những cửa hàng nhỏ buôn bán binh khí. Dược liệu và đan dược khác thì đều muốn dựa dẫm vào cửa hàng Phi Linh, làm ăn kiểu này, có thể nói là ngày kiếm đấu vàng. Về phần phòng đấu giá do Vũ Đường phụ trách thì trước đó một tháng đã được cửa hàng Phi Linh tiếp thu rồi, trên cơ bản thì cứ mỗi 10 ngày sẽ tổ chức một ngày hội đấu giá, vật được đấu giá tuyệt đối phải là thứ cực kỳ chân quý, chuyện này cũng giúp Trấn Hoa Môn đề cao danh khí lên không ít. Bên trong Sơn Mạch Vũ Đô, rất nhiều dòng binh đoàn hiện tại cũng bắt đầu có mua bán qua lại với Phi Linh Môn. Không mấy người phản đối, gia nhập Phi Linh Môn, cũng lấy được rất nhiều lợi ích không nhỏ, hiện tại đám người muốn gia nhập Phi Linh Môn có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng được gia nhập cả.
Đương nhiên, chuyện này cũng có hơi phức tạp, nhưng không có phiền toái lớn gì, bị thực lực của phi linh môn bây giờ dọa cho sợ rồi. Đám minh đoàn trưởng của mấy dòng minh đoàn vốn nằm dưới sự khống chế của phệ huyết hóa cốt đan, đám còn lại căn bản không làm nên sóng gió gì được. Dòng minh đoàn cũng tiến hành mua bán, xem xét lợi nhuận, theo sự khống chế của phi linh môn đối với đám yêu thú bên trong sơn mạch Vũ Đô, dòng minh đoàn bắt đầu biết cách đi vào sâu hơn và vượt qua những khu vực nguy hiểm, đi về phía thành Vũ Đô. Theo sự thống nhất và lớn mạnh của dòng minh đoàn bên này, đám dòng binh đoàn đang đi về phía thành Vũ Đô kia căn bản không phải một đối thủ, thứ mà Lục Lâm Thiên muốn chính là triệt để khống chế toàn bộ sơn mạch Vũ Đô. Đồng thời, theo thực lực bên ngoài của Quỷ Vũ Tông, tất cả đều đang nằm dưới sự khống chế của Phi Linh Môn, tất cả dần đi vào quỹ đạo, thế lực của Phi Linh Môn cũng bắt đầu có phạm vi địa bàn rõ ràng hơn. Gần đây chuyện xảy ra ở biên giới sơn mạch Vũ Đô đã khiến cho Phi Linh Môn bắt đầu vang vọng triệt để. Cũng khiến cho thanh danh trưởng môn phi linh môn của Lục Lâm Thiên ngày càng được nhiều người biết tới. Cơ hồ tất cả thế lực đều đang tìm kiếm thông tin về Lục Lâm Thiên, nhưng thật sự biết được tư liệu chính xác và chi tiết thì chỉ có một vài danh môn đại phái mà thôi. Bên trong phi linh môn, uy vọng của Lục Lâm Thiên trong mắt đám đệ tử bình thường đúng là không gì sánh nổi. Không những vậy, trong lòng của tất cả đám người trưởng lão, hộ pháp và đệ tử các đường cũng đều được củng cố tuyệt đối. Đặc biệt là trong mắt của đám đệ tử bình thường, một màn lúc trưởng môn đuổi giết Phũ Xuất, cầm huyết đao trong tay sát khí dập trời, đã khiến cho tất cả cảm thấy vô cùng sùng bái. Trưởng môn cũng có thực lực cỡ vũ tướng, lại còn là vũ giả toàn hệ trong truyền thuyết mới có, thân mang vũ linh khí, bấy nhiêu cũng đủ để trấn nhiếp cả bọn rồi. Bất quá lúc này Lục Lâm Thiên không có thời gian để chú ý tất cả mọi chuyện, sau cái ngày thương lượng cùng Đông Vô Mệnh xong, liền trực tiếp vào mật thất phía sau núi để bế quan chữa thương. Bởi vì vết thương mà hắn chịu cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trong lúc chữa thương thế này, thời gian 10 ngày bất giác đã trôi qua cái vèo, thương thế trên người của Lục Lâm Thiên đã dùng một loại tốc độ cực nhanh để đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Nguyên nhân cũng vì thân thể của Lục Lâm Thiên cực kỳ cường hãn, nếu đổi lại là người bình thường thì với vết thương cỡ này, e là không thể nào khôi phục lại được, huống hồ gì Lục Lâm Thiên đây là bị thương nối tiếp nhau. Thương thế này, Lục Lâm Thiên không dám xem nhẹ. Nếu như không xử lý thật tốt thì nói không chừng, có thể sẽ vì nó mà lưu lại một vài di chứng không thể chữa khỏi, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho quá trình tu luyện về sau. Trong mật thất phía sau núi, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi, toàn thân bị một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ, hô hấp bình thản, không ngừng duy trì một loại tiết tấu hít vào thở ra, mỗi lần hô hấp, hít vào thở ra thì không gian chung quanh cơ thể cũng sẽ rung nhẹ lên một cái, nhìn qua mọi thứ có vẻ như rất huyền ảo. Điều tức trong khi tu luyện thế này, tu vi của Lục Lâm Thiên đã tiến bộ với tốc độ không đáng kể, loại tiến với tốc độ kiểu này cũng có thể nói là có còn hơn không. Hô! Mỗi một khắc, Lục Lâm Thiên thường sẽ thở ra một ngụm chọc khí, hoàng mang khắp người từ từ thu vào bên trong cơ thể, mười mấy ngày trước mặt mày còn trắng bệch như sắp chết, bây giờ đã trở nên hồng hào trở lại, khí tức trên người cũng khỏe mạnh hơn. Mở to hai mắt, tinh quang trong mắt lập lòe bất định. Sau một lát mới thu hồi lại sâu bên trong đôi mắt, cảm giác thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần, Lục Lâm Thiên không khỏi duỗi lưng thư giãn xương cốt toàn thân lập tức kêu răng rắc, một cảm giác thoải mái xông thẳng lên đầu. Tốc độ tu luyện của âm dương linh vũ quyết bình thường khá chậm, nhưng để khôi phục thương thế thì lại cực nhanh. Cảm nhận thử thương thế của mình, Lục Lâm Thiên nói thầm, trong vòng 10 ngày này, mình điều thức trị thương khiến cho linh lực và chân khí đều vững vàng hơn không ít. Nên nghĩ cách để đột phá vũ xuất. Lục Lâm Thiên lẩm nhẩm, linh lực trong cơ thể hắn lúc này đã hoàn toàn ổn định và chắc chắn rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn phệ lần nữa, đợi tới lúc linh lực thôn phệ tới linh tướng cửu trọng đỉnh phong thì mình có thể chuẩn bị đột phá vũ xuất rồi. Qua những nguy hiểm mà hắn gặp phải thời gian gần đây, Lục Lâm Thiên biết hắn nhất định phải đề cao thực lực của mình nhanh hơn nữa mới được, hiện tại người ở linh vũ giới còn chưa tới tìm mình. Nếu như đợi đám người linh vũ giới tới tìm thì mình sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn nữa. Sau khi đột phá vũ xuất thì thực lực của mình tốt xấu gì cũng sẽ tăng vọt thêm không ít, cơ hội bảo vệ mạng sống cũng cao hơn nhiều, đột phá vũ xuất sẽ khác hoàn toàn với khi còn là vũ tướng, cấp độ vũ tướng, mặc dù trong mắt người bình thường cũng có thể coi là cường giả, nhưng chỉ là chuẩn cường giả mà thôi. Người có tu vi vũ xuất mới có thể chính thức coi là bước vào cấp độ cường giả, bình thường trong sơn môn. Nếu xem xét thực lực, sẽ không bao giờ để ý xem một sơn môn có bao nhiêu vũ tướng mà chỉ xem nó có bao nhiêu vũ xuất.
Suy ngẫm một phen, Lục Lâm Thiên không thể không nghĩ tới việc tìm linh tướng để thôn phệ, trong đám thế lực phụ cận Sơn Môn, căn bản không có linh tướng thích hợp để mình thôn phệ, Sơn Môn bình thường sẽ không có linh tướng, hay những linh tướng có trình độ áp chót. Một lát sau, Lục Lâm Thiên chuẩn bị một phen rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Ở phía sau núi, Lục Lâm Thiên đã gặp được Tiểu Long và Thiên Sứ Tuyết Sư, Thiên Sứ Tuyết Sư rốt cuộc cũng đột phá lần nữa, đến tứ giai hậu kỳ, khí tức cũng cường hãn hơn không ít. Trở lại đình viện, Đông Vô Mệnh nhìn thấy tốc độ hồi phục của Lục Lâm Thiên thì đã không lấy gì làm lạ nữa, nhìn mãi thành quen rồi. Oánh tỷ, người rốt cuộc cũng xuất quan rồi, thương thế khôi phục ra sao? Trong đình viện, Lục Lâm Thiên gặp được quỷ tiên tử Bạch Oánh, nhìn khí tức của nàng thì có lẽ vết thương đã khôi phục gần hết rồi. Đã không còn trở ngại gì nữa, điều dưỡng một chút thì sẽ khỏi hẳn, ta nghe lão già nói lần này ngươi gặp phải thôi mệnh phán quan, lần sau phải cẩn thận hơn một chút. Bạch Oánh nói với Lục Lâm Thiên. Ừ, Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, xem ra, quỷ tiên tử Bạch Oánh thật sự lo lắng cho mình, quỷ tiên tử Bạch Oánh chưa từng tỏ vẻ quan tâm ai khác như vậy. Lâm Thiên, hôm trước ám đường nhận được tin là 2 tháng sau vụ tinh hải sẽ mở ra, ngươi thấy thế nào, muốn đi thử vận khí hay không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi. 2 tháng sau, Lục Lâm Thiên không chút do dự, lập tức nói. Đương nhiên phải đi rồi, đi xem thôi cũng được. Vậy ngươi phải chú ý một chút, vụ tinh hải 30 năm mở ra một lần chính là việc trọng đại ở cổ vực, nhiều người ắt sẽ loạn, nên chú ý an toàn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhiều người mới tốt, loạn một chút cũng không sao cả, tới lúc đó mình mới có cơ hội, phỏng chừng tới lúc linh giả cũng không ít, mình vừa lúc có thể thôn vệ đám vũ xuất kia. Việc ở vụ tinh hải, Lục Lâm Thiên cơ bản cũng biết hết cả rồi, sau đó Đông Vô Mệnh liền giao cho Lục Lâm Thiên một cái ngọc giản, bên trên có lộ luyến của vụ tinh hải, lộ tuyến là do Đông Vô Mệnh đi vào vụ tinh đại điện ở vụ tinh hải 30 năm trước nên nhớ rõ, vụ tinh hải vô cùng rộng lớn. Lại bị sương mù dày đặc che phủ, rất dễ bị lạc đường, nếu như không có lộ tuyến chính xác, thì không thể nào tìm được vụ tinh đại điện. Theo lời của Đông Vô Mệnh, Lục Lâm Thiên cũng biết được toàn bộ đường chủ trong lục đường cơ bản cũng đều xuất quan cả rồi, thương thế cũng không có gì đáng ngại, tương viễn của ám đường 3 ngày trước cũng đã đột phá tới vũ xuất nhị trọng. Lúc xế chiều, Lữ Tiểu Linh đến đình viện sau núi, trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Linh và Lục Tâm Đồng đã làm thân với nhau. Cho nên cái đỉnh viện sau núi này, cô ta cũng có thể ra vào tự nhiên, mọi người đều biết rõ Lữ Tiểu Linh và trưởng môn có quan hệ không thể nói rõ, đương nhiên cũng chẳng ngăn cản làm gì. Lục giai sơ kỳ, nhìn thấy phi thiên ngô công trên người Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cũng hơi giật mình, con rết nhỏ cuộn mình trên vai Lục Tâm Đồng lúc này, khí tức nội liếm, nhưng khí tức mơ hồ tản ra từ người nó lại hoàn toàn không giống trước kia, cộng thêm phi thiên ngô công vốn chính là đột phá cùng lúc tại Thiên Sứ Tuyết Sư. Khiến cho Lục Lâm Thiên không khó để đoán ra Phi Thiên Ngô Công lúc này đã là lục giai sơ kỳ. Vâng vâng, Phi Thiên Ngô Công của muội đột phá, ca ca, huynh đã hứa với muội, chỉ cần muội đột phá linh xuất thì huynh sẽ để cho muội đi theo bên cạnh huynh, hiện tại Phi Thiên Ngô Công đã đột phá, muội có thể đi theo huynh được hay không? Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt to, lộ ra vẻ giảo hoạt. Cái này sao mà giống được chứ? Lục Lâm Thiên yêu thương vỗ đầu Lục Tâm Đồng một cái. Mỉm cười, từ nay về sau có Phi Thiên Ngô Công ở bên cạnh Lục Tâm Đồng, cộng thêm thực lực của bản thân Lục Tâm Đồng, tuyệt đối có đủ khả năng tự bảo vệ lấy mình. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất quan, Lữ Tiểu Linh liền nhào lên quấn lấy Lục Lâm Thiên ngay, Lục Lâm Thiên không khỏi phải đi dạo với Lữ Tiểu Linh tới chưa. Lúc trạng vạng, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ đều tới Phi Linh Môn, trong khoảng thời gian này, Lục Tiểu Bạch cũng đã có chỗ đột phá lần nữa, đã trở thành vũ phách cửu trọng, tốc độ tu luyện thế này. So với đệ tử thân truyền của đại môn đại phái thì cũng không kém cạnh chút nào. Hai người hồi báo hết thảy tin tức về Phi Linh Thương Hành và tiến độ xây thành, Lục Lâm Thiên nghe xong cũng cảm thấy rất thỏa mãn, hết thảy còn tốt hơn nhiều so với dự kiến của mình. Sau khi Lục Lâm Thiên căn dặn vài câu xong thì hai người họ mới rời đi, kỳ thật Lục Lâm Thiên cũng không căn dặn gì nhiều. Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ phụ trách kim đường, ngày càng quen với công việc, đã thành thạo tất cả. Sau khi hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ trở lại trấn Hoa Môn, Hoa Mãn Ngọc đến đại điện, trang phục vốn chỉ thuần một sắc trắng, hôm nay lại mặc thêm một kiện váy dài cung trang màu vàng nhạt, che khuất những đường cong của thân hình linh lung kia, khiến cho kẻ khác càng thêm mơ màng. Trưởng môn,
Dòng bình đoàn trên sơn mạch Vũ Đô cơ bản đều chính thức gia nhập Phi Linh Môn hết rồi, xin trưởng môn cho biết nên an bài cụ thể ra sao? Hoa Mãn Ngọc hỏi, ánh mắt đối với vị trưởng môn này đã là cung kính tuyệt đối, vốn nàng gia nhập Phi Linh Môn môn chỉ là tổ huấn của Bách Thú Cốc, cộng thêm mạng của huynh muội mình là do trưởng môn cứu, sau quãng thời gian ở chung và tiếp xúc, nàng mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Người vất vả rồi. Lục Lâm Thiên nói. Sắp xếp cho các đoàn trưởng của mấy dòng binh đoàn lớn chức vụ hộ pháp, đãi ngộ tương đương với những hộ pháp khác, sau đó thống nhất xác nhập tất cả dòng binh đoàn, còn những chuyện khác thì tự ngươi xem xét rồi quyết định là được rồi. Ta biết cần phải làm gì. Hoa Mãn Ngọc lập tức nói tiếp. Trưởng môn, ta tổng cộng tuyển chọn ra được 6 người có tu vi vũ tướng từ vũ đường, 50 người có tu vi vũ phách, đều đã gia nhập Quỷ Vũ Tông thành công, ngoài ra còn dựa theo lời phân phó của Đông Cung Phục. Đã cuốn sạch Trấn Thiên Tinh, mặc dù có gây ra chút hỗn loạn, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì to tát, cũng cách Vân Linh Thương Hành một quãng, thu hoạch không nhỏ. Ừ, ngươi liên hệ với ám đường, để ám đường chuyển tin tức tới Vân Linh Thương Hành đi, cứ nói là để bọn họ tiếp thu Trấn Thiên Tinh là được rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Trấn Thiên Tinh dù sao cũng không phải của mình, có loạn cũng chẳng sao hết, không thể cứ để cho Lôi trưởng lão hưởng lợi dễ như vậy được. Phỏng chừng tới lúc ấy lão có giận cũng không nỡ bỏ. Huyền. Qua lời kể lại của Hoa Mãn Ngọc, Lục Lâm Thiên biết được tình hình hoạt động gần đây nhất của Phi Linh Môn. Lần trước đệ tử bản môn của Phi Linh Môn đã mất hơn 1.000 người, mà trong thời gian một tháng này, Phi Linh Môn có rất nhiều thành viên mới gia nhập. Chỉ hơn một tháng thời gian mà nhân số đã lên tới con số gần 3.000. Trong số này có không ít đệ tử có tu vi không tệ, mỗi ngày cũng có rất nhiều người muốn gia nhập Phi Linh Môn. Đối với đám đệ tử mới gia nhập thì Phi Linh Môn hiện tại chọn lựa rất nghiêm khắc, không phải cứ muốn là dễ dàng vô được. Mà vấn đề lựa chọn đệ tử mới thì Lục Lâm Thiên lại nhấn mạnh là phải chọn thêm thật nhiều thiếu niên chưa từng tu luyện qua, để xem liệu có tiềm lực giữa vũ giả và linh giả hay không. Giả sử tiềm lực không tệ thì có thể chọn ra để bồi dưỡng, đám đệ tử đó hoàn toàn là do Phi Linh Môn một tay đào tạo, sau này tuyệt đối sẽ trung thành với Phi Linh Môn nhất. Sau khi dặn dò xong hết thì trời cũng về đêm, lúc Lục Lâm Thiên ra về ngang qua đình viện thì phát hiện Lữ Tiểu Linh đã ở đó, Lữ Tiểu Linh cũng không muốn ở trong phòng khách mà Phi Linh Môn đã chuẩn bị, cũng không muốn ở đình viện sau hậu sơn, cho nên đã thương lượng với Lục Tâm Đồng, hai người sẽ ngủ cùng một phòng. Lục Lâm Thiên cũng không còn cách nào, dưới mấy trận cười của Nhan Kỳ, Phương Tân Kỳ và Bạch Toa Toa, Lục Lâm Thiên đi về phía phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tu luyện. Thương thế của Bạch Linh vẫn chưa khôi phục sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm về phía hậu sơn, Bạch Linh bị thương nên bế quan chữa thương, đến nay cũng đã hơn một tháng, quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng đã xuất quan, thân thể cửu vĩ yêu hồ như Bạch Linh hẳn là cần phải có thêm thời gian mới khôi phục hoàn toàn được. Bạch Linh còn chưa xuất quan, khiến cho Lục Lâm Thiên có chút lo lắng, một lát sau, Lục Lâm Thiên mới tiến vào trong trạng thái tu luyện, quang thân được một bao trùm bởi một tầng quang mang màu vàng nhạt. Bên trong hậu sơn của Phi Linh Môn lúc này, bất chi bất giác, có một cỗ năng lượng thiên địa rất nhẹ đã bắt đầu nổi lên, dao động cực kỳ yếu ớt tới mức không ai phát hiện ra, nhưng nó vẫn duy trì và phát ra liên tục. Năng lượng ngày càng tăng cường, thời gian cũng trôi qua, cả Phi Linh Môn lúc này chìm trong màn đêm và được bao trùm bởi một mảnh năng lượng nồng đậm. Thời điểm đám năng lượng này tụ tập lại thì Lục Lâm Thiên lập tức ngừng tu luyện, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy lúc này ở trên không trung, không biết từ khi nào đã bị một mảnh quang mang màu trắng bao phủ, hào quang tuôn ra giữa không trung, là thứ quang mang năng lượng trong bóng tối khiến cho người ta rung động không thôi. Đây là... Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức này, lập tức kinh hỉ bật dậy. Là Bạch Linh đang bắt đầu đột phá. Lâm Thiên, Bạch Linh đang bắt đầu đột phá, lúc này rất quan trọng, ta qua đó hộ pháp giúp nàng. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh vang lên bên tai của Lục Lâm Thiên, tiếng nói vừa dứt, đã có hai đạo thân ảnh Vupsilon T qua cửa sổ. Tiểu Long, chúng ta cũng đi thôi. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long bên cạnh, sau đó trực tiếp nhảy qua cửa sổ rồi chạy thẳng tới nơi phát ra năng lượng ở hậu sơn. Trong màn đêm, bầu trời lúc này chỉ toàn mây đen đang cuộn mình bao phủ mặt đất, thời tiết vào đông, lá cây đã bắt đầu héo rũ, trong màn đêm thoạt nhìn dãy núi càng thêm âm u. Gió đêm khẽ lướt qua, nhánh cây lay động, khiến cho cái bóng dưới mặt đất trông như quỷ chảo đang múa may, màn đêm u ám tựa như một con quái thú đang dương cái mồm đen khịt ra muốn nuốt chửng mặt đất.
chỗ nào đó phía sau núi, lúc này trên không cũng tràn ngập bạch quang, một cỗ khí thức bàng bạc tản ra, hào quang lóe lên không ngừng, cộng thêm hiện tại đang là đêm tối, khiến cho người ta có một loại cảm giác tim đập dồn dập. Theo khí thức ngày càng mạnh hơn, một cỗ uy áp vô hình đè áp xuống, vô số chim chóc muông thú nháo nhào chạy ra khỏi huyệt động và rừng cây. Sắp đột phá rồi. Thân ảnh của Lục Lâm Thiên đáp xuống, mắt nhìn chằm chằm vào sơn cốc phía trước, trong một thạch động tự nhiên đang tỏa ra bạch quang chói chang, trong luồng ánh sáng này, không khó để hắn nhận ra khí thức của Bạch Linh, trong luồng sáng này, ẩn chứa năng lượng bàng bạc, khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy rung động từng hồi. Phỏng chừng cần thêm một lúc nữa mới được, yêu thú muốn đột phá tới thất giai thì khó hơn nhân loại nhiều. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, Bạch Linh đã từng nói, trước bát giai, nàng muốn đột phá sẽ không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Vèo vèo. Đám yêu thú nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ lúc này cũng bay tới đây, tự động hạ xuống đứng phía sau của Lục Lâm Thiên. Sau một hồi, ngay cả hai người Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu cũng đã tới, sóng năng lượng dao động này cũng kinh động tới bọn họ. Chúng ta ở đây hộ pháp, Bạch Linh đột phá thất giai chính là chuyện lớn. Đông Vô Mệnh nói, thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời đã gần sáng, vài ngôi sao muộn còn nán lại trên trời cao, gió sớm thổi tới mang theo chút hơi lạnh, thổi áo quần của mọi người bay phất phới. Trong sơn cốc, bạch sắc quang mang lúc sáng lúc tắt, tựa như trái tim đang đập liên hồi của mọi người, ai cũng cảm giác được rõ ràng, mỗi lần luồng sáng chớp tắt đều dẫn theo năng lượng đất trời trên không xuất hiện ba động rất nhỏ, năng lượng đất trời trên không cuồn cuộn không dứt. Bị quang mang bên trong sơn động thôn phệ không ngừng, cứ duy trì liên tục như vậy cả đêm rồi. Năng lượng bàng bạc hội tụ trên không, cũng kinh động tất cả mọi người trong phi linh môn, cả đám đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không dám tới hậu sơn. Môn quy có viết, đệ tử bình thường nghiêm cấm đặt chân tới hậu sơn, kẻ nào vi phạm thì giết không tha. Năng lượng dao động mạnh quá. Trước sơn cốc, đám người Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu nhìn chằm chằm không trung. Năng lượng cuồn cuộn thế này khiến cho họ bị đè ép, những người có tu vi vũ xuất, dưới năng lượng thiên địa mênh mông cỡ này cũng không làm được gì. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng như vậy, Bạch Linh đột phá cư nhiên lại chiêu dẫn năng lượng cường hãn tới mức này, trên không trung, tựa như ngay cả phong vân cũng biến sắc, không trung nơi sơn cốc cơ hồ cũng bắt đầu biến dạng, đột phá thất giai thế này đúng là bất phàm. Bạch Linh tỷ sắp đột phá rồi sao? Lúc này Lục Tâm Đồng và Lữ Tiểu Linh lúc này đã đi tới sơn cốc, còn ba cô gái Phương Tân Kỳ thì chỉ đứng ở đằng xa không dám tới gần, dưới sự đè ép của khí tức mạnh mẽ thế này, các nàng có muốn cũng không thể tới gần, chỉ đành đứng từ xa mà nhìn. Tâm Đồng, Bạch Linh tỷ là ai vậy? Lữ Tiểu Linh hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, không ai biết Bạch Linh lúc nào thì mới có thể đột phá, nên chỉ đành đứng đợi. Lúc này Bạch Linh đang ở tình trạng quan trọng nhất để đột phá, không thể bị bất kỳ thứ gì quấy rầy. Trên không trung, có một con yêu thú khổng lồ đang vỗ cánh bay, trên lưng của nó có bảy đạo thân ảnh, yêu thú gạt khí lưu ra chung quanh. Khí tức của nó, hẳn là đã đến trình độ lục giai sơ kỳ. Nếu có cường giả nào nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì con yêu thú khổng lồ này kỳ thật chính là linh thú lục giai sơ kỳ, lại còn là tọa kỵ. Đây không phải thứ mà ai cũng có thể sở hữu. Con linh thú này hóa thành khoảng 30 thước, đầu như cú mèo, hai mắt đỏ ngầu trong veo, toàn thân được lân phiến màu xanh bao phủ, không kém gì so với nghịch lân yêu bằng, chỉ là nghịch lân yêu bằng có vảy xếp ngược, còn vảy của con linh thú này lại là thuận. Trưởng môn, phía trước chính là phi linh môn, lấy tốc độ của Lam Vũ Linh Ưng thì phỏng chừng vài canh giờ nữa sẽ tới nơi. Trên lưng của linh thú lổng lồ có bảy đạo thân ảnh đang đứng. Trong đó có hai người mà Lục Lâm Thiên không lạ lẫm gì là trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu. Trong bảy người, người đứng đầu tiên vận một bộ lam bào, tóc dài xõa trên vai, khí tức bất phàm, chính là trưởng môn Lữ Chính Cương của Linh Thiên Môn. Vị trí bên cạnh cổ vực của phi linh môn này không tệ. Lữ Chính Cương nói với vẻ thản nhiên. Trưởng môn, bên cạnh sơn mạch Vũ Đô này vốn không phồn hoa, sao lại không tệ được chứ? Trưởng lão họ Lưu nói với vẻ không hiểu gì. Sau này ngươi sẽ biết. Lữ Chính Cương mỉm cười nói. Trưởng môn, tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia mang theo tiểu thư lên Quỷ Vũ Tông, còn nói ra tên của Linh Thiên Môn ta, chỉ sợ là hiện tại đã có không ít thế lực cho rằng đới cương tử của Quỷ Vũ Tông là do Linh Thiên Môn chúng ta giết chết,
việc ở Quỷ Vũ Tông cũng là do chúng ta nhúng tay vào, chuyện này dẫn tới không ít phiền toái cho Linh Thiên Môn chúng ta, lần này chúng ta nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử kia một trận ra trò. Trưởng lão họ Lưu nói, tới lúc đó rồi xem, tên Lục Lâm Thiên này, ta càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với hắn. Lữ Chính Cương mỉm cười, mắt dõi về phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hậu sơn của Phi Linh Môn, cỗ năng lượng bàng bạc kia vẫn tiếp tục duy trì, khiến cho đám đệ tử của Phi Linh Môn đều kinh ngạc không thôi. Đối với đám đệ tử cũ mà nói, việc hậu sơn xuất hiện hiện tượng lạ thế này nhìn mãi cũng quen rồi, nhưng đối với đám đệ tử vừa gia nhập Phi Linh Môn thì đều cảm thấy vô cùng bất an và khiếp sợ. Trên sơn cốc, cỗ năng lượng bàng bạc ngày càng cuồng bạo, trong sơn động, quang mang màu trắng đã đạt tới tình trạng dị thường chói mắt rồi. Tại sao còn chưa đột phá nữa? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, phía trên không, cỗ năng lượng này đã tới tình trạng cực kỳ khủng bố rồi. Đột phá thất giai không phải chuyện dễ dàng, tiểu tử ngươi phải kiên nhẫn một chút. Đông Vô Mệnh nói, cỗ năng lượng trên không kia cũng khiến cho ông cảm giác được áp lực không nhỏ. Hô! Ngay lúc Đông Vô Mệnh vừa nói xong, cả sơn cốc cũng đột nhiên rung mạnh lên, không gian cũng run rẩy một trận. Cảm giác được biến hóa bất ngờ này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lập tức đưa mắt nhìn về phía sơn động bên trong sơn cốc. Lúc này đâu, phía trên sơn động, quang mang màu trắng đang bắt đầu lay động, quang mang cũng ngày càng chói mắt. Rốt cuộc cũng sắp đột phá rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy vui vẻ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này Bạch Linh cũng đã gần đột phá rồi. Trong sơn cốc, quang mang lóa mắt màu trắng kia ngày càng mạnh, không gian gợn sóng ngày càng nhiều, đột nhiên, vô số bạch quang phóng thẳng lên trời một cách dữ dội. Vù vù, vô số quang mang lập tức va vào nhau trên không trung, đám năng lượng đất trời bị đè nén xoay quanh, nổ tung tạo thành từng đợt dao động. Sắp đột phá rồi. Lúc này, đám người chung quanh đều có phần hưng phấn và kích động. Ầm ầm, trong sơn cốc, đột nhiên phát ra tiếng năng lượng nổ tung liên tiếp. Sau đó có một cỗ khí tức phóng thẳng lên trời. Cỗ khí tức lao ra từ bên trong sơn động, cuối cùng tràn ngập khắp nơi, mang theo cỗ uy áp tuyệt đối, khiến cho đám yêu thú như nghịch lân yêu bằng bị áp chế. Theo cỗ khí tức bàng bạc kia xuất hiện, cả sơn cốc đều rung lên vì cỗ khí tức cường hãn này. Suy! Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong sơn động, một đạo quang ảnh trắng noãn như tuyết phóng thẳng lên trời, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Quang ảnh khổng lồ này to ước chừng hơn cả ngàn thước, toàn thân da lông trắng như tuyết, quang hoa trơn mịn, sáu cái đuôi khổng lồ to vài trăm thước phía sau vẫy ra kình phong như muốn xé toạc không gian. Thân thể cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh bay lên không trung, không gian gợn sóng bài không mà ra, một cỗ uy thế khiến người ta kinh tâm động phách tản ra. Két, giống, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, thậm chí là ngay cả thiên sứ tuyết sư cũng như vậy, toàn thân bắt đầu run lên cầm cập. Không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng. Không hổ là cửu vĩ yêu hồ, huyết mạch thật là mạnh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn vào bản thể của Bạch Linh, có vẻ vô cùng khiếp sợ, cỗ uy áp này không phải mạnh thường đâu. Đây là cửu vĩ yêu hồ. Nhìn vào thân hình khổng lồ của cửu vĩ yêu hồ trên không, cảm nhận được uy thế kinh người, Lữ Tiểu Linh lập tức trợn mắt há mồm. Ngao! Bản thể của Bạch Linh lay động. Một tiếng rít dài thoát ra khỏi miệng của con cửu vĩ yêu hồ khổng lồ, thanh âm tựa như sói tru, cũng là tiếng gào bén nhọn trầm thấp như vậy, tựa như có thể phá toái không gian. Lúc này quanh người Bạch Linh ngập tràn lưu quang chói mắt màu trắng, trong mơ hồ để lộ một loại uy năng có thể khiến cho không gian bị bẻ cong, kình phong quét qua không ngừng, không gian chấn động tới mức rung lên, khí thế này khiến cho người ta nhìn mà kinh tâm động phách. Đúng vào lúc này, trong ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy bản thể trên không của Bạch Linh, sau cái đuôi lớn hơi lệch qua, nháy mắt đã mọc ra thêm một cái đuôi màu trắng. Cái đuôi màu trắng này ngay từ đầu chỉ có kích thước cỡ một con rắn nhỏ, năng lượng thiên địa trên không lập tức ùa vào bên trong nó, cái đuôi nhỏ đó bắt đầu thôn phệ năng lượng đất trời một cái điên cuồng, sau một lát đã có kích thước tương đương với sáu cái còn lại. Suy suy, bản thể của Bạch Linh lúc này có bảy cái đuôi lớn, bảy đạo lưu quang màu trắng phóng thẳng lên trời. Cuối cùng lại khép lại tựa như cánh quạt xếp, bảy đạo bạch sắc lưu quang lập tức nhập lại với nhau. Bảy đạo lưu quang bạch sắc hợp lại, lập tức bắn ra một cột sáng lóa mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cột sáng chói mắt này có đường kính hơn 10 mét, chung quanh có ánh sáng trắng quanh quẩn, cột sáng chấn động không gian gợn sóng,
đột nhiên bay về phía chân trời một cách dữ dội, cuối cùng lại va chạm với cổ năng lượng đất trời khổng lồ phía trên, tạo thành âm thanh nổ tung cực lớn. Ầm, không gian nổ tung, tiếng gầm vang vọng hồi lâu không tan, khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Khí tức năng lượng thật là mạnh. Cách phi linh môn ngoài ngàn dặm, trên lưng của một con linh thú khổng lồ, Lữ Chính Cường nhìn về bầu trời ở phía trước, ở phía xa, có một cột sáng trắng lóe lên phóng thẳng lên trời, một cỗ khí tức lan ra khắp thiên địa. Phía trước là nơi nào? Lữ Chính Cường biến sắc hỏi. Trưởng môn, phía trước ngoài ngàn dặm chính là phi linh môn. Trưởng lão họ Vương trả lời. Yêu thú thất giai, phi linh môn có yêu thú vừa đột phá thất giai. Lữ Chính Cường nói, mục quang rung lên một cái, sắc mặt có chút biến hóa. Yêu thú thất giai. Sắc mặt của đám trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu cũng biến sắc, yêu thú thất giai, chỉ cần đột phá, chẳng khác nào có thực lực đủ để chống lại một vị vũ vương nhất trọng đỉnh phong, chống lại vũ vương nhị trọng cũng không phải là không có khả năng, loại yêu thú có trình độ cỡ này, ở trên cổ vực và đại lục linh vũ cơ bản đã không còn, trừ phi tới tổ yêu lâm thì may ra còn có, phi linh môn này thật sự có yêu thú thất giai hay sao? Trong sơn cốc, Lục Lâm Thiên dõi mắt chìm chằm chằm lên không trung. Lúc này cột sáng do 7 cái đuôi của Bạch Linh hội tụ tạo thành đã biến mất, bản thể trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, quanh thân cũng lập tức bị vây bởi một tầng bạch quang lóa mắt. Sau một hồi, quần sáng ngày càng co lại nhỏ hơn, cũng càng lúc càng dày, mắt thường không cách nào nhìn thấu bên trong, cuối cùng thì co rút lại thành một đoàn ánh sáng màu trắng chỉ to chừng 2 thước. Lúc này đây, cỗ năng lượng thiên địa mênh mông trên trời cao cũng bắt đầu tiêu tán. Lục Lâm Thiên nhìn đoàn bạch quang đó không chớp mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân ảnh mờ mờ ở bên trong. Quang đoàn màu trắng duy trì một lát rồi trở nên mờ dần, lúc này, một đạo thân ảnh xinh đẹp đã trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên, là một thân ảnh vô cùng xinh đẹp, uyển chuyển vô song, tản ra khí tức yêu mị, mái tóc đen mướt dài đến thắt lưng, một bộ váy dài thuần một màu trắng, so với quỷ tiên tử thì càng trắng hơn vài phần, đường cong lung linh trước sau lồi lõm, dung nhan tuyệt mỹ. Phong lưu uyển chuyển, đẹp tới mức khiến trần gian khó gặp, không gì sánh được, ngay lúc đoàn bạch quang hoàn toàn biến mất. Một đạo thân ảnh xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, thân ảnh ấy xinh đẹp yêu diễm, lạnh lùng, rồi lại vô cùng tuyệt mỹ, đẹp tới mức khiến cho người ta hít thở không thông. Thật xinh đẹp. Hoa Mãn Lâu nhìn tới mức trợn mắt há mồm, đám người Hoa Mãn Ngọc và Quỷ Tiên Tử cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Linh không chớp mắt. Xinh đẹp quá đi mất. Trong mắt của Lữ Tiểu Linh lúc này cũng toàn vẻ kinh ngạc, vị tuyệt thế mỹ nữ trước mắt này đẹp tới mức khiến cho nàng cảm thấy mặc cảm, đây là lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này. Bạch Linh tỷ, chúc mừng ngươi đã đột phá. Tiểu Long là người đầu tiên hưng phấn nhào tới trên người Bạch Linh, cái lưỡi phun ra phun vô rất đỗi thân mật. Nếu như ngươi chăm chỉ tu luyện thì nhất định sẽ vượt qua ta nhanh thôi. Bạch Linh ôm Tiểu Long, nói rất đỗi dịu dàng. Ánh mắt dường như có một loại ma lực khiến cho người ta cứ nhìn vào thì sẽ bị trầm luân trong đó. Bạch Linh, chúc mừng ngươi đã đột phá. Lục Lâm Thiên sờ sờ mũi rồi nói, cảm giác khí tức của Bạch Linh lúc này đã hoàn toàn không còn chút yêu khí nào nữa. Ừ, sau này có thể vẫn như vậy. Bạch Linh cười khẽ, nhìn nụ cười kia, Hoa Mãn Lâu thiếu chút nữa đã sụi lơ. Có cường giả Linh Vương tới đây. Bạch Linh đột nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Mày khẽ nhíu lại. Là cha ta đang tới. Trong tay của Lữ Tiểu Linh, một cái ngọc giản thần dị lóe lên quang mang, nàng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Cha của ngươi. Lục Lâm Thiên lập tức ngây ra, cha của Lữ Tiểu Linh không phải chính là Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn sao? Sao ông ta lại tới chỗ phi linh môn nho nhỏ của mình được chứ? Vào đúng lúc này, trên không trung vang lên một giọng nói. Lữ Chính Cường Linh Thiên Môn tới thăm. Thanh âm không lớn, cũng không thông qua không gian gợn sóng để truyền lại, nhỏ nhẹ tựa như thì thầm ngay bên tai vậy, đủ để chứng minh thực lực của kẻ tới. Lục Lâm Thiên lập tức đưa mắt nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Ta đi đón cha ta đây. Thần sắc của Lữ Tiểu Linh cũng có chút lung túng, sau đó lập tức cắm đầu chạy đi. Trưởng môn Linh Thiên Môn tới chơi, chúng ta cũng phải đi nghênh đón. Quỷ Tiên Tử nói nhỏ. Vậy chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, không phải là vì chuyện ở Quỷ Vũ Tông mình chơi Linh Thiên Môn một cái nên Lữ Chính Cường mới tìm tới chỗ mình kiếm chuyện đấy chứ.
Ta không đi. Bạch Linh nói. Ừ, ngươi vừa mới đột phá, khí tức chưa ổn định, vẫn là nên điều tức một lúc thì hơn. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, biết rõ Bạch Linh không thích gặp người lạ. Lúc mấy người Lục Lâm Thiên, Quỷ Tiên Tử, Đông Vô Mệnh và huynh muội Hoa Gia đi tới ngoài cửa của Phi Linh Môn thì nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay tới, đồng thời ngay lúc cảm giác được khí tức trên người của con yêu thú kia thì Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy kinh ngạc. Lam Vũ Linh Ưng, là linh thú lục giai sơ kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên nhìn thấy linh thú lục giai sơ kỳ, tọa kỵ yêu thú thì hắn gặp nhiều rồi, nhưng tọa kỵ linh thú lục giai sơ kỳ thế này thì lại là lần đầu tiên hắn được thấy. Huyết mạch Lam Vũ Linh Ưng, trong hàng linh thú cũng xếp khá cao, đối với huyết mạch yêu thú mà nói, thì không kém Thiên Sứ Tuyết Sư là mấy, ít nhất cũng đồng cấp bậc với Nghịch Lân Yêu Bằng. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên rơi vào bảy người trên lưng của Lam Vũ Linh Ưng, người đứng đầu tuổi chừng 40, một thân lam bào, mày xéo nhập tóc, đôi mắt lạnh tuấn, khí độ lãnh thúc. Tóc đen dài vấn vít trên vai, gương mặt cương nghị, cũng mang theo vài phần tiêu sái, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lúc còn trẻ tuyệt đối là một vị Mỹ nam tử, hiện tại cũng tuyệt đối anh tuấn bất phàm. Linh Vương Lữ Chính Cường. Cảm giác được khí tức của người này, cộng thêm bộ dạng của người này và Lữ Tiểu Linh có vài phần giống nhau, Lục Lâm Thiên liền đoán ra ngay, người này chính là Lữ Chính Cường, trưởng môn của Linh Thiên Môn, đồng thời cũng có danh xưng thập đại cường giả. Mà hai người đứng phía sau của người này, Lục Lâm Thiên không lạ lẫm gì, đều biết nhau cả rồi. Chính là trưởng lão Vương Hiểu và Lưu Dịch Hoành của Linh Thiên Môn, lúc trước Lục Lâm Thiên không cách nào phán định thực lực của hai người bọn họ, lúc này xem ra, trình độ của cả hai người đều là vũ xuất thất trọng. Còn có bốn người, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, bộ dạng của bốn người này đều là thanh niên, tuổi ước chừng 27-28, bộ dạng anh tuấn bất phàm, bốn người đều là linh giả, cư nhiên có một cái linh xuất nhị trọng, ba cái linh xuất nhất trọng. Phía trên Lam Vũ Linh Ưng. Bảy đạo thân ảnh lập tức lách mình xuống, vị trung niên nhân anh tuấn đứng đầu chính là trực tiếp lăng không hạ xuống, không gian gợn sóng vặn vẹo, liền lơ lửng rồi hạ xuống đất, một chiêu này rất hay, cũng đủ để chứng minh thực lực của người này. Cha, sao người lại tới đây? Lữ Tiểu Linh đã chạy tới trước mặt Lữ Chính Cường, hơi cúi đầu, giống như đang cảm thấy xấu hổ. Nhà đầu nhà con, chạy loạn khắp nơi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Mẹ con lần này thật sự rất tức giận, con mau trở về nhận lỗi đi, lần này cha cũng không giúp được con đâu. Lữ Chính Cường trừng mắt với Lữ Tiểu Linh một cái, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn tình yêu thương. Lữ trưởng môn đại giá quang lâm, tiểu tử nghênh tiếp chậm trễ, mong Lữ trưởng môn thứ lỗi. Lục Lâm Thiên ngước mắt lên nhìn lập tức hít sâu một hơi, đối mặt với Lữ Chính Cường cũng có chút áp lực, bất quá cũng may mà Lục Lâm Thiên đã sớm quen với loại áp lực này rồi. Trình độ vũ tướng mà đánh chết vũ xuất tứ trọng, người không biết gần đây ở cổ vực đều đang bàn luận về Lục Lâm Thiên ngươi sao? Ánh mắt của Lữ Chính Cường rơi vào trên người của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, giống như chính mình đang bị người ta nhìn thấu vậy, loại cảm giác này Lục Lâm Thiên vẫn nhớ, lúc vừa vào Vân Dương Tông thì bị nhạc phụ bây giờ là Vân Thiếu Thiên nhìn cũng có loại cảm giác thế này. Không dám. Đánh chết vũ xuất chỉ là nhờ vận may và bất đắc dĩ mà thôi. Lục Lâm Thiên đón nhận luồng áp lực vô hình, lập tức đưa mắt lên nhìn. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của ông, nhìn tuổi thì cũng chỉ chừng 20 mà đã có thực lực như vậy. Lại còn là vũ giả toàn hệ, tuyệt đối là thiên tài vạn năm khó gặp. Mà tên Lục Lâm Thiên này cư nhiên có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng trước mặt ông. Đã chứng minh về mặt tâm cảnh, hắn cũng có tu vi cực cao, đúng là không phải kẻ trẻ tuổi bình thường có thể sánh được. Tiểu tử to gan, lúc ở trên ngươi lấy tên Linh Thiên Môn ta ra, lẽ nào cũng là bất đắc dĩ hay sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng có chút thay đổi, không khí cũng lạnh lẽo hẳn đi. Nghe ngữ khí của Lữ Chính Cường thì hai người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, nhưng không làm gì hết. Xin hỏi Lữ trưởng môn, Lữ Tiểu Linh tiểu thư có phải là người của Linh Thiên Môn hay không? Lục Lâm Thiên lúc này cũng lấp liếm, chuyện ở Quỷ Vũ Tông, phòng trừng Lữ Chính Cường cũng biết rõ cả rồi, lấy thế lực của Linh Thiên Môn, mạng lưới tin tức tuyệt đối sẽ không yếu hơn Phi Linh Môn được, mình cũng không cần phải chối đây đẩy làm gì. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ, Lữ Chính Cường này dẫu gì cũng là một trong thập đại cường giả, là trưởng môn của Linh Thiên Môn,
sẽ không vì chút chuyện ấy mà tự tìm phiền toái cho mình đâu. Nữ nhi của ta, đương nhiên là người của Linh Thiên Môn rồi. Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên mà nói. Chính là như vậy, Lữ Tiểu Linh Tiểu Thư lúc trước trợ giúp Đới Trường An đoạt lại vị trí tông chủ cùng với chuyện xảy ra ở Quỷ Vũ Tông. Lữ trưởng môn sao lại nói ta lấy danh hào của Linh Thiên Môn được, Phi Linh Môn ta mặc dù nhỏ, nhưng cũng có danh tiếng của riêng mình, không tới mức phải mượn hơi ai. Lục Lâm Thiên bình tĩnh đáp trả, khí tức cũng không hề suy chuyển. Trong lòng Lục Lâm Thiên xác định, cho dù Lữ Chính Cường có muốn đối phó với mình đi nữa thì cũng sẽ không tự mình động thủ, trưởng môn của Linh Thiên Môn, nếu chút phong độ ấy cũng không có thì phỏng chừng mình phải xem lại Linh Thiên Môn mất. Còn đánh giá của đám người lão độc vật và quỷ tiên tử đối với Lữ Chính Cường này chính là, kẻ này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Cha, chuyện của Quỷ Vũ Tông và biểu ca là do con nhờ Lục Lâm Thiên giúp con, người đừng nên trách oan cho hắn. Lữ Tiểu Linh nhìn thần sắc của phụ thân lúc này, gương mặt xinh đẹp tái mét, lập tức lên tiếng giải thích. Lữ Chính Cường cũng không nhìn Lữ Tiểu Linh, ánh mắt vẫn tiếp tục đặt trên người Lục Lâm Thiên, khí tức phát ra lại càng mạnh hơn một chút, nói. Miệng lưỡi đúng là rất sắc bén, chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai nhìn ra ý đồ của ngươi sao? Lúc này, Lục Lâm Thiên cảm giác được áp lực vô hình xung quanh mình lại lớn thêm một chút, lặng lẽ, quanh thân bắt đầu bắn ra một cỗ khí tức vô hình, ngẩng đầu lên đáp. Miệng lưỡi sắc bén thì không dám nhận, chẳng qua là nói sự thật mà thôi. Nhìn vào Lục Lâm Thiên, trong mắt Lữ Chính Cường lại thầm lóe lên một tia kinh ngạc. Cha, người muốn gì đây, người không được ức hiếp hắn. Lúc này, Lữ Tiểu Linh tức giận đi tới trước mặt Lữ Chính Cường, chu môi nói. Việc ở Quỷ Vũ Tông đều là do con bảo hắn làm, người có muốn trách cứ thì cứ việc trách cứ con đi. Nhà đầu này, nếu con thật sự có thể kêu hắn làm như vậy thì đã hay rồi. Lữ Chính Cường cười khổ, ánh mắt nhìn Lữ Tiểu Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đường đường là trưởng môn của Linh Thiên Môn, chẳng lẽ tới Phi Linh Môn của ta chỉ để dương oai hay sao? Lúc này đột nhiên vang lên thanh âm của quỷ tiên tử, ánh mắt của nàng cũng có điểm biến hóa. Ha ha, vị này chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh đại danh đỉnh đỉnh đúng không? Có lời đồn đãi trước đây Lan Lăng Sơn Trang đã mời quỷ tiên tử gia nhập môn phái, nhưng đã bị quỷ tiên tử từ chối, hiện tại lại gia nhập Phi Linh Môn, xem ra Phi Linh Môn này nhất định có điểm gì đó nổi bật hấp dẫn người khác rồi đây. Nhìn sang quỷ tiên tử, Lữ Chính Cường lập tức mỉm cười. Cũng không bận tâm mấy lời nói giận dữ của quỷ tiên tử. Lữ trưởng môn quá khen. Quỷ tiên tử nói vẻ hờ hững, ánh mắt cũng mang theo chút nghi hoặc. Ta đoán vị này ắt hẳn chính là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh một thân độc công khiến cả cổ vực khiếp sợ rồi. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lại chuyển sang người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, nhìn qua có vẻ vô cùng hứng thú. Chút danh tiếng mà thôi, làm bẩn tai Lữ trưởng môn rồi. Đông vô mệnh đáp. Hai vị cốc chủ của Bách Thú Cốc cũng gia nhập Phi Linh Môn, hẳn là còn có Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ nữa đúng không, trong Phi Linh Môn này đều là người có danh tiếng lẫy lừng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường cuối cùng cũng chuyển tới trên người Hoa Gia huynh muội, cười nhạt một tiếng. Lữ trưởng môn quá khen rồi, so với Linh Thiên Môn thì Phi Linh Môn đã là gì đâu. Lục Lâm Thiên ngẩng lên đáp, không biết Lão Lữ Chính Cường này có ý gì, mục đích của chuyến đi này rốt cuộc là gì đây. Ánh mắt của Lữ Chính Cường, cuối cùng lại rơi xuống người Lục Tâm Đồng, Lục Tâm Đồng lúc nào cũng đi sát bên người Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường không dò xét gì nhiều, một tiểu cô nương mà thôi, không có gì phải chú ý. Lúc này Lữ Chính Cường cũng không xem cho thật kỹ, cộng thêm Lục Tâm Đồng cũng đã thu liếm khí tức, nếu như Lữ Chính Cường biết rõ thực lực của Lục Tâm Đồng thì phỏng chừng sẽ kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm luôn mất. Lục trưởng môn, chuyện xảy ra ở Quỷ Vũ Tông xem như nể mặt Linh Nhi. Ta sẽ không so đo với ngươi. Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta vào Phi Linh Môn ngồi một lát sao? Mời Lữ trưởng môn có thể tới Phi Linh Môn ta, chính là vinh hạnh cho Phi Linh Môn ta rồi. Lục Lâm Thiên nói, lúc này Lữ Chính Cường đã đổi cách xưng hô với mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không nhìn thấu được Lữ Chính Cường này, xem ra quỷ tiên tử và lão độc vật đã nói đúng. Người này không đơn giản chút nào. Tiểu thư, sao ngươi lại chạy tới Phi Linh Môn rồi, phu nhân rất lo lắng, lần sau đừng nên tiếp tục chạy loạn khắp nơi nữa. Mọi người cùng nhau đi về phía cửa lớn của Phi Linh Môn, sau lưng, vương trưởng lão bắt đầu hỏi han Lữ Tiểu Linh đủ thứ chuyện,
cũng cẩn thận nhìn Lữ Tiểu Linh từ trên xuống dưới. Vương trưởng lão, ta không sao, ta chỉ đi ra ngoài chơi thôi. Tham kiến trưởng môn. Trong Phi Linh môn, một đám đệ tử xếp hàng hành lễ, dưới sự huấn luyện của Hoa Mãn lâu, đám đệ tử lúc này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, ở trước mặt người ngoài cũng không khiến Phi Linh môn bị mất mặt. Đi vào trong Phi Linh môn, ánh mắt của Lữ Chính Cường như có như không quét nhìn chung quanh, Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão thì đánh giá mọi thứ. Sau lưng Lữ Chính Cường, bốn thanh niên linh xuất kia thì thẳng lưng đi theo phía sau Lữ Chính Cường, ánh mắt không hề động một cái, loại tâm cảnh thế này đã luyện đến cấp độ không thấp. Bên trong đại điện của Phi Linh môn, mọi người ngồi xuống ghế, đã sớm có đệ tử Phi Linh môn bưng điểm tâm và trái cây lên, ánh mắt của Lữ Chính Cường vẫn mang theo vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Tiểu Long đang cuộn mình nằm trên vai của Lục Lâm Thiên, ngay từ khi còn ở ngoài cửa Phi Linh môn thì ánh mắt của Lữ Chính Cường vẫn cứ dán lên nó. Cha, sao người lại tới đây tìm con? Trong đại điện, Lữ Tiểu Linh ngồi bên cạnh Lữ Chính Cường, ôm lấy tay Lữ Chính Cường mà làm nũng. Con còn dám hỏi sao, đang yên đang lành liền chạy khỏi nhà, cha vừa lúc có chuyện ra ngoài, thuận đường nên tới tìm con đấy. Lữ Chính Cường chừng con gái cưng một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Lục Lâm Thiên, nói. Lục trưởng môn, đa tạ Phi Linh môn của ngươi đã chiếu cố Linh Nhi trong những ngày qua. Lữ trưởng môn khách khí rồi. Lục Lâm Thiên nói. Phi Linh môn hẳn là vẫn còn cường giả khác nữa đúng không? Không biết có thể mời ra đây ngồi để cho ta được gặp một chút, để biết vị cường giả còn lại đang ở trong Phi Linh môn là ai hay không? Ánh mắt của Lữ Chính Cường run lên, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên và nói. Vừa nãy khi còn cách Phi Linh môn một quãng, nhìn thấy yêu thú ở Phi Linh môn đột phá thất giai khiến cho Lữ Chính Cường cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trong lòng của Lục Lâm Thiên trầm xuống. Không biết Lữ Chính Cường đang nói tới ai, lẽ nào hắn biết rõ sự tồn tại của Nam Thúc hay sao, cái này đương nhiên là không thể nào rồi, chẳng lẽ hắn biết lần trước Phi Linh Môn có hai vị Vũ Vương, cho rằng Dương trưởng lão của Vân Dương Tông cũng là người của Phi Linh Môn hay sao, hay là vừa rồi Bạch Linh đột phá, Lữ Chính Cường đã cảm nhận được khí tức của Bạch Linh. Lữ trưởng môn, trong môn còn một vị trưởng lão đang bế quan tu luyện, chỉ e không tiện ra gặp mặt. Lục Lâm Thiên tùy tiện nói một câu. Bởi vì Lục Lâm Thiên thật sự không biết người Lữ Chính Cường muốn nói tới là ai. Hóa ra là vậy, thế thì để lần sau đi. Sắc mặt của Lữ Chính Cường không hề thay đổi, nhìn vào Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn tuổi hãy còn trẻ đã có thể phát triển Phi Linh môn thành như hiện nay, quả là anh hùng xuất thiếu niên, nếu như ta đoán không sai, Lục trưởng môn theo Vân Dương Tông đúng không? Không sai, từ nhỏ ta đã theo Vũ trưởng lão của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên cũng không phủ nhận, chuyện này hiển nhiên là không thể nào gạt Lữ Chính Cường được, sau khi nghe lão độc vật nói Lữ Chính Cường này có chút xích mích với nhạc phụ Vân Tiếu Thiên của mình, Lục Lâm Thiên đã không thể không nhìn sắc mặt của Lữ Chính Cường thêm chút nữa. Trưởng lão Vũ Ngọc Tiền, nếu như ta nhớ không lầm thì... Hắn là sư huynh của Vân Tiếu Thiên đúng không? Lữ Chính Cường nói. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên nói. Có lời đồn. Nói rằng Lục trưởng môn đã có hôn ước với con gái Vân Hồng Lăng của Vân Tiếu Thiên Vân Dương Môn, chuyện này có thật không? Lữ Chính Cường hỏi. Đúng là có chuyện này. Lục Lâm Thiên nói. Đính hôn, Lục Lâm Thiên, người đính hôn khi nào? Lữ Tiểu Linh lớn giọng hỏi, chuyện này nàng chưa nghe nói tới bao giờ. Lời nói của Lữ Tiểu Linh khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người trong đại điện biến đổi, nhìn chằm chằm về phía Lữ Tiểu Linh và Lục Lâm Thiên. Ngay cả ánh mắt của Lữ Chính Cường cũng lóe lên. Lục Lâm Thiên nhấc mắt lên nhìn, tình cảm của Lữ Tiểu Linh dành cho mình, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng tự biết, trái tim non nớt của tiểu cô nương đơn thuần này đã hoàn toàn bị mình khuấy đảo. Nhưng mình đã có hôn ước, mà Lữ Tiểu Linh thì vẫn không biết. Đối với Lữ Tiểu Linh, Lục Lâm Thiên vốn cũng không có cảm giác gì, nếu có thì chính là cảm giác hổ thẹn, bản thân mình liên tiếp lừa gạt tiểu cô nương này nhiều lần, đồng thời còn lừa lấy luôn cả Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhưng gần đây, Lục Lâm Thiên phát hiện, có lẽ là tiểu cô nương này ở cạnh mình lâu rồi, trong lòng mình cũng có chút dao động, chỉ là mình đã có ba cô nàng vô song, Hồng Lăng và Cảnh Văn rồi. Ta đã sớm có hôn ước, ngươi chưa từng hỏi ta, chuyện thế này, đương nhiên ta tự động nói ra làm gì. Lục Lâm Thiên nói với Lữ Tiểu Linh, loại chuyện thế, sớm hay muộn gì cũng phải nói với tiểu cô nương này, nếu tiểu cô nương này có hận mình thì Lục Lâm Thiên cũng đành chịu mà thôi. Ngươi. Giống hệt với tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh tức giận dẫm chân thật mạnh,
hung hăng trợn mắt liếc Lục Lâm Thiên một cái, cuối cùng chạy ra khỏi đại điện. Tiểu thư, Vương trưởng lão lập tức đuổi theo. Tiểu Linh tỷ, ngươi làm sao vậy? Lục Tâm Đồng khẽ kêu lên một tiếng, nhìn thấy bộ dạng tức giận thở hồng hộc của Lữ Tiểu Linh thì cũng lập tức đuổi theo. Lữ Chính Cường thì không có biểu hiện gì, chỉ nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói với Lưu trưởng lão ở phía sau. Lưu trưởng lão, các ngươi ra ngoài tránh mặt một lúc đi, ta muốn nói chuyện một mình với Lục Lâm Thiên. Vâng thưa trưởng môn. Vâng thưa sư phụ. Năm người đáp, ánh mắt của Lưu trưởng lão lại dừng lại trên người Lục Lâm Thiên, sau đó lập tức đứng dậy rời khỏi đại điện cùng bốn linh suất trẻ tuổi. Trưởng môn, chúng ta cũng cáo lui trước. Quỷ tiên tử Bạch Oánh và Đông Vô Mệnh đứng dậy nói với Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường cũng đã nói ra miệng, bọn họ cũng biết phải nên làm thế nào, ít nhất thì chắc sẽ không có gì nguy hiểm, Lữ Chính Cường còn chưa tới mức sẽ tự mình tới Phi Linh Môn kiếm chuyện. Ừ, Lục Lâm Thiên gật đầu, đám người quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh và huynh muội Hoa Gia đều rời khỏi đại điện. Trong đại điện lúc này cũng chỉ còn hai người Lữ Chính Cường và Lục Lâm Thiên đang ngồi đó, khí tức cũng khác hẳn. Có biết ta muốn nói gì với ngươi không? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên một lát rồi lên tiếng hỏi. Không biết, Lữ trưởng môn có việc gì thì xin cứ nói thẳng. Mục quang của Lục Lâm Thiên lóe lên, trong đầu cũng đoán không ra Lữ Chính Cường muốn nói gì với mình, lẽ nào là chuyện của Lữ Tiểu Linh sao? Người ngay thẳng thì không nói vòng vo, Quỷ Vũ Tông hiện tại đã nằm trong sự khống chế của Phi Linh Môn, tiếp theo không biết mục tiêu của Phi Linh Môn là Bảo Thai Môn hay là Nam Hải Môn đây? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên, cũng lập tức mỉm cười. Chỉ là một cái Phi Linh Môn nho nhỏ, làm sao dám đánh chủ ý lên Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn cơ chứ, Lữ trưởng môn nói đùa rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút dấu vết nào. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, đủ để đối phó với Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn rồi, nếu đã nói Phi Linh Môn không muốn đánh chủ ý lên Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn thì sao Lục trưởng môn lại đối phó với Quỷ Vũ Tông làm gì? Lữ Chính Cường nhìn vào Lục Lâm Thiên mà nói. Phi Linh Môn không có hứng thú gì với Quỷ Vũ Tông cả, chỉ mong có thể bảo vệ được địa bàn của mình mà thôi. Về phần Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn, vốn không thù không oán với Phi Linh Môn, người không phạm ta thì ta không phạm người, Lữ Chính Cường lại nói đùa rồi. Lục Lâm Thiên đáp. Ha ha. Lữ Chính Cường cười lớn, nói. Quỷ Vũ Tông hiện tại có khác gì Phi Linh Môn sao? Ta thấy Quỷ Vũ Tông cũng chính là Phi Linh Môn rồi. Không dám, Quỷ Vũ Tông họ đới, không có quan hệ gì với Phi Linh Môn. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, chuyện Quỷ Vũ Tông chính là do Phi Linh Môn âm thầm khống chế tuyệt đối không thể qua mắt Lữ Chính Cường được, chỉ là có một vài chuyện, rõ ràng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng có thừa nhận hay không thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cho nên có một vài chuyện dù đánh chết cũng không thể thừa nhận được. Lữ Chính Cường nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Mày khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút biến hóa, nhìn Lục Lâm Thiên thêm một lúc nữa mới lại mỉm cười nói. Được rồi, chuyện này cũng không quan trọng, chúng ta không cần phải bàn tới nữa, việc hai tháng sau vụ tinh hải mở ra, không biết Lục trưởng môn đã biết hay chưa? Tiểu từ chỉ vừa biết gần đây mà thôi. Lục Lâm Thiên đáp, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không rõ tên Lữ Chính Cường này cứ hỏi không đầu không đuôi một hồi lại đổi chủ đề, đúng thật là không biết sốt cuộc ông ta muốn gì. Lục trưởng môn là thiếu niên anh hùng, không biết có tới đó thử thời vận hay không, nếu có thể tiến vào trong vụ tinh đại điện, nói không chừng sẽ gặp được cơ duyên. Lữ Chính Cường nói, tiểu tử chính là muốn vào đó một phen, việc trọng đại cỡ này ở cổ vực, ta cũng muốn tới đó mở mang tầm mắt. Lục Lâm Thiên nói, tiểu nữ Linh Nhi đã quấy rầy Phi Linh Môn bấy lâu nay, như vậy đi, nếu lục trưởng môn đã muốn tới vụ tinh hải, chắc hẳn bây giờ còn chưa có ngọc giản qua cửa đúng không? Vừa vặn ta có mang theo hai khối ngọc giản qua cửa trên người đây, coi như cảm tạ Phi Linh Môn đã chiếu cố tiểu nữ. Lữ Chính Cường vừa dứt lời, hai khối ngọc giản màu xám lấp lánh huỳnh quang trong tay ông đã song song bay tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên thoáng do dự một cái rồi lập tức thu hai khối ngọc giản vào tay áo, nói. Đã vậy thì tiểu tử không khách khí, đa tạ Lữ trưởng môn. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí. Nghe nói giá bán của khối ngọc giản thông quan này trong chợ đêm đều phải trên 100 vạn kim tệ một khối, nếu mua ở mấy tông môn khác thì cũng phải 50 vạn tệ, mà dù có muốn thì cũng chưa chắc sẽ mua được từ chỗ những tông môn kia.
Dựa theo những gì Lục Lâm Thiên biết thì chuyện trọng đại của cả cổ vực như vụ Tinh Hải mở ra thế này, cái ngọc giản thông quan này đương nhiên sẽ là hàng được bán rất chạy, khó tránh khỏi có nhiều kẻ thông đồng với các tông môn kia chữ hàng ngọc giản. Nói cách khác, đấy là lý do vì sao giá cả ở chợ đêm lại cao như vậy. Hôm nay tới đây, đã quấy rầy nhiều, ta cũng đi trước đây, ngày khác có cơ hội thì xin mời Lục trưởng môn tới Linh Thiên môn một lần. Lữ Chính Cường cười nhẹ, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử có cơ hội thì nhất định sẽ tới bái phỏng Lữ trưởng môn quý nhân bận nhiều việc, ta sẽ không giữ lại. Lục Lâm Thiên nói. Ha ha. Lữ Chính Cường cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lại đảo qua người Lục Lâm Thiên lần nữa. Trong đại điện, hai đạo thân ảnh đi ra, trong mắt của đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lưu trưởng lão đứng chờ ngoài đại điện đều mang theo vẻ tò mò nhìn vào hai người đó, ai cũng không biết vừa rồi hai người này đã nói gì với nhau, cho nên đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Bên ngoài đại điện, hai người Vương trưởng lão và Lục Tâm Đồng đang ngồi bên cạnh Lữ Tiểu Linh, Lữ Tiểu Linh lúc này đang vẩu môi, có vẻ như đang hờn dỗi trong lòng. Linh Nhi, chúng ta phải về thôi. Lữ Chính Cường đi ra khỏi đại điện, trường bào vung lên, khí thế không giận mà uy tản ra, loại khí thế này, tại đây không ai sánh nổi. Cha, con không muốn về. Lữ Tiểu Linh nhìn Lữ Chính Cường, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, phỏng chừng nếu không phải có Lữ Chính Cường đứng kề bên thì chắc hẳn nàng ta đã chạy tới chỗ Lục Lâm Thiên mà ra tay chút giận rồi. Lữ Chính Cường nhìn qua ái nữ. Mắt nheo lại, rồi nói. Linh Nhi, con ra ngoài cũng khá lâu rồi, phải trở về đi thôi, mẹ của con rất nhớ con. Cha, nhưng... Lữ Tiểu Linh dẫm chân, đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Linh Nhi, con phải trở về, mẹ con vẫn đang chờ con đó, con cũng phải về chuẩn bị một phen, hai tháng sau còn tới vụ Tinh Hải nữa. Lữ Chính Cường nói. À, Lữ Tiểu Linh le lưỡi một cái. Sau đó liền khép cái miệng nhỏ nhắn lại, có vẻ mang theo chút ủy khuất, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo bên người Lữ Chính Cường. Chư vị, đã quấy rầy nhiều, cáo từ. Bên ngoài Phi Linh Môn, Lam Vũ Linh Ưng vỗ cánh phành phạch, Lữ Chính Cường nói với Lục Lâm Thiên, Quỷ Vũ Tông Bạch Oánh và Đông Vô Mệnh xong liền nhảy lên lưng Lam Vũ Linh Ưng. Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh liền giơ tay đáp lễ. Lục Lâm Thiên, lần sau ngươi hãy giải thích với ta, hừ. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên một cái, sau đó cũng nhảy lên lưng Lam Vũ Linh Ưng cùng Lữ Chính Cường. Đám người Linh Thiên Môn nhảy lên lưng của Lam Vũ Linh Ưng, Lam Vũ Linh Ưng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, nhìn bọn người Lữ Chính Cường khuất dạng phía trời xa. Lâm Thiên, Lữ Chính Cường đã nói gì với ngươi vậy? Đình viện phía sau núi của Phi Linh Môn, Quỷ Tiên Tử hỏi. Lục Lâm Thiên kể lại tất tần tật những gì mà hắn và Lữ Chính Cường đã nói cho Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh nghe, nội dung cuộc nói chuyện cũng khiến cho Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tên Lữ Chính Cường tới cũng kỳ quái, mà hỏi cũng là kỳ không kém. Quỷ Tiên Tử nhướng máy, sau đó liền thở nhẹ một hơi. Hắn đây là đang muốn thử ta. Lục Lâm Thiên nhếch mép cười, nói. Hắn muốn biết ta có tiếp tục động thủ với Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn hay không, nếu như Phi Linh Môn muốn tiếp tục khuếch trương thì cũng chỉ có thể động thủ với Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn mà thôi. Lữ Chính Cường cho ngươi ngọc giản thông quan dường như có chút thâm ý, hẳn là muốn lấy lòng, giống như ám chỉ Linh Thiên Môn sẽ không đối địch với Phi Linh Môn vậy, ta cũng không chắc chắn lắm, con người Lữ Chính Cường này ta không hiểu biết quá nhiều, không cách nào nhìn thấu được. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Chỉ sợ chuyện Lữ Chính Cường muốn biết nhất chính là Vân Dương Tông có liên hệ gì với Phi Linh Môn hay không, đây mới là chuyện khiến hắn lo lắng nhất. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại Phi Linh Môn quật khởi, mặc dù khiến cho không ít kẻ căng thẳng hồi hộp, nhưng đối với Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang mà nói thì vẫn chưa đụng tới giới hạn của họ. Nhưng nếu như Vân Dương Tông nhúng tay vào thì đúng thật là đã chạm tới giới hạn của bọn họ rồi. Đông Vô Mệnh nói, bất kể là cái gì. Nếu đã không đoán ra thì cũng không cần phải đoán nữa. Mục quang của Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức nói. Đông lão, Lữ Chính Cường cho ta hai khối ngọc giản, lần này ta muốn mang theo Tâm Đồng tới vụ Tinh Hải một chuyến, ngươi thấy thế nào? Lục Lâm Thiên vốn muốn dẫn lão độc vật đi cùng, nếu được như vậy thì sẽ tốt hơn, nhưng vụ Tinh Hải có cấm chỉ, người đã từng gặp qua được cơ duyên một lần căn bản không thể vào lần nữa,
ngay cả nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng không còn cách nào khác, bằng không, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cần gì phải mở vụ tinh hải ra làm gì, cứ để cho mỗi mình đệ tử trong môn của mình vào thôi là được. Như vậy cũng tốt, Tâm Đồng cũng nên ra ngoài tôi luyện một phen, nói không chừng ở vụ tinh đại điện còn có thể gặp được cơ duyên nữa, nếu được như vậy thì không tệ chút nào. Đông Vô Mệnh cười nói, Lâm Thiên, còn 2 tháng nữa là vụ tinh hải mở ra, đi trước 1 tháng là đủ rồi, còn 1 tháng này, ngươi phải chuẩn bị cho thật kỹ, thực lực của ngươi tuy không kém, nhưng lần vào vụ tinh hải này, có gặp phải vũ xuất cửu trọng hay linh xuất cửu trọng thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, nên ngươi phải chuẩn bị kỹ càng một phen, không được chủ quan. Quỷ tiên tử nói, vũ xuất cửu trọng và linh xuất cửu trọng cũng sẽ vào đó sao? Lục Lâm Thiên sững sốt. Chuyện này có gì là lạ đâu, có một số vị cường giả lánh đời, thực lực đạt tới vũ xuất cửu trọng và linh xuất cửu trọng đã nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào đột phá được nên muốn tới vụ tinh hải mong gặp cơ duyên cũng là chuyện thường. Cường giả vũ vương và linh vương không thể vào vụ tinh hải, nhưng đám người có tu vi vũ xuất linh xuất thì hốt đại cũng được một bó. Người đừng xem thường cổ vực, mặc dù trong cổ vực đều do nhất tông nhất môn nhất trang nhất giáo cầm đầu, nhưng ngoài những thế lực ấy còn có không ít cường giả lánh đời. Họ không phải hạng người dễ trêu vào đâu. Đông Vô Mệnh nghiêm mặt nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, thời nay thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở bất kỳ nơi nào cũng không thể sơ ý, tỉ như nói 2 người Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ vậy, vốn không gia nhập bất kỳ môn phái nào, nhưng thực lực tuyệt đối thuộc hàng cường giả, tin rằng trong khắp cả cổ vực, loại cường giả tán tu thế này tuyệt đối không ít, không ít người chỉ một lòng muốn tu luyện, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lâm Thiên, ta thấy Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn rõ ràng là có ý với ngươi, thiếu nữ động lòng xuân rồi, một khi động lòng, không phải dễ gì mà quên được đâu, chuyện này vốn là chuyện riêng của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã có vị hôn thê là Vân Hồng Lăng rồi, lại thêm Lữ Tiểu Linh này liên quan với Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, ngươi nên cân nhắc kỹ một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Lâm Thiên, ta thấy phiền toái lần này cũng là do tên tiểu tử nhà ngươi gây ra. Theo ta thì ngươi cứ cưới hết cho rồi, không thì còn phiền toái hơn nữa. Đông Vô Mệnh nói. Lão gia hỏa, ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Đông Vô Mệnh một cái. Lục Lâm Thiên nhếch mép cười khổ, vấn đề này đúng là có phần khó mà giải quyết, hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để xử lý chuyện này, đến đâu hay đến đấy vậy. Trong quãng thời gian kế tiếp, Lục Lâm Thiên chỉ vùi đầu vào tu luyện, không thôn phệ linh giả. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng không rãnh rỗi, đều đang tiếp tục tu luyện mấy vũ kỹ như liệt không cửu kích, lần trước liệt không cửu kích đánh ra được 6 kích, hoàn toàn không đạt tới mức mạnh nhất. Mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ và Liệt Viêm Quyền, tuy là có thể thi triển, nhưng vẫn không cách nào thi triển trong khoảng thời gian ngắn được, đại chiến giành giật từng giây, chỉ chậm một cái thôi cũng đủ để mất mạng. Chỉ có tu luyện vũ kỹ đạt tới mức vô cùng thuần thục thì mới có thể thúc dục ra trong thời gian nhanh nhất. Đương nhiên đây cũng cần phải có chân khí khổng lồ và lĩnh ngộ thuộc tính phối hợp cùng. Tu luyện vũ kỹ, lĩnh ngộ thuộc tính, chính là việc Lục Lâm Thiên cần phải làm nhất trong thời gian sắp tới. Theo Lục Lâm Thiên tu luyện, Lục Tâm Đồng bởi vì cũng sẽ tới vụ tinh hải, cho nên cũng bị lão độc vật an bài cho bắt đầu bế quan tu luyện. Trưởng môn, người thấy tên Lục Lâm Thiên này thế nào? Nơi nào đó giữa không trung, trên lưng của Lam Vũ Linh Ưng, Vương trưởng lão hỏi Lữ Chính Cường. Ánh mắt mang theo chút tò mò. 4 người các ngươi có ý kiến gì với Lục Lâm Thiên không? Lữ Chính Cường mỉm cười rồi xoay người hỏi 4 vị linh xuất trẻ tuổi còn lại. Hồi bẩm sư phụ, cấp độ thực lực của Lục Lâm Thiên, chúng đệ tử không cách nào nhìn ra được, bất quá Lục Lâm Thiên có thể ở trước mặt sư phụ ứng đáp trôi chảy tự nhiên như vậy, khí thế không kiêu ngạo không xiểm ninh, đã có bản lĩnh bình tĩnh cỡ ấy, phương diện tâm trí nhất định cũng rất mạnh, nếu như hắn là linh giả. Thì sau này tu vi sẽ cực kỳ bất phàm. Trong 4 vị linh xuất trẻ tuổi, vị linh xuất nhị trọng do dự một chút rồi đáp lời Lữ Chính Cường. Nhãn lực của 4 người các ngươi đúng là có tiến bộ đôi chút, chứng minh bình thường đều rất dụng tâm tu luyện, trong đám người trẻ tuổi, các ngươi thuộc lớp người nổi bật, nhưng so với Lục Lâm Thiên thì các ngươi cũng còn kém hắn không ít. Lữ Chính Cường khẽ cười khổ rồi nói. Sư phụ! Có lời đồn đãi rằng Lục Lâm Thiên đã có thêm vũ linh khí và vũ kỹ huyền cấp trung giai mới có thể đánh chết tứ trọng vũ xuất, nếu như gặp phải chúng ta, muốn đánh thắng cũng không dễ như vậy đâu. Sắc mặt của tên đệ tử thứ 3 hơi đổi, ánh mắt mang theo vẻ không phục.
Vũ khí huyền cấp trung giai. Các ngươi có thể tu luyện thành công linh kỹ huyền cấp trung giai sao? Ánh mắt của Lữ Chính Cường rơi vào trên người vị linh xuất kia, nói. Có thể thi triển ra được vũ khí huyền cấp trung giai thì ở khả năng lĩnh ngộ phải cực kỳ bất phàm mới được. Cấp độ vũ tướng là có thể có thành tựu trên mặt lĩnh ngộ thuộc tính. Các ngươi so với hắn thì còn kém xa lắm. Lại thêm Lục Lâm Thiên còn là toàn hệ vũ giả. Thiên phú cơ ấy, chỉ sợ là qua một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ bước vào hàng ngũ cường giả chân chính. Sau này các ngươi lại càng thêm thua kém hắn. Sắc mặt của đám đệ tử không phục liền xám ngoét, lập tức im lặng không dám nói gì, xem như chấp nhận lời sư phụ nói. Tên Lục Lâm Thiên rất không đơn giản, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Lữ Chính Cường lúc này mới trả lời câu hỏi của Vương trưởng lão. Trưởng môn, tên Lục Lâm Thiên này, lại khiến ngươi đánh giá hắn cao như vậy sao? Vương trưởng lão có vẻ hơi kinh ngạc, bà hiểu rõ cách làm người của trưởng môn. Người có thể được trưởng môn tán thưởng, không ai mà không phải kẻ cự phách danh chấn một phương, không ngờ ông cũng đánh giá Lục Lâm Thiên cao như vậy. Đừng xem thường tên tiểu tử kia, tuy rằng hiện tại thực lực chưa cao, nhưng bằng ấy tuổi mà đã có thực lực cao như vậy, cộng thêm thiên phú của hắn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm muộn gì cũng không phải kẻ tầm thường, đặc biệt là tâm trí, đây chính là do bẩm sinh, tiểu tử kia, quả thực giống tên khốn Vân Tiếu Thiên kia như đúc. Đúng thật là vô cùng gian trá kín kẽ, chẳng trách Vân Tiếu Thiên lại gả con gái cho kẻ như hắn, Vân Tiếu Thiên đúng là đã tìm được một con rể tốt. Lời vừa dứt, ánh mắt của Lữ Chính Cường lại không khỏi rơi về phía Lữ Tiểu Linh. Trưởng môn đã đánh giá như vậy, chỉ sợ là phi linh môn này sớm muộn gì cũng sẽ chính thức quật khởi ở cổ vực này, trưởng môn, chúng ta có cần phải. Ánh mắt của Vương trưởng lão lướt qua Lữ Tiểu Linh, sau đó lập tức nói với Lữ Chính Cường. Vương trưởng lão, ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao, phỏng chừng Vân Tiếu Thiên cũng rất là hài lòng với đứa con rể này, nếu không có đủ khả năng tự bảo vệ mình, sao lão dám để cho hắn ra ngoài mạo hiểm được, lại nói nếu tương lai hắn không hóa thành rồng bay lên cửu trùng thì chính là trời đố kỵ kỳ tài, linh thiên môn chúng ta cớ gì phải vô duyên vô cớ rước lấy một kẻ địch lớn tương lại làm gì, cổ vực cũng không phải của linh thiên môn chúng ta, gần đây phong vân đã bắt đầu khởi động. Chỉ sợ cổ vực khó khăn lắm mới yên bình đôi chút sẽ lại rung chuyển lần nữa. Một khi đã vậy, nếu chúng ta có thêm một minh hữu thì sẽ có lợi cho linh thiên môn hơn. Trưởng môn, không lẽ người có ý muốn cùng phi linh môn? Vương trưởng lão còn chưa dứt lời, Lữ Chính Cường đã nói tiếp. Hiện tại ta vẫn chưa hạ quyết định, hết thảy đợi sau chuyện ở Vụ Tinh Hải rồi hãy nói, hiện tại ta vẫn chưa nhìn thấu tên tiểu tử kia, một chuyến vào Vụ Tinh Hải lần này. Ta sẽ xem rốt cuộc hắn có đáng để được ta xem trọng hay không, chuyện này liên quan tới cả linh thiên môn, ta cũng không cách nào quyết đoán một cách nhẹ nhàng được. Trưởng môn, Lục Lâm Thiên rõ ràng đã ức hiếp tiểu thư, khiến nàng bị uất ức, sao không dạy dỗ tên tiểu tử đó một trận mà còn coi trọng hắn nữa. Lưu trưởng lão lập tức nhịn không được mà lên tiếng. Lữ Chính Cường mỉm cười, ánh mắt lại chuyển sang chỗ Lữ Tiểu Linh, nói. Linh Nhi, tuổi của con cũng không còn nhỏ. Cũng đến tuổi biết yêu đương rồi, con nói cho cha biết, có phải con yêu mến tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia hay không? Cha! Lữ Tiểu Linh chu môi, ánh mắt đảo qua nhìn hết mọi người trên lưng Lam Vũ Linh ưng, sau đó lập tức xấu hổ, nhưng dường như còn chưa nguôi cơn giận dỗi nên nói. Con không thèm thích hắn đâu, cái tên tiểu hỗn đản lừa đảo đó, con không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Nhưng nữ nhân yêu mến ai đều gọi kẻ kia là hỗn đản cả, nhớ ngày đó. Ai? Lữ Chính Cường khẽ thở dài, rồi nói. Linh Nhi, tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia không tệ, nếu con đã thích hắn thì cha sẽ không phản đối. Cha, con thật sự sẽ không phản đối sao? Sắc mặt của Lữ Tiểu Linh lập tức lộ vẻ sững sờ, sau đó không dám tin mà hỏi lại, trước kia có kẻ vì nhìn mình một cái mà bị chặt đứt một chân, Lữ Tiểu Linh không ngờ lần này cha của mình lại có thể sáng suốt như vậy. Trưởng môn. Nhưng mà tên tiểu tử Lục Lâm Thiên đã có hôn ước với Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Vương trưởng lão cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vương Hiểu còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã lập tức nói. Vân Dương Tông thì có là cái gì, chẳng lẽ linh thiên môn ta kém Vân Dương Tông của hắn chắc, Linh Nhi, cha thấy tên tiểu tử Lục Lâm Thiên kia cũng có chút tâm ý với con, nếu như con đã thích thì cứ ra sức mà giành, Vân Dương Tông có gì đáng sợ. Có cha ủng hộ con, cha xem tên khốn Vân Tiếu Thiên kia có thể làm gì được cha. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, Vương trưởng lão và Lưu trưởng lão đều triệt để sững sờ,
bốn vị đệ tử linh xuất cũng trợn mắt há mồm, không ngờ vị sư phụ luôn trầm ổn nho nhã của mình, hôm nay cư nhiên lại nói ra những lời này. Lữ Tiểu Linh cũng đơ người ra, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Phi Linh Môn, ánh mắt mang theo chút giận yêu. Tới ngày thứ tư, một chỗ nào đó trong Phi Linh Môn lại phát ra một cỗ năng lượng ba động khổng lồ, lúc đám người Lục Lâm Thiên và Đông Vô Mệnh tới thì Thanh Hỏa Lão Quỷ vốn đang bế quan chữa thương rốt cuộc cũng xuất quan. Nhìn thấy Thanh Hỏa Lão Quỷ, trong lòng Lục Lâm Thiên liền cảm thấy vui vẻ, chẳng trách lần này Thanh Hỏa Lão Quỷ chữa thương lại lâu như vậy, hóa ra là đã đột phá tới cấp độ vũ xuất cửu trọng rồi. Tham kiến trưởng môn, Thanh Hỏa Lão Quỷ hành lễ, chúc mừng Thanh Hỏa cung phụng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Thanh Hỏa Lão Quỷ đột phá vũ xuất cửu trọng, thực lực tăng mạnh, chẳng khác nào khiến cho thực lực của Phi Linh Môn cũng gia tăng thêm lần nữa. Vốn Lục Lâm Thiên vẫn cho rằng Lộc Sơn Lão Yêu sẽ đột phá sớm hơn, vì dù sao đi nữa xét cấp độ thực lực thì Lộc Sơn Lão Yêu vẫn cao hơn Thanh Hỏa Lão Quỷ một chút. Thanh Hỏa Lão Quỷ đột phá, chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Ngày thứ năm, Khang Tử Vân của Linh Đường tự mình tới, đồng thời còn mang tới không ít yêu linh đan, trong đó có hơn 10 viên yêu linh đan đã tới cấp độ tứ phẩm, mấy viên yêu linh đan ở cấp độ ngũ phẩm, yêu linh đan đạt cấp độ tam phẩm thì có mấy trăm viên. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên càng thêm mừng rỡ trong lòng, sau khi Thiên Sí Tuyết Sư đột phá tứ giai, mặc dù tốc độ vẫn nhanh hơn yêu thú bình thường rất nhiều, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn không cảm thấy thỏa mãn, có đám yêu linh đan cấp độ tứ phẩm và ngũ phẩm này rồi, tốc độ đột phá của Thiên Sí Tuyết Sư nhất định sẽ rất nhanh. Theo miệng Khang Tử Vân, Lục Lâm Thiên cũng biết được tình hình gần đây của Linh Đường, theo Phi Linh Thương Hành mở rộng, nhân thủ của Linh Đường lại thiếu hụt thêm lần nữa, cho nên đã âm thầm triệu tập linh giả. Sau khi có Khí Vương Úc Khánh gia nhập, trong Linh Đường cũng bắt đầu luyện chế binh khí đại quy mô, hiệu quả cũng vô cùng tốt, sau khi đưa qua Kim Đường đem đi bán thì lợi nhuận thu được rất cao. Sau khi Khang Tử Vân rời đi, Lục Lâm Thiên lập tức để cho Thiên Sí Tuyết Sư vào huyết tích dịch ăn yêu linh đan tứ phẩm, cũng để thử xem hiệu quả của yêu linh đan lần này. Về phần đám yêu thú như Nghịch Lân Yêu Bằng thì trước khi đột phá thất giai, căn bản không cần dùng yêu linh đan, chỉ cần tu luyện thôi cũng có thể nhanh chóng đột phá. Về phần Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên chỉ cho Tiểu Long dùng một viên yêu linh đan ngũ phẩm, Tiểu Long đã là ngũ giai sơ kỳ, yêu linh đan tứ phẩm căn bản không có hiệu quả gì với nó. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục đắm chìm trong việc tu luyện và lĩnh ngộ. Thời gian như cát chảy, đảo mắt đã tới ngày thứ 15, nơi Lộc Sơn Lão Yêu bế quan chữa thương phát ra năng lượng ba động, Lục Lâm Thiên đang ở sau núi, không cần nghĩ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là Lộc Sơn Lão Yêu cũng đang bắt đầu đột phá. Ngay lúc Lục Lâm Thiên đang đuổi tới nơi thì Lộc Sơn Lão Yêu đã đột phá xong, khí tức quanh thân mạnh hơn so với trước khi đột phá không biết bao nhiêu lần. Mọi người liên tục chúc mừng, đột phá vũ xuất cửu trọng, bản thân Lộc Sơn Lão Yêu cũng cao hứng không thôi. Trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng vô cùng vui mừng, Lộc Sơn Lão Yêu và Thanh Hỏa Lão Quỷ đều đột phá tới vũ xuất cửu trọng, hiện tại Phi Linh Môn đã có hai vũ xuất cửu trọng. Một linh xuất cửu trọng cùng với một vị vũ vương. Còn linh xuất cửu trọng như lão độc vật Đông Vô Mệnh, nếu như có thể tìm được hai loại dẫn dược thì phỏng chừng lúc nào cũng có thể đột phá tới linh vương, cộng thêm đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lục Lâm Thiên cảm giác thực lực của Phi Linh Môn rốt cuộc cũng tăng mạnh rất nhiều, đã không còn yếu như lúc mới đầu nữa. Sau khi Lộc Sơn Lão Yêu đột phá, Lục Lâm Thiên vẫn tiếp tục lĩnh ngộ rồi lại tu luyện. Tiến bộ cũng khiến Lục Lâm Thiên thường cười mỉm có vẻ rất hài lòng. Ngày thứ 17, Thiên Sí Tuyết Sư vào huyết tích dịch lại nuốt thêm viên yêu linh đan thứ hai và tiếp tục luyện hóa. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, đêm đen, đất mẹ đã say ngủ, ngoại trừ gió đêm thổi qua, khiến cho từng nhánh cây trong núi rung rung, thì mọi thứ đều yên lặng không tiếng động. Màn đêm đen khịt, tựa như có vô số mực đen bị ai lấy bôi lên không trung vậy, đêm nay chỉ có vài ngôi sao nhỏ mờ. Nhưng trăng lại rất tròn, sáng như gương treo trên lưng trời, chiếu rọi ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Trăng buông rèm bạc, nhẹ nhàng khẽ rót, ánh trăng nhu hòa như mặt hồ thu, trong buổi đêm đông thế này, đúng là có phần yên tĩnh hơn một chút. Trên một sườn núi, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân tràn ngập một tầng quang mang màu vàng nhạt, cả người tiến vào một loại trạng thái huyền ảo, trong tay thi thoảng xuất ra một thủ ấn. Đất trời như bị một loại năng lượng vô hình dẫn dắt tạo thành từng đợt không gian gợn sóng. Phía xa trên triền núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp như tiên nữ dáng trần đang đứng trong gió đêm, đôi mắt vũ mị, mang theo chút kinh ngạc,
nói thầm. Không ngờ hắn ở cấp độ vũ tướng đã có thể lĩnh ngộ thuộc tính tới mức này rồi. Một đêm chậm rãi trôi qua mà không có chuyện gì đặc biệt diễn ra, thân ảnh xinh đẹp kia vẫn đứng chờ bên cạnh Lục Lâm Thiên. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, tia nắng ban mai rốt cuộc cũng xé toang chiếc áo choàng của đêm đen, bầu trời lộ ra màu trắng bạc, đương lúc đại địa vươn mình thức tỉnh đón ánh bình minh, bầu trời trong veo cao vời vợi, trên nền trời bao la, vẫn còn rải rác vài ngôi sao muộn, bốn phía đều bị bao phủ bởi ánh bình minh thần bí. Lát sau, ánh dương từ từ ló dạng ở phía đông, quyên thấu qua mây mù tạo thành một vầng sáng màu xinh đẹp. Hô! Lục Lâm Thiên thở hắt ra một ngụm chọc khí, thủ ấn vừa thu, hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy lóe lên. Lĩnh ngộ thế nào? Thanh âm của Bạch Linh liền truyền vào tai Lục Lâm Thiên. Miễn cưỡng coi như được. Lục Lâm Thiên duỗi lưng một cái rồi lập tức nói. Vất vả cho ngươi rồi, cảm ơn đã hộ pháp cho ta. Ta cũng không phải đặc biệt hộ pháp cho ngươi, ta chỉ thích sự an tĩnh của buổi tối thôi. Bạch Linh nói, ánh mắt chuyển tới người Lục Lâm Thiên lập tức nói. Phải đi tới vụ tinh hải rồi. Ừ, hai ngày này sẽ chuẩn bị lên đường. Lục Lâm Thiên đáp, bất chi bất giác, mình đã tu luyện lĩnh ngộ gần một tháng, ừ phi linh môn đi tới vụ tinh hải thì cần thời gian gần một tháng. Lục Lâm Thiên đang muốn tới sơn mạch vụ hải tìm vài linh tướng để thôn phệ, lúc này mặc kệ là linh lực hay chân khí của mình đều đã được củng cố tới mức vô cùng ổn định rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn phệ chân khí và linh lực bên ngoài. Đại bản doanh ám đường của phi linh môn, lần này đã được quỷ tiên tử Bạch Oánh bố trí lên một mê lâm trận, nơi quan trọng như vậy, đương nhiên không thể để xảy ra chuyện gì. Trong đại điện lúc này, đám người Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Úc Khánh, Khang Tử Vân đều tập trung đầy đủ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Lục Lâm Thiên đưa mắt quét qua tất cả một lượt. Thương thế của tất cả đường chủ lúc này đã sớm khôi phục hết, tất cả các đường cũng đang tiếp tục phát triển, tuy rằng vũ đường đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, tất cả các đường chủ cũng đều cho người ngoài biết, bất qua đối với sự tồn tại của lục đường trong phi linh môn, thì hoàn toàn không bị tiết lộ ra ngoài chút nào, về phần có thế lực nào tra được sự tồn tại của lục đường hay không thì Lục Lâm Thiên cũng không biết. Bất quá, dù có tra ra được đi nữa thì cũng không thành vấn đề gì, trước khi bị người khác tra ra tất cả. Lục Lâm Thiên vẫn muốn che giấu thêm một khoảng thời gian nữa. Trưởng môn, ám đường gần đây nhận được tin tức, trong cổ vực có không ít người đang chạy tới vụ tinh hải, ngay cả Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân cũng có người tới cổ vực, đều là tới vụ tinh hải cả. Diệp Phi nói, xem ra vụ tinh hải đúng là vô cùng náo nhiệt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, đương nhiên rồi, vụ tinh hải 30 năm mới mở ra một lần, tất cả mọi người đều muốn tới đó thử vận may. Nếu xét theo mặt khác thì cấp độ náo nhiệt ở vụ tinh hải, so với đại hội tam tông tứ môn trên đại lục linh vũ thì còn náo nhiệt hơn nhiều, hơn nữa đều là cường giả tham gia. Đông Vô Mệnh nói, Lục Lâm Thiên gật đầu, điểm này Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ, cơ duyên trong vụ tinh đại điện, đủ để hấp dẫn tất cả mọi người, bất quá muốn vào vụ tinh hải cũng không phải chuyện dễ dàng gì, một khối ngọc giản thông quan ít nhất cũng phải tốn 50 vạn kim tệ. Mua trong chợ đêm thì thậm chí còn phải bỏ ra cả trăm vạn kim tệ, đối với cường giả mà nói thì đây không phải con số quá lớn, nhưng đối với người bình thường thì đây tuyệt đối là giá trên trời, không phải con số nhỏ chút nào. Trưởng môn, chuyện ở Quỷ Vũ Tông, hết thảy đều đã xử lý gần như xong xuôi cả rồi, người do chúng ta an bài phần lớn đều trở thành trưởng lão của Quỷ Vũ Tông, còn có những thế lực nằm trên địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Cũng như các thế lực ở trong tay Quỷ Tiên Tử hiện tại đã có thể xem như đổi chủ hoàn toàn rồi. Hoa Mãn Ngọc nói, làm tốt lắm, để cho người của chúng ta xếp vào bồi dưỡng thật nhiều thân tín, nhất định phải hoàn toàn khống chế Quỷ Vũ Tông, phỏng chừng hiện tại trong Quỷ Vũ Tông có không ít thám tử của thế lực khác, một khi phát hiện thì nhất định phải giết sạch. Lục Lâm Thiên nói với Hoa Mãn Ngọc, vâng, ta nhất định sẽ an bài. Hoa Mãn Ngọc nói, trưởng môn, tất cả dòng binh đoàn trong sơn mạch vũ đô cơ bản đều đã hợp nhất xong, tổng cộng cơ 1.3 vạn người, tất cả đều đã gia nhập phi linh môn, trong đó an bài 10 người vào chức hộ pháp, còn lại thì an bài 20 người làm chấp sự, đãi ngộ chỉ kém hơn hộ pháp một bậc mà thôi. Hoa đường chủ vất vả rồi. Lục Lâm Thiên cười vô cùng thỏa mãn, hiện tại phi linh môn coi như đã thật sự ổn định rồi, phi linh môn đã có đủ thực lực để xếp vào hàng thế lực nhị lưu. Chư vị đường chủ, lần này ta tới vụ tinh hải, phỏng
phỏng chừng phải mất vài tháng, trong vài tháng này. Phi linh môn phải giao cho mọi người rồi. Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Trưởng môn xin cứ yên tâm, còn có 4 vị cung phụng trong môn, phi linh môn sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. 2 ngày sau, trong hậu sơn phía sau phi linh môn, một mật thất nằm trong sơn động, thạch môn bên ngoài mật thất đã đóng kín, nhưng lúc này trên không lại có một cỗ năng lượng nhàn nhạt đang hội tụ. Bắt đầu đột phá rồi. Phía xa mật thất, Đông Vô Mệnh kích động vung hai tay lên, mặt mũi lộ ra vẻ vui mừng. Tâm Đồng còn chưa tới 14 tuổi, lần này đột phá, ta nhớ hẳn là linh tướng lục trọng. Ánh mắt của Lộc Sơn lão nhân lóe lên, vẻ mặt mang theo sự kinh ngạc nhìn cỗ năng lượng ba động nơi mật thất. Đúng vậy, còn mấy tháng nữa mới tới 14 tuổi. Đông Vô Mệnh đắc ý nói, đồ đệ của mình chưa tới 14 tuổi đã là linh tướng lục trọng rồi, đây chính là chuyện đáng giá để khoe khoang nhất trong đời của hắn, đưa mắt nhìn hết đại lục. Làm gì có đệ tử của đại môn đại phái nào có thiên phú cỡ ấy. Thiên phú thế này quá biến thái, nếu cứ dựa theo tốc độ thế này, chỉ sợ 15 tuổi là có thể đột phá đến cấp độ linh xuất rồi. Thanh Hỏa lão quỷ nói, loại thiên phú cường hãn thế này làm cho hắn không thể không động dung. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm xung quanh mật thất, năng lượng thiên địa nhàn nhạt bắt đầu hội tụ, xen lẫn một cỗ linh lực khổng lồ ngập tràn, hắn dương khóe môi lên mỉm cười. Lúc này Lục Tâm Đồng lại đột phá lần nữa, tới lúc đó tiến vào vụ tinh hải thì mình lại càng thêm yên tâm. Vèo vèo. Tiểu Long đứng trên vai Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, mắt nhỏ chớp chớp, ánh mắt cũng nhìn về phía mật thất. Sau một lát, ở giữa không trung, chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu tràn ngập quang mang màu đen, trong luồng quang mang màu đen này, tựa như có từng sợi độc khí quanh quẩn không gian, tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho lòng người sợ hãi. Một cỗ khí tức vô cùng cường hãn đang bắt đầu dâng lên một cách chậm chạp. Chỉ một lát sau, khí tức này bắt đầu rung lên, tạo thành không gian gợn sóng rung động kịch liệt, một cỗ khí tức cũng bay lên với khí tức như trẻ tre, một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy linh hồn như bị đè nén cũng theo đó mà khuếch tán. Khí tức kéo lên, sau đó dần dần ổn định và bình thường trở lại, ngay lúc khí tức bắt đầu ổn định thì cửa mật thất mở ra, một đạo thân ảnh nhỏ xinh lao ra. Sư phụ! Ca ca. Một thân ảnh lao thẳng tới, đôi mắt trong veo sáng ngời, tinh mang còn chưa kịp thu liếm, một bộ váy hoa màu xanh được thêu hoa màu hồng phấn, mái tóc đen mượt, mang theo vẻ ngây thơ, xứng với danh xưng tiểu mỹ nhân, chính là Lục Tâm Đồng vừa mới đột phá. Đồ nhi ngoan, sau này phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Đông Vô Mệnh vui mừng nói. Tâm Đồng, chúng ta có thể cùng nhau đi vụ tinh hải. Tiểu Long vui vẻ bò lên vai Lục Tâm Đồng. Ca ca, khi nào thì chúng ta đi vụ tinh hải? Lục Lâm Thiên rất hưng phấn quay sang hỏi Lục Lâm Thiên, tiểu cô nương này vẫn luôn mong chờ ngày được lên đường với ca ca. Sáng mai, Lục Lâm Thiên nói, tính thời gian thì cũng đã không sai lệch lắm, cũng nên lên đường đi tới vụ tinh hải thôi. Mắt thấy Lục Tâm Đồng và Lục Lâm Thiên, đám người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, còn có Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu chỉ còn nước trợn mắt há mồm. Lục Lâm Thiên có thiên phú toàn hệ vũ giả đã đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc lắm rồi, chính là thiên phú của Lục Tâm Đồng hiện tại cũng biến thái như vậy, chưa tới 14 tuổi mà đã là vũ tướng lục trọng, nói ra cũng đủ để tất cả mọi người càng thêm cứng họng. Bên ngoài phi linh môn, sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài sơn môn đều bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Một cỗ hàn khí ập tới trước mặt, bất chi bất giác, mùa đông đã tới rồi. Bên ngoài phi linh môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay quanh trên không trung, phía trên lưng của nó là ba người Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng và Bạch Linh, Tiểu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng và tất cả những yêu thú còn lại cũng có ở đó. Sư phụ, Oánh tỷ, Tân Kỳ sư tỷ, Toa Toa, Nhan Kỳ sư tỷ, ta và ca ca đi đây, ta sẽ nhớ mọi người lắm. Lục Tâm Đồng nhìn Quỷ Thiên Tử và Đông Vô Mệnh mà nói. Tâm Đồng, người cần phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, độc đan sư phụ cho ngươi nhớ cất cho kỹ. Gặp phải nguy hiểm thì nhớ phải lấy ra dùng đấy. Đông Vô Mệnh rất lo lắng cho đồ đệ bảo bối của mình, cho nên gần đây liều mạng luyện chế ra không ít độc đan, chỉ cần thôi động thì sẽ phát nổ, sau đó đưa hết toàn bộ cho Lục Tâm Đồng, phòng khi nguy hiểm thì có thể rất ra dùng. Lâm Thiên, Tâm Đồng, đi đường cẩn thận, chú ý nhiều một chút. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, có Bạch Linh đi theo bên cạnh, nàng cũng không lo lắng quá nhiều. Oánh tỷ, Đông Lão, phi linh môn giao cho các ngươi. Lục Lâm Thiên nói xong, thì
Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh bay lên. Nhìn bóng Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng dần xa khuất, Đông Vô Mệnh nói. Không biết lần này bọn họ có thể gặp được cơ duyên hay không? Cái này phải xem vận khí, chỉ có thông qua khảo nghiệm thì mới có thể vào trong Vụ Tinh Đại Điện được, hy vọng bọn họ may mắn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Nhắc mới nhớ, Vụ Tinh Đại Điện đúng là thần bí thật đấy, 30 năm trước ta cũng vậy mà vào. Nhưng không ngờ vừa còn chưa bước vào thì cánh cửa đã dịch sang chỗ khác, thứ thần bí như vậy, không biết là có địa vị thế nào, chẳng lẽ là do vị cường giả của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang lưu lại hay sao? Lộc Sơn lão nhân nói. Chuyện này thì không biết được, đây là bí mật lớn nhất của cổ vực, tam tông tứ môn trên vũ đại linh lục vẫn luôn dòm ngó cổ vực, nguyên nhân họ luôn ngấp nghé cổ vực không thể nghi ngờ chính là vì Vụ Tinh Đại Điện này. Bí mật của Vụ Tinh Đại Điện vẫn chưa có ai biết được. Cũng không ai biết nó đã tồn tại bao lâu, có lẽ người biết rõ đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Quỷ Tiên Tử nói, hiện tại ta chỉ hy vọng Tâm Đồng không gặp phải nguy hiểm gì là được. Đông Vô Mệnh nói, hắn vẫn nhớ thương đệ tử bảo bối của mình. Yên tâm đi, có Bạch Linh ở đó, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn đâu. Quỷ Tiên Tử Bạch Tử Oánh nói, Phụ Tinh Hải không cho phép Vũ Vương và Linh Vương tiến vào. Thất giai yêu thú và thất giai linh thú cũng không thể vào đó được, Lâm Thiên lại nói sẽ có cách mang theo Bạch Linh vào, không biết liệu có được hay không, nếu như Bạch Linh có thể vào được thì trong Vụ Tinh Hải bọn họ căn bản sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn cứ luôn thần thần bí bí, có lẽ sẽ có cách thật, lần này, hy vọng bọn họ đều gặp được cơ duyên. Đông Vô Mệnh nhíu mày, cười khẽ một tiếng. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên sâu vào một hơi, đối với việc bên trong Vụ Tinh Hải, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy áp lực gì, coi như nếu mình không chiếm được lợi ích gì thì ít nhất cũng có thể tìm được một ít linh tướng vũ tướng để thôn phệ. Tiếp theo, mình nên chuẩn bị đột phá tới cấp độ vũ xuất và linh xuất, về phần có thể vào được bên trong Vụ Tinh Đại Điện hay không thì toàn toàn phải dựa vào vận khí của mình rồi. Lục Lâm Thiên gần đây cảm thấy vận khí của mình không tệ, nói không chừng tới lúc đó thật sự có thể lấy được một ít chỗ tốt. Nhưng lúc này điều khiến Lục Lâm Thiên lo lắng chính là Bạch Linh. Linh Vương và Vũ Vương cũng như thất giai yêu thú và thất giai linh thú đều không thể vào trong Vụ Tinh Hải được, không biết Bạch Linh ẩn thân vào trong không gian thú năng có thể vào được hay không. Ở trong mật địa Vân Dương Tông, Bạch Linh cũng có thể đi ra từ không gian thú năng, Lục Lâm Thiên đoán đại khái là trong Vụ Tinh Hải này Bạch Linh cũng có thể vào được. Trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Tâm Đồng có vẻ vô cùng vui mừng, chính mình rốt cuộc cũng có thể được đi ra ngoài, ngồi nói líu díu cùng với Bạch Linh. Tiểu Long, sau khi ngươi ăn yêu linh đan vào thì thế nào, thực lực có tiến bộ hay không? Lục Lâm Thiên hỏi Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư đều mới vừa luyện hóa xong viên yêu linh đan thứ hai vào hôm qua. Hiệu quả của yêu linh đan không tệ, sau khi đệ dùng hai viên thì cảm giác thực lực cũng mạnh hơn không ít, phỏng chừng đột phá tới ngũ giai trung kỳ cũng không còn lâu nữa. Tiểu Long hưng phấn nói. Tuyết Sư, ngươi thì sao? Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Sí Tuyết Sư hỏi. Chủ nhân, yêu linh đan không chỉ giúp tăng cường yêu nguyên, mà còn có thể tăng cường lĩnh ngộ của ta nữa. Sau khi dùng hai viên yêu linh đan, ta cảm giác hẳn là cũng sắp đột phá tới ngũ giai rồi. Thiên Sí Tuyết Sư nói. Yêu linh đan đúng là bảo vật. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức cũng cảm thấy hơi đau lòng. Luyện chế yêu linh đan này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, rất hao tài tốn của. Mượn một viên yêu linh đan tam phẩm mà nói. Giá trị dược liệu tiêu tốn vào đấy chẳng khác gì giá của một viên đan dược tứ phẩm, nếu muốn luyện chế yêu linh đan số lượng lớn thì nhất định cần có tài lực khổng lồ duy trì. Vụ Tinh Hải, chính là ở chỗ sâu nhất bên trong sơn mạch Vụ Hải, lúc bình thường, trong Vụ Tinh Hải đều bị phong tỏa, căn bản không cách nào đi vào, chỉ có thời điểm 30 năm một lần, Vụ Tinh Hải mở ra thì mới có thể vào được. Từ Phi Linh Môn tới sơn mạch Vụ Hải, cần thời gian hơn 10 ngày. Tới nơi sâu nhất bên trong sơn mạch Vụ Hải, nếu một đường không dừng lại thì cũng tốn thêm 10 ngày nữa. Lục Lâm Thiên tính toán, sau khi mình tới sơn mạch Vụ Hải thì nhất định còn thừa thời gian, tới lúc đó phỏng chừng phải tốn chút thời gian để tìm linh tướng mà thôn phệ. Sau một lát, trên lưng của Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên bắt đầu lĩnh ngộ, tu luyện chân khí và linh lực gì gì ấy. Lục Lâm Thiên hoàn toàn không cần thông qua loại phương thức tu luyện thế này. Thời gian người khác dùng để tu luyện thì Lục Lâm Thiên lại dùng hết trên việc lĩnh ngộ thuộc tính. Theo sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính, Lục Lâm Thiên lại càng phát hiện ra tầm quan trọng của thuộc tính,
công kích cần dẫn động lực lượng thuộc tính có trong đất trời phối hợp với chân khí để phát ra thì mới là mạnh nhất. Đối với vũ kỹ cao giai mà nói, nếu như ở mặt thuộc tính không thể lĩnh ngộ được tới một cấp độ nhất định thì căn bản không cách nào tu luyện thành công. Lục Tâm Đồng sau khi hưng phấn một hồi, đường xá thì còn xa, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tu luyện, Tiểu Long, Bạch Linh và Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện luôn thể. Bên trong sơn mạch Vụ Hải, quanh năm mây mù bao phủ, bên trong sơn mạch, có hạp cốc có sông chảy, cũng có hồ nước nối liền nhau và yêu thú hoành hành, từ xa nhìn lại, một mảnh núi non trùng trùng điệp điệp nối dài tới cuối trời, đại thụ che trời trải rộng, tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. 10 ngày, Lục Lâm Thiên chìm trong việc lĩnh ngộ nên cũng không thấy thời gian quá dài. Hô! Hít sâu một hơi, thủ ấn vừa thu, lúc Lục Lâm Thiên thông chi lễ vật xong, mở hai mắt ra thì đã thấy xa xa một dãy sơn mạch hùng vĩ, trên không chỉ độc một màn xương trắng xóa, xương trắng bay bay ở tầng trời thấp quanh năm không tan, ngay cả tầm mắt của cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đã tới sơn mạch Vụ Hải rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lần lĩnh ngộ này, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong vòng 10 ngày này, về phần lĩnh ngộ cũng có tiến bộ không nhỏ. Vù vù. Giữa không trung đằng xa, có không ít phi hành yêu thú vỗ cánh bay tới, trên lưng chúng đều có không ít thân ảnh, mục tiêu hiển nhiên đều là đi về phía sơn mạch Vụ Hải. Đúng là có không ít người. Tâm thần thăm dò, trên lưng những phi hành yêu thú này đều có chở theo chủ nhân, trong đó có không ít vũ tướng, Lục Lâm Thiên đoán chừng đây đều là muốn đi vào Vụ Tinh Hải. Ca ca, chúng ta tới rồi sao? Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã ngừng tu luyện, nhìn vào sơn mạch phía xa, đôi mắt to chớp một cái, có vẻ rất hưng phấn. Chúng ta chỉ mới vừa tới sơn mạch Vụ Hải thôi, còn chưa tới Vụ Tinh Hải đâu. Lục Lâm Thiên trả lời. Bên trong sơn mạch, Thiên Sĩ Tuyết Sư trực tiếp bay vào, không trung lập tức có sương mù trắng bao phủ, tầm mắt bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong rừng cây che trời, sương trắng phủ kín không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ có thể bay len lỏi trong đó. Tiến vào trong sơn mạch này, Lục Lâm Thiên liền xuất tâm thần ra thăm dò, ở nơi này nhiều người hơn ngoài kia gấp 10 lần. Chuyến đi săn bắt đầu. Đứng trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên nhếch môi lộ ra ý cười, bên trong sơn mạch Vụ Hải, vô số cường giả đang tụ tập, nhất định sẽ có linh tướng thích hợp để mình thôn phệ, lúc này mình có thể hảo hảo mà thôn phệ một phen. Một chỗ nào đó trong sơn lĩnh, một dòng sông nhỏ chảy xuống men theo hạp cốc, sóng nước văng tung tóe lên thành từng mảnh bọt nước trắng xóa. Hạp cốc này ấy à, có hai đạo thân ảnh đang nghỉ ngơi. Bên cạnh hai người có một con yêu thú phi hành tứ giai trung kỳ đang đậu trên mặt nham thạch. Trong hạp cốc, lúc này vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng nước đổ xa xa truyền tới. Cuối cùng cũng tới bên trong sơn mạch Vụ Hải rồi, hắn là sẽ đủ thời gian để đi tới Vụ Tinh Hải. Trong hai người, một vị đại hán bận áo bào trắng lên tiếng nói, hai người đều có bộ dạng trung niên. Vèo! Lúc đại hán vừa nói xong, một cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên lao thẳng xuống hạp cốc cực nhanh từ không trung, yêu thú tứ giai toàn thân bắt đầu run rẩy, cái bóng trắng trên không mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Bùm! Thân ảnh màu trắng lập tức nơi xuống đất, thân hình yêu thú hóa thành to chừng vài thước hạ xuống hạp cốc, hai cánh khép lại thu ở bụng một cách kín kẽ. Theo yêu thú đáp xuống đất, ba đạo thân ảnh nhảy xuống từ trên lưng của nó, chính là ba người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, và Bạch Linh. Hai tên linh tướng lục trọng, tuy rằng hơi yếu một chút, bất quá cũng coi như hữu dụng. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Các ngươi là ai hả? Ánh mắt của hai đại hán trung niên này nhìn về phía ba người bọn Lục Lâm Thiên, cuối cùng lại dừng lại trên người Bạch Linh không rời đi được. Chỉ trách vận khí của các ngươi không tốt mà thôi. Lục Lâm Thiên nói với vẻ lạnh nhạt, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã lao thẳng tới chỗ hai trung niên đại hán. Tiểu tử muốn chết. Hai tên đại hán cũng không thèm đặt Lục Lâm Thiên vào mắt, bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực mạnh được đến đâu cơ chứ. Hừ lạnh một tiếng, hai người đều tự kết xuất thủ ấn, một cỗ linh lực cường hãn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, thủ ấn biến đổi, linh lực của hai người cũng tuôn ra dữ dội, tay vừa siết lại, từ trong tay của hai người đều toát ra một cỗ linh lực, trực tiếp biến hóa thành linh hỏa nóng rực trong lòng bàn tay, nháy mắt liền lao về phía Lục Lâm Thiên. Linh hỏa nóng rực, tốc độ cực nhanh, không gian chung quanh lập tức bị bao phủ bởi một bầu không khí nóng rát. Linh tướng lục trọng mà thôi, các ngươi vẫn còn yếu lắm. Mắt thấy hai đạo linh hỏa dữ dội đang lao tới,
Trên mặt Lục Lâm Thiên lộ ra nụ cười lạnh, thân thể chẳng những không lùi lại mà còn sấn tới, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra, trên hai cánh tay, từ lòng bàn tay đột nhiên đều phun ra hai đạo linh hỏa, ngọn lửa đỏ rực trong lòng bàn tay lướt ra dữ dội như dung nham phun trào, ngọn linh hỏa này so với ngọn linh hỏa của hai tên linh tướng lục trọng kia thì phải mạnh hơn rất nhiều. Linh tướng bát trọng, lúc này cảm nhận được khí tức trên người của Lục Lâm Thiên, hai tên linh tướng lục trọng này liền biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau, thực lực của bọn họ căn bản không thể nào đối đầu với linh tướng bát trọng được, bọn họ thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương cư nhiên là linh tướng bát trọng. Mặc dù cả hai người chuồn rất nhanh, nhưng Lục Lâm Thiên xem thì vẫn rất chậm, hai đạo linh hỏa của Lục Lâm Thiên nháy mắt đã đánh lên linh hỏa của hai người bọn họ, hỏa diễm bị đánh tan, một đường bị đè ép, dùng một loại lực lượng mang tính chất áp đảo tuyệt đối, trực tiếp phá hủy linh hỏa của hai người. Tiếp theo, thân hình của Lục Lâm Thiên trực tiếp lao tới trước, ấn linh hỏa trong tay vừa thu, hai tay cũng phân biệt dán tại trên người của hai tên kia. Trong nháy mắt khi hắn dán tay lên, bên trong thủ trưởng của Lục Lâm Thiên, đều tự động xuất hiện một dòng nước xoáy, bên trong dòng xoáy ấy, tràn ngập một cổ hấp lực vô hình. Hai tên linh tướng lục trọng lập tức phát ra một cỗ linh lực dữ dội, vốn là muốn thoát khỏi đối phương, nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra sau khi linh lực của mình phát ra thì nháy mắt đã biến mất vô tung. Tiếp theo ngay sau đó, một cỗ lực thôn phệ khổng lồ liền từ lòng bàn tay xuyên thấu qua. Không được bao lâu, hai người đều phát ra một tiếng kêu thê lương rất đỗi thảm thiết, thân thể dần dần biến thành một cái xác khô. Linh lực, một màn này rơi vào trong mắt Lục Tâm Đồng, ngay từ lúc Lục Lâm Thiên vừa ra tay đến giờ thì đã trợn mắt há mồm ra nhìn. Xuy xuy, hai cái xác khô lại lần nữa hóa thành cho bụi trong tay Lục Lâm Thiên. Hai cái chữ vật giới chỉ thì rơi vào trong tay của Lục Lâm Thiên. Con phi hành yêu thú tứ giai sơ giai vừa muốn chạy cũng bị Nghịch Lân yêu bằng và Thái Âm yêu thỏ trực tiếp thuấn gian giết chết, cuối cùng để cho huyết ngọc yêu hổ thôn phệ, yêu đan và thân thể của yêu thú, đối với yêu thú khác mà nói thì cũng có không ít tác dụng. Tâm Đồng, muội làm sao vậy? Lục Lâm Thiên thu hồi chữ vật giới chỉ, trông thấy Lục Tâm Đồng đang trợn mắt há mồm nhìn mình thì mỉm cười hỏi han. Trong lòng biết rõ lý do vì sao Lục Lâm Thiên lại kinh ngạc đến như vậy, một khi mình bạo lộ bí mật là linh vũ song tu thì ai cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy cả. Tuy rằng Lục Lâm Thiên không muốn để lộ, bất quá đấy là muội muội của mình, đương nhiên có thể tin tưởng được, huống hồ gì dọc đường đi, mình còn phải thôn phệ không ít linh giả, mình không thể nào cứ mãi trốn tránh không nói cho Tâm Đồng biết được, huống hồ gì hiện tại người trong nhà không ít người đều biết thân phận linh vũ song tu của mình, ngay cả Liễu Long cũng biết đấy thôi. Ca ca, sao huynh lại có linh lực được, người không phải vũ giả sao? Lục Tâm Đồng giống như còn chưa lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vẻ mặt vẫn vô cùng nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc. Tâm Đồng, ca ca của muội là linh vũ song tu, đương nhiên là có linh lực rồi. Bạch Linh mỉm cười, chuyện Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu thì lúc nàng vừa mới biết cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Linh vũ song tu, muội từng nghe sư phụ nói qua. Chính là sư phụ nói linh vũ song tu là không thể nào làm được, ca ca, huynh thật sự là linh vũ song tu sao? Mặc dù tuổi của Lục Tâm Đồng không lớn lắm, nhưng dưới sự dạy bảo của Đông Vô Mệnh và Quỷ Thiên Tử, đối với hết thảy những thứ liên quan tới tu luyện nàng cũng biết không ít, linh vũ song tu nàng đại khái cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Ca ca là linh vũ song tu, bất quá Tâm Đồng cần phải giúp ca ca giữ bí mật mới được, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào biết được. Kể cả sư phụ của người và oánh tỷ, đợi sau này có cơ hội, thì ta sẽ nói cho bọn họ biết, nếu như nói ra ngay lúc này, khó đảm bảo là ca ca có gặp phải phiền toái và nguy hiểm không. Lục Lâm Thiên nghiêm mặt nói với Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng vừa nghe tới chuyện sẽ gặp nguy hiểm và phiền toái thì lập tức gật đầu như dã tỏi, nói. Ca ca, Tâm Đồng nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào nghe. Ừ, vậy thì tốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Ca ca, chính là vừa rồi huynh đối phó với hai linh tướng kia thật là kỳ quái, bọn họ dường như hoàn toàn không có linh lực vậy. Lục Tâm Đồng nhớ tới một màn vừa rồi liền cảm thấy khó hiểu. Cái này thì sau này muội sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói, cũng không muốn nói kỹ càng cho Lục Tâm Đồng nghe ngay lúc này, phỏng chừng sau này chính bản thân nàng ta cũng có thể xem hiểu được. Sau khi thu thập một phen, mọi người nhanh chóng rời khỏi hạp gốc. Lúc Lục Tâm Đồng cưỡi lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư lần nữa, vẫn cảm thấy có chút ngẩn người, ca ca còn là linh giả, chuyện này đối với nàng mà nói quả là một đả kích quá lớn.
Lục Lâm Thiên vỗ cái ót của tiểu cô nương này, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa linh lực mới trên người. Bên trong sơn mạch vụ hải này có không ít cường giả đến từ khắp nơi trong cổ vực. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần thăm dò, đám vũ xuất và linh xuất mà mình muốn thăm dò, nếu như không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì hẳn là sẽ không thành vấn đề. Một lát sau, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong luyện hóa, linh lực đang từ từ tăng cường, linh lực đã củng cố một thời gian rất lâu rồi. Lúc này Lục Lâm Thiên biết mình có thể yên tâm thôn phệ, ít nhất là thôn phệ tới lúc đột phá cấp độ linh xuất cũng không thành vấn đề gì, còn về phần chân khí, mình cũng có thể yên tâm thôn phệ mà luyện hóa. Linh lực của hai tên linh tướng lục trọng, đối với Lục Lâm Thiên có cấp độ linh tướng bát trọng như hiện tại mà nói thì chỉ cần thời gian một ngày là có thể luyện hóa sạch sẽ, còn về mặt cấp độ linh lực thì, mặc dù Lục Lâm Thiên đã có được tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn chỉ dùng lại ở cấp độ linh tướng bát trọng mà thôi. Linh lực của hai tên linh tướng lục trọng, sau khi loại bỏ tạp chất và luyện hóa thì thật ra cũng chẳng được bao nhiêu. Đương nhiên, dù không nhiều lắm, nhưng bấy nhiêu đấy, sợ là linh tướng bình thường dẫu có tốn mấy tháng, thậm chí là mấy năm cũng chưa chắc đã tu luyện được ra lượng linh lực khổng lồ cỡ ấy. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, thủ ấn trong tay vừa thu, so với ngày hôm qua thì khí tức đã mạnh hơn không ít, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Công pháp này của ngươi quá kinh khủng, ta thật không ngờ trong nhân loại lại có loại công pháp khủng bố thế này. Bạch Linh nói, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên, đối với loại công pháp khủng bố này của Lục Lâm Thiên, Bạch Linh đã sớm biết, cũng vẫn cảm thấy kinh sợ không thôi. Có lợi thì cũng có hại. Lục Lâm Thiên cười khẽ, đại khái mà nói thì loại âm dương linh vũ quyết này lợi nhiều hơn hại, ánh mắt lóe lên, Lục Lâm Thiên nhìn qua Bạch Linh nói. Đúng rồi Bạch Linh. Người bây giờ đã đột phá thất giai, có phải đã có thể trở thành nhân loại hoàn toàn rồi đúng không? Đương nhiên là không phải, còn kém xa lắm. Bạch Linh nói, đột phá thất giai, ta phải trải qua nỗi đau đớn rèn luyện thể xác, thiếu chút nữa đã không thể chống đỡ nổi, tuy rằng hiện tại có thể duy trì hình người, bất quá đương nhiên vẫn khác hẳn so với nhân loại thật sự rồi, chỉ là điểm khác biệt này rất rõ. Nếu muốn hoàn toàn giống với nhân loại thật sự thì phải đột phá đến cửu giai, đến cảnh giới cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết thì mới được. Cửu vĩ thiên hồ. Lục Lâm Thiên hiểu rõ, đây là tồn tại ngang bằng với linh đế và vũ đế, loại cấp độ cỡ ấy, nếu như so sánh, thì mình bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang học đi mà thôi. Muốn đột phá cảnh giới cửu vĩ thiên hồ rất khó, trong cả tộc cửu vĩ yêu hồ bọn ta, cũng chỉ có duy nhất một người đột phá tới cửu vĩ thiên hồ mà thôi. Bạch Linh nói, loại cấp độ ấy, muốn đột phá đương nhiên là khó rồi, Lục Lâm Thiên có thể tưởng tượng ra, yêu thú đột phá, so với con người, đương nhiên là khó khăn hơn rất nhiều, tu luyện giả nhân loại đột phá Vũ Vương và Vũ Tôn đã khó như vậy rồi, nếu đột phá lên Vũ Đế Linh Đế thì trước mắt trên toàn bộ đại lục dường như cũng không có vị Vũ Đế Linh Đế nào, yêu thú đột phá cửu giai đương nhiên là khó hơn rất nhiều. Nếu như ta có thể đột phá đến cảnh giới cửu vĩ thiên hồ thì ta hoàn toàn có thể biến thân thành giống hệt như nhân loại, chỉ là hiện tại ta thấy, bản thân ta cũng chỉ dám chắc là có thể đột phá tới bát giai mà thôi. Bạch Linh nói, sẽ có cơ hội thôi. Lục Lâm Thiên nói, trong đám yêu thú, có thể có cơ hội đột phá tới cấp độ cửu giai, chỉ sợ cũng chỉ có mấy tộc yêu hoàng và linh hoàng thôi. Bạch Linh nói, tộc yêu hoàng, đây rốt cuộc là chủng tộc gì vậy? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi lại Bạch Linh, lần trước Bạch Linh cũng chưa nói rõ ràng. Đó là tộc hoàng giả trong yêu thú, nghe đồn yêu thú trong mỗi tộc đó đều có thần thông không thể ngờ nổi, tất cả yêu thú đều cam lòng nghe theo hiệu lệnh, trong linh thú cũng có tộc linh hoàng, về phần chuyện khác thì khi ở trong mật địa, ta cũng không biết được bao nhiêu, trên người tiểu long cũng có, chính là khí của yêu hoàng, nhưng trong đó còn xen lẫn một tia khí tức khác khiến ta cảm thấy rất khó hiểu. Bạch Linh nói. Lão đại, lúc đệ đột phá ngũ giai, trong đầu chiếm được một ít tin tức, chính là có liên quan tới tộc linh hoàng, bất quá tin tức rất mơ hồ, đệ cảm giác được là chỉ cần đệ đột phá tới lục giai là có thể biết rõ những tin tức đó. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ lên nói. Tiểu Long, vậy đệ cần phải chăm chỉ tu luyện cho đàng hoàng, tới lúc đó biết rõ thân phận của đệ thì sẽ dễ đi tìm mẫu thân của đệ hơn. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Ừ. Tiểu Long gật đầu, lập tức nói. Đệ dường như có thể cảm giác được mẫu thân của đệ thường xuyên nhớ đến đệ, đệ nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, sau đó đi tìm mẫu thân. Tới lúc đó lão đại ta cũng sẽ đi với đệ. Lục Lâm Thiên nói. Ừ.
Tiểu Long gật đầu đáp. Phía trước hình như có động tĩnh. Ánh mắt của Bạch Linh lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước. Hình như có người đang giao thủ, chúng ta tới đó xem. Lục Lâm Thiên nói, những chỗ hỗn loạn, nói không chừng sẽ có chỗ tốt nào đó, với tính cách của Lục Lâm Thiên, náo nhiệt thế này đương nhiên là phải đi xem rồi. Một góc trong rừng cây, lúc này có vài chục người đang đối địch, hai bên đều có hơn 20 người, mà hai bên lúc này đều đang giao thủ rất kịch liệt, từng đạo âm thanh nổ tung vang lên, trong rừng đất đá nổ tung bắn văng tung tóe, đại thụ che trời cũng bị nổ tung, thực lực của hơn 20 người này đều rất không tệ, trong đó còn có hai cường giả vũ xuất đang giao phong. Giữa không trung, lúc này hai bên đều có một cường giả vũ xuất đang đánh nhau rất kịch liệt, từng tiếng nổ tung vang lên, mây mù phía trên cũng trực tiếp bị chấn tan. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, ở giữa đã bị san thành bình địa, mặt đất nứt rạn từng đường dài, sương mù đầy đặc dưới đất đều bị trực tiếp đánh cho tan ra. Triệu Lạc Căn, mau giao thứ đó ra đây, bằng không ngươi chết là cái chắc. Trên không truyền tới một tiếng hét lớn, một đạo thân ảnh màu vàng lao thẳng tới chỗ đối phương, trường kiếm trong lóe ra kiếm mang xé rách không gian. Đừng hòng, thứ này là do tinh hà môn của ta phát hiện ra. Tại sao phải đưa cho thiên quỷ tông của các ngươi chứ? Một đạo thân ảnh màu cam xoay tròn, quanh thân tuôn ra chân khí dữ dội, trong tay kết xuất thủ ấn, một đạo quyền ấn cuồng bạo đánh ra, mơ hồ mang theo tiếng sấm gió, phía trên đạo quyền ấn không gian vặn vẹo thành gợn sóng, nháy mắt không trung nơi đó hóa thành quyền ấn dập trời, trực tiếp lướt đi dữ dội như phát pháo bắn thẳng lên trời. Vèo vèo, kiếm quang tàn sát bừa bãi, lập tức va vào nhau. Trên không bắn ra một đạo cường quang chói mắt, sau khi kiếm quang và quyền ấn đụng vào nhau, không gian gợn sóng đầu tiên là tán ra, sau đó mấy đạo kiếm quang lập tức xé rách không gian mà va ầm ầm vào trên thân ảnh màu cam. Vèo vèo. Thân ảnh màu cam lập tức bố trí cường quyền phòng ngự quanh thân, nhưng cũng không cách nào cản được công kích của đối phương, hộ thân cương quyền nháy mắt đã bị xé mở. Phập phập. Một đạo tiên huyết phun ra, sắc mặt người này lập tức chuyển sang trắng bệch. Trên vai bị một đạo kiếm quang xuyên qua, máu tươi đổ ào ào. Dám đối nghịch với thiên quỷ tông bọn ta, mau xuống đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trưởng ẩn màu vàng đã trực tiếp nện lên LNG ngực của thân ảnh màu cam. Trưởng ấn đè xuống, kinh khí cuồng bạo tuôn ra, trực tiếp nện thẳng lên thân người này. Phụt, người này lại phun ra thêm một ngụm tiên huyết rồi rơi thẳng xuống mặt đất rung lên. Mặt đất lập tức nứt toạc rồi lan ra như mạng nhện. Ha ha ha, Triệu Lạc Căn, ngươi chỉ là vũ xuất nhất trọng mà thôi, sao có thể là đối thủ của ta được, mau giao thứ đó ra đây. Thân ảnh màu vàng đáp xuống, ánh mắt âm hiểm ác độc, tuổi chừng 50, chậm rãi đi về phía vũ xuất nhất trọng đang trọng thương nằm trên mặt đất. Thiên quỷ tông của ngươi đừng có mà quá đáng, đây vốn là bảo vật mà tinh hà môn của ta tìm được, không phải của thiên quỷ tông các ngươi. Trên mặt đất, người mặc áo cam có bộ dạng chừng hơn 40, thân hình hơi mập mạp, lúc này toàn thân loang lỗ vết máu, khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Hừ, ta quá đáng thì đã sao hả, một cái tinh hà môn nho nhỏ mà không biết tự lượng sức mình, không giao ra cũng không sao, giết ngươi thì nó sẽ là của ta. Lão già áo vàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh trưởng ấn xuống, chân khí rung động, trưởng ấn lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp giáng xuống người của đại hán mặc áo cam. Một đạo trưởng ấn đánh xuống, đại hán áo cam vì trọng thương nên cũng không còn khả năng tiếp tục phản kháng, trực tiếp bị đánh nát thành thịt vụn, trên mặt đất cũng lập tức hiện ra một cái hố sâu. Hừ, còn không phải đã trở thành của ta sao? Một cái chữ vật giới chỉ lập tức xuất hiện trong tay vị đại hán mặc áo vàng, người này lập tức nở nụ cười hài lòng. Sai rồi, đây cũng không phải là của ngươi. Đúng lúc đó, một tiếng quát khẽ truyền tới. Kẻ nào? Muốn chết. Ánh mắt của lão giả áo vàng nheo lại nhìn về không trung, một đạo thân ảnh màu xanh lao thẳng tới từ trước mặt, tốc độ cực nhanh khiến cho lão giả áo vàng lập tức biến sắc, âm thầm cả kinh, trong tay kết xuất một đạo thủ ấn, lập tức một cổ chân khí cuồng bạo tuôn ra dữ dội, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại thành một trường ấn lớn hơn trăm thước đập mạnh tới. Xem là ai muốn chết. Người tới chính là Lục Lâm Thiên, thủ ấn trong tay biến hóa, lập tức siết tay thành quyền. Quyền ấn đột nhiên vừa động, chân khí hỏa thuộc tính lập tức tuôn trào dữ dội, một đạo quyền ấn ầm ầm ngưng tụ, phía trên quyền ấn này còn bị bao phủ bởi một ngọn hỏa diễm nóng rát. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Lâm Thiên gập tay bắn ra,
quyền ấn trong tay lập tức hóa thành một đạo quang ảnh đỏ ngầu mơ hồ, lướt ra nhanh như chớp, quyền ấn nháy mắt đón gió to ra, chỉ chớp mắt đã bao phủ cả một góc không trung, bên trên nó ẩn chứa một cỗ năng lượng cuồng bạo đáng sợ màu đỏ rực, không gian cũng nhuốm màu đỏ rực, khí tức mênh mông khiến cho cả không gian đều rung động. Xèo xèo, tốc độ cực nhanh, hai cổ năng lượng lập tức va vào nhau cùng một lúc, cả không gian dường như dừng lại. Một cỗ quang mang lóa mắt bắt đầu bắn ra ngay lúc hai cỗ năng lượng đụng vào nhau. Liệt Viêm Quyền, nổ. Thân ảnh của Lục Lâm Thiên khựng lại, sau đó quát khẽ một tiếng. Ầm. Trên không trung trực tiếp vang lên một tiếng nổ tung cực kỳ hung hãn hệt như tiếng sấm nổ, tiếng nổ vang vọng khắp không trung như sấm rền. Trường ấn và quyền ấn nháy mắt nổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nháy mắt đã bao trùm tất cả, khiến cho mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn khắp nơi. Quyền ấn nổ tung, kinh khí nóng cháy khiến cho từng đạo không gian gợn sóng đều bị phủ lên một màu đỏ chói mắt mà lan ra phía xa, không gian rộng lớn như vậy rốt cuộc cũng bị cú năng lượng va chạm ban nãy khiến cho trở nên vặn vẹo. Bịch bịch, thân ảnh của Lục Lâm Thiên lập tức cấp tốc lùi về sau mấy bước, quanh thân không biết từ khi nào đã mở ra thanh linh khải giáp, một kích của vũ xuất nhị trọng, chính mình chống lại cũng phải rơi vào thế hạ phong. Bịch bịch. Lúc này thân hình của lão giả áo vàng cũng không tốt hơn được tới đâu, cũng bị đẩy lùi lại, ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào kẻ toàn thân bị bao phủ bởi một bộ khôi giáp lân phiến ở trước mặt. Huyết khí trong cơ thể dâng trào một hồi, lão giả áo vàng kinh ngạc về thực lực của đối phương, nhưng cảm giác được cấp độ tu vi của người này thì sắc mặt lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì tu vi của người này cũng chỉ mới tới vũ tướng mà thôi. Vù vù. Trên không trung lúc nãy có một con yêu thú màu trắng vỗ cánh mà tới, ngẩng đầu lên nhìn một cái lại khiến lão giả áo vàng kinh ngạc thêm lần nữa. Các hạ là người phương nào, ta chính là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, hy vọng các hạ không nên nhúng tay vào vũng nước đục này thì hơn. Lão giả áo vàng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Giao cái giới chỉ trong tay ngươi cho ta thì ta sẽ rời đi, nếu không thì ta sẽ tự mình động thủ. Lục Lâm Thiên nói. Từ đằng xa Lục Lâm Thiên đã nhìn thấy hai bên chính là vì một kiện bảo vật gì đó mà tranh chấp với nhau, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần Thiên Quỷ Tông, Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, tuy rằng Lục Lâm Thiên không biết quá nhiều về Thiên Quỷ Tông, nhưng cũng không xa lạ gì, trong cổ vực, mặc dù là do Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang cầm đầu, ngoài Tứ Đại Sơn Môn ra thì thế lực bên ngoài còn có những thế lực nhị lưu như Nam Hải Môn, Địa Cương Môn, Bảo Thai Môn, Quỷ Vũ Tông. Bất quá trong cổ vực các thế lực nhiều như Lông Châu, còn rất nhiều thế lực mặc dù không cường hãn như Nhất Tông Nhất Môn Nhất Trang Nhất Giáo nhưng so với những thế lực như Quỷ Vũ Tông, Địa Cương Môn thì cũng chỉ có hơn chứ không kém, ngay cả những thế lực như Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang cũng phải cho chúng vài phần mặt mũi. Mà Thiên Quỷ Tông này chính là một trong số đó, thế lực của Thiên Quỷ Tông hẳn là thuộc hàng đứng đầu trong đám thế lực nhị lưu, cường giả trong môn, so với Quỷ Vũ Tông và Địa Cương Môn thì còn nhiều hơn một chút. Nhưng lúc này lại liên quan tới bảo vật, Thiên Quỷ Tông hôm nay cũng không thể uy hiếp Lục Lâm Thiên được, ngoại trừ Tứ Đại Sơn Môn Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, Lục Lâm Thiên hiện tại chẳng e ngại bất kỳ thế lực nào. Các hạ, đây là đồ của Thiên Quỷ Tông chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với cả Thiên Quỷ Tông của ta? Ánh mắt của lão giả áo vàng tối lại, mặc dù kiêng kỵ thực lực của người trước mắt, nhưng lão cũng không sợ, chỉ là bảo vật trong tay, không muốn dẫn tới quá nhiều phiền toái mà thôi. Một đạo công kích vừa rồi, hắn cũng đoán được, thực lực của đối phương rất quỷ dị, nhưng cũng không làm gì được mình, còn bản thân mình thì chiếm một phần ưu thế. Vũ xuất nhị trọng mà đã muốn uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng trầm xuống, trong tay phải xuất hiện một đạo hào quang huyết sắc. Ngao! Huyết quang thu liếm, một đạo thanh âm tựa như rồng ngâm vang vọng. Trong tiếng rồng ngâm, một thanh huyết đao xuất hiện, huyết sắc quang mang chớp động. Mơ hồ có một cỗ sát khí ngập tràn quanh quẩn. Đây là... Cảm giác được khí thức huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên, lão giả áo vàng lập tức cảm thấy kinh hãi. Lục Lâm Thiên nắm chặt huyết lục trong tay, rót vào một cỗ chân khí, bí vân trên thân đao chớp động. Đao mang lập tức bắn ra một mảnh huyết sắc dữ dội, trong thiên địa lập tức nổi lên một cỗ năng lượng khủng bố. Chết đi! Tiếng quát vừa dứt, Lục Lâm Thiên liền giẫm chân một cái. Lập tức bắn ra một đạo đao mang khủng bố dài hơn ngàn thước. Vèo. Đao mang trực tiếp xé rách không gian, kéo theo một đường huyết quang xuyên phá không gian gợn sóng, tách ra như thủy triều rút, mang theo một tiếng gầm, kình khí phô thiên cái địa đè ép xuống.
Những nơi đao mang đi qua, mặt đất phía dưới đều trực tiếp nứt ra tạo thành một vết nứt vừa sâu vừa dài. Thiên Nham Khải Giáp. Lúc này đây lão giả áo vàng đã hoàn toàn kinh ngạc, uy thế này khiến cho lão cảm thấy trong lòng sợ hãi, trước tiên liền bố trí phòng ngự, quanh thân lập tức xuất hiện một mảnh khải giáp giống như được tạo thành từ nham thạch, hơi giống với thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên, nhưng dày hơn nhiều, và cũng cồng kềnh hơn hẳn. Cùng lúc đó, lão giả nắm chặt trường kiếm trong tay, một đạo kiếm quang dữ dội bắn ra, một cỗ kiếm quang cũng dài hơn ngàn thước hung hăng nghênh đón cỗ huyết sắc đao mang đang đánh tới kia. Xoẹt. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc đao mang mang theo tiếng nổ chói tai như sấm chớp vạch phá không gian, trong nháy mắt đã va vào cỗ kiếm quang kia, trong nháy mắt khi hai đạo kiếm quang va vào nhau, giữa không trung đột nhiên rung lên một cái, sau đó có một cỗ kình phong bén nhọn vô cùng tán ra dữ dội, một giây sau, đao mang trực tiếp phá hủy kiếm quang, mũi kiếm kia trực tiếp bị nghiền nát hoa thành mảnh nhỏ rồi tiêu tán, cuối cùng kéo dài tới trường kiếm trong tay của lão giả áo vàng. Két. Trường kiếm trong tay của lão giả áo vàng bị đánh cho trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh, một cỗ kình khí khổng lồ cũng vượt khỏi tưởng tượng của mọi người, kình khí men theo trường kiếm truyền tới tay phải của lão giả áo vàng, trên tay phải của lão giả áo vàng, theo tầng nham thạch bên trên bị vỡ ra lách tách như bị vòi rồng thôn phệ, cuối cùng, cánh tay bị dòng kình khí thôn phệ, lập tức run lên ken két, cả tầng nham thạch của khôi giáp trên cánh tay trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo đao mang huyết sắc trực tiếp bổ thẳng lên một khối nham thạch khôi giáp ngay giữa mi tâm của lão giả áo vàng, không ít người nhìn thấy đều nhìn không nhịn được mà hít vào một hơi. Lúc này một đao hạ xuống, khôi giáp nham thạch và huyết sắc đao mang va vào nhau, không gian đã hoàn toàn bị biến dạng, gần như bị nứt vỡ, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ còn một loạt những tiếng động như bị vỡ nát. Ken két. Mắt thường cũng có thể thấy được, nham thạch không gian của lão giả áo vàng đồng loạt vỡ nát. Tựa như chém vỡ không gian vậy, sau đó lập tức xuất hiện một màn còn khủng bố hơn, chỉ thấy thân hình của lão giả áo vàng trực tiếp bị bổ làm hai. Hai cái chữ vật giới chỉ lập tức xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn, chỉ thu vào ngay lập tức. Một tiếng nổ vang khổng lồ truyền tới từ không trung, một đạo đạn khói như sương mù đang nổ tung và tỏa ra quang mang bảy màu, cũng phải sáng hơn mười mấy giây mới biến mất. Lục Lâm Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn. Vừa rồi khi mình đánh chết tên vũ xuất nhị trọng kia thì có một linh giả đang phóng một viên đạn sương mù lên trời, có vẻ như đây là một loại pháo hiệu để kêu gọi đồng môn, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, người này còn là linh tướng ngũ trọng. Ngũ trọng linh tướng, đừng có lãng phí. Lục Lâm Thiên đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn sáng, chân khí dưới chân tụ lại, thân hình liền lao thẳng tới như quỷ mị hư vô. Ngũ trọng linh tướng vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên trực tiếp chém tên vũ xuất nhị trọng thành hai nửa thì làm gì còn dám chống lại nữa, trực tiếp lùi lại luôn. Ngươi chậm rồi. Nháy mắt một giọng nói liền vang lên bên tai của tên linh tướng ngũ trọng này, trong nháy mắt tiếp theo, đã có mấy đạo khí tức nóng rực trực tiếp phá không lao tới thật dữ dội, mang theo tiếng nổ liên tiếp. Vèo vèo. Trên đùi truyền tới từng trận đau đớn kịch liệt. Tên linh tướng ngũ trọng này lập tức cảm giác được trên hai chân của mình xuất hiện vào lỗ máu, thân hình khựng lại, lập tức có vài đạo cấm chế rơi xuống, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích được nữa. Nhưng đúng lúc Lục Lâm Thiên vừa mới bắt được tên này thì đột nhiên nhíu mày, lập tức xoay người, một tiếng xé gió cực lớn vang vọng giữa không trung cách đó không xa, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy vài đạo thân ảnh đang lướt nhanh tới từ xa, khí tức đều không hề yếu chút nào. Tổng cộng có 4 người đang tới. Lục Lâm Thiên đảo mắt qua nhìn, 4 người này có 3 tên vũ xuất cùng 1 tên linh xuất, người đi trước tiên là một thanh niên bộ dạng chừng 20 tuổi, tu vi cũng đến vũ xuất nhị trọng, 3 người sau lưng, một vị đại hán khá gầy có tu vi linh xuất tứ trọng, 2 lão giả hơi mập mạp có tu vi vũ xuất ngũ trọng. Cảm giác được khí tức của 4 người này, sắc mặt của Lục Lâm Thiên liền hơi đổi. Có thể khiến cho Lục Lâm Thiên biến sắc cũng không phải vì 4 người đang tới này, trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên phát hiện động tĩnh vừa rồi đã kinh động không ít kẻ khác nữa, đám đó cũng đang vội vàng chạy tới chỗ này. Đi thôi. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, dưới chân khí toàn thân nảy lên, mang theo tên linh tướng ngũ trọng trong tay nhảy lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư liền vội vàng vỗ cánh bay đi. Lục Lâm Thiên không sợ đám người kia, cái chính là đã kinh động không ít kẻ chạy đang tới, thế thì chuyện hơi khó giải quyết, cũng không thể để cho Bạch Linh đánh chết hết cả bọn được. Đến lúc đó khiến đám người dư thừa để ý thì cũng không phải chuyện tốt. Vèo vèo.
Bốn đạo thân ảnh nháy mắt đã hạ xuống mặt đất, cơ hồ là lướt qua sát bên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiếu tông chủ, trưởng lão, bọn họ đã giết hoàng trưởng lão cướp bảo vật đi mất rồi. Bốn người vừa hạ xuống, thì lập tức có vũ tướng vội vàng hét lên. Đuổi theo. Bốn người cũng vừa mới tới, gần như cùng lúc với Thiên Sĩ Tuyết Sư bay đi, cho nên đã biết chuyện gì đang xảy ra, người của bọn hắn bị bắt đi theo trên lưng con yêu thú kia, bốn người không hề chần chừ, vừa mới hạ xuống liền vội vàng đuổi theo nhanh như chớp. Tuy rằng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư cực nhanh, nhưng đối phương đều là linh xuất vũ xuất, còn có hai người đều là vũ xuất ngũ trọng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, huống hồ gì trong rừng cây của Sơn Mạch Vụ Hải này. Tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư căn bản không thể đạt tới mức cao nhất, chớp mắt đã bị rút ngắn khoảng cách. Động đến người của Thiên Quỷ Tông ta, các ngươi chết chắc rồi. Trong tiếng gió thét gào truyền tới tiếng quát lạnh của thanh niên 20 tuổi kia, thân ảnh cấp tốc đuổi theo, mang theo một cỗ khí thế bàng bạc. Không muốn chơi với các ngươi. Lục Lâm Thiên quay đầu cười lạnh một tiếng, lập tức nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, cho bọn họ vài viên độc đan đi. Ha! Lục Tâm Đồng hừ nhẹ một tiếng đáp lời, lời vừa dứt thì trong tay nhanh chóng ném ra vài đạo lưu quang màu đen. Bùm bùm bùm, mấy tiếng nổ vang lên, một mảnh sương mù đen dày đặc lập tức tràn ra bao phủ không trung, bên trong màn khói đen dày đặc còn mang theo một mùi vị gai mũi rất khó ngửi. Có độc, mọi người cẩn thận. Một lão giả mập mạp lập tức la lên, bốn đạo thân ảnh trước sau không thể không dừng lại. Phá cho ta. Vị thanh niên vũ xuất nhị trọng gầm lên một tiếng, trong tay trưởng ấn nhanh chóng ngưng tụ, một đạo trưởng ấn mang theo cỗ lực lượng bàng bạc được đánh ra, lập tức lao thẳng vào trong đám độc khí màu đen rồi nổ tung. Ầm, tiếng vang rền to như sấm sét, kinh khí cuồng bạo lập tức văng ra bốn phía, lúc này thì màn xương đen đặc kia đã trực tiếp bị chấn khai. Chỉ có điều khoảng không trước mặt lúc này đã sớm không còn thân ảnh của yêu thú kia nữa, người muốn tìm đã không thấy đâu. Đuổi theo. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, thân ảnh lại lao về Upsilon T đi nhanh như chớp lần nữa để đuổi theo. Ngay lúc bốn người đuổi về phía trước thì bên trong rừng cây cách đó không tới 1000 thước, một đạo quang quyển vô hình bao phủ, không để lộ bất kỳ khí tức nào ra ngoài. Suy! Bạch Linh vừa thu vô hình quang quyển trong tay rồi nói. Ở gần đây có không ít vũ xuất, xem ra sức hấp dẫn của vụ tinh hải này quả thực rất lớn. Vụ tinh hải 30 năm mới mở ra có một lần, mỗi người đều có cơ hội gặp được cơ duyên, đương nhiên là sẽ có sức hấp dẫn lớn rồi. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên linh tướng ngũ trọng đã bị cấm chế trước mặt, nắm ngón tay cong lại thành chảo, trên lòng bàn tay như có một cỗ hấp lực tuôn ra, trong nháy mắt tiếp theo, chảo ấn trực tiếp kéo tên linh tướng ngũ trọng đó tới gần, đồng thời, Lục Lâm Thiên cũng thi triển siêu linh thuật. Một tiếng hét thảm truyền ra từ trong miệng của tên linh tướng ngũ trọng. Một lát sau, thân hình của hắn liền biến thành một cái xác khô. Hơi nheo mắt lại, trong lúc thi triển siêu linh thuật, Lục Lâm Thiên biết được thân phận của những kẻ vừa truy đuổi theo mình, trong đó có một tên là thiếu tông chủ của Thiên Quỷ Tông, ba người còn lại thì đều là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, trong tay liền dùng linh hỏa đốt cái xác khô kia thành cho tàn, Thiên Sĩ Tuyết Sư liền bay sang hướng bên cạnh. Trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên mở một cái chữ vật giới chỉ ra, một cái ngọc giản liền xuất hiện trong tay hắn, phía trên ngọc giản tràn ngập một cỗ thổ thuộc tính nồng đậm, hắn nói. Ta còn tưởng là cái gì chứ, hóa ra là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Theo trong não hải của ngũ trọng linh tướng, Lục Lâm Thiên cũng đã biết được thứ hôm nay Thiên Quỷ Tông muốn đoạt của Tinh Hà Môn chính là bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này. Tinh Hà Môn chỉ là một thế lực nhị lưu mà thôi, so với Quỷ Vũ Tông lúc trước. Và địa cương môn gì đó thì còn yếu hơn một chút, không biết trưởng lão của Tinh Hà Môn lấy đâu ra bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thế này, sau khi bị Thiên Quỷ Tông biết được thì bị Thiên Quỷ Tông đuổi giết. Thu hồi vũ khí huyền giai sơ cấp trong tay, đây cũng tính là có giá trị xa xỉ rồi, đối với thế lực nhị lưu bình thường mà nói thì vũ khí huyền cấp sơ giai đã là hiếm rồi. Còn đối với một ít tán tu mà nói, vũ khí huyền cấp sơ giai cũng đủ để khiến họ sinh lòng gian tà. Lúc trước cỡ như Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, nhìn thấy vũ khí huyền cấp sơ giai cũng nhìn không được mà phải ra tay tranh đoạt cơ mà. Đổi một hướng khác, Lục Lâm Thiên vòng mấy vòng, ngày đó tạm thời không đụng phải đám người Thiên Quỷ Tông kể như cũng tốt, Lục Lâm Thiên cũng không muốn cho người khác biết được thân phận của Bạch Linh,
nếu gặp phải đám người của Thiên Quỷ Tông thì với thực lực của mình trước mắt không cách nào giải quyết được. Chết tiệt, nếu lần sau gặp phải đám người đó, nhất định phải để cho chúng đẹp mặt. Trên không trung ở một thâm cốc, bốn người Thiên Quỷ Tông đuổi theo qua khỏi rừng cây cũng không thấy thân ảnh yêu thú đâu, thanh niên kia lập tức nói với vẻ oán giận. Thiểu Tông Chủ, chúng ta cứ chuẩn bị tới Vụ Tinh Chỉ Hải trước đi đã, đám người đó dám chắc hơn phân nửa là cũng muốn tới Vụ Tinh Hải, tới lúc đó nhất định có thể gặp được, có muốn đối phó cũng không muộn. Đại Hán gầy gầy nói. Hừ, đoạt đồ của Thiên Quỷ Tông ta, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, tốt nhất là đừng để ta gặp được bọn chúng trong Vụ Tinh Hải, nếu không thì ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đành ôm một bụng tức giận rời đi. Trong sơn mạch Vũ Đô, hoàng hôn sắp giáng xuống, màn đêm bắt đầu lan rộng. Vốn là một mảnh xám xịt mờ mịt, nay lại càng thêm hắc ám, khói mờ trắng xóa dày đặc, trong bóng đêm đen kịt lại càng thêm u ám, nhánh cây thi thoảng bị gió đêm vần quanh lay động, phát ra tiếng sàn sạt rất khẽ. Trong một sơn cốc, thi thoảng từ đằng xa lại truyền tới tiếng kêu của yêu thú, gió đêm lay động cây cối bốn phía, ánh sáng lờ mờ, nhánh cây trụi lơ lắc lư trong đêm. Tiết trời vào đông, lúc này gió đêm lùa vào sơn cốc mang theo cảm giác mát lạnh, cũng xua bớt lớp sương mù lãng đãng bên dưới bay ra khắp nơi, ánh hoàng hôn ngày càng rõ rệt, dần dần hòa làm một với bóng đêm. Phía sau một khối nham thạch lớn trong sơn cốc, một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi tu luyện, quanh thân tràn ngập một đạo bạch sắc quang quyển vô hình, đã tiến vào trong trạng thái tu luyện. Kẻ nào tiến vào trong trạng thái tu luyện cũng là lúc tâm thần minh mẫn nhất. Người nọ đột nhiên mở to mắt ra nhìn chằm chằm về phía trước, ở bên trong sơn mạch Vụ Hải này, nếu không có chút bản lãnh thì không ai dám một thân một mình tới đây, nếu đã dám tới thì đều không phải kẻ tầm thường. Vèo. Thanh âm của người nọ vừa dứt thì thủ ấn trong tay cũng kết xuất ngay lập tức, linh lực quanh thân tuôn trào dữ dội, trong nháy mắt dã ngưng tụ lại hóa thành một đạo trưởng ấn đánh ra, không gian gợn sóng tản ra dữ dội, gào thét trong không trung sinh ra tiếng nổ tung. Mang theo một cỗ uy thế khủng bố trực tiếp quét ra. Cũng ngay lúc này, khi linh lực trưởng ấn đánh ra, một đạo thân ảnh vận áo bào xanh đột nhiên lóe lên, thân ảnh xuất hiện tựa như quỷ mị, tốc độ đã đạt tới tình trạng không gì sánh nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay của thanh niên vận áo bào xanh bắt đầu kết xuất thủ ấn, linh lực khắp chung quanh lập tức hội tụ lại, phong áp khủng bố chèn ép khiến không gian bắt đầu bóp méo dị thường, khí tức cường hãn khuếch tán, một đạo hồng sắc quang mang ngưng tụ. Không gian gợn sóng lắc lư tràn ra, tiếng gió gào thét bén nhọn vang lên. Đao hồn quang nhận. Quát khẽ một tiếng, thanh niên áo bào xanh hướng thủ ấn lên vẽ một cái, ném ra một đạo quang mang tựa như tàn nguyệt, một đao hồng đao tàn nguyệt thuấn gian rạch phá không gian khí lưu, khiến cho không gian lập tức chấn động, khí kình gào thét trong không gian sinh ra thanh âm nổ tung, đao mang dẫn theo một mảnh tàn ảnh xinh đẹp, tựa như một ngôi sao băng mang theo cái đuôi lấp lánh xẹt qua không gian. Vèo. Đao mang nháy mắt đã phá không, sau đó chém lên trưởng ấn khổng lồ kia, một đao nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế vô cùng bá đạo, khiến cho trưởng ấn kia lập tức vặn vẹo, sau đó đột nhiên vỡ ra, năng lượng khủng bố dao động không ngớt, trưởng ấn trực tiếp bị chém mở, một cỗ lực lượng vô cùng bén nhọn khuếch tán ra chung quanh. Vèo! Thân ảnh phía sau nham thạch vội lùi lại, sau lưng cũng trực tiếp đụng lên vách đá phía sau, một đạo quang nhận đao quang màu đỏ trực tiếp bổ vào mi tâm rồi biến mất không thấy đâu. Kinh khí biến mất dần, mới nhìn rõ bộ dạng của người này, tuổi chừng 50, sắc mặt tái nhợt, trên mi tâm lúc này đang có một vệt máu mỏng. Ken két, dường như có cự lực đè xuống, cự thạch hơn trăm thước sau lưng người này đột nhiên rạn nứt, sau đó lập tức hóa thành mảnh vỡ sụp đổ, nhìn vào thân ảnh áo xanh đang đi tới, ánh mắt cư nhiên đại biến, không biết là do kinh hãi hay cảm thấy sợ hãi, nhưng thần sắc cơ hồ chết lặng. Linh tướng bát trọng, vừa hay. Thân ảnh áo xanh vừa dứt lời, dưới chân tụ khí, năm ngón tay khẽ bóp, thân ảnh lướt nhanh, chảo ấn đã lập tức chụp lên đầu của người này. Người này đang muốn phản kháng, nhưng vẫn chậm một bước, trong đầu đột nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, lập tức cảm giác được linh lực lúc này đã không nằm trong sự khống chế của mình nữa, căn bản không cách nào ngưng tụ công kích để phản kháng được. Linh lực bây giờ đang bị đối phương hút đi một cách điên cuồng. A! À, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Người này lập tức cảm nhận được mùi vị của cái chết, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phản kháng, mãi đến khi đau đớn đến mất đi tri giác mới thôi. Hô! Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện trong sơn cốc, hai thân ảnh xinh đẹp một lớn một nhỏ xuất hiện trên lưng nó.
đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Lục Lâm Thiên thôn vệ sạch sẽ tên linh tướng bát trọng trong tay, cảm giác được cỗ năng lượng bàng bạc trong cơ thể do thôn vệ mà có, lại mỉm cười hài lòng. Đây đã là linh tướng thứ 9 hắn thôn vệ từ khi vào sơn mạch vụ hải này rồi, mấy tên trước đó đều chỉ là ngũ trọng và linh tướng lục trọng, cấp độ thực lực cao nhất cũng chỉ có 2 tên linh tướng thất trọng. Thôn vệ liên tục khiến Lục Lâm Thiên lúc này đã tiếp cận cấp độ linh tướng bát trọng đỉnh phong rồi, lại thêm lần này hắn thôn vệ thêm một tên linh tướng bát trọng. Lục Lâm Thiên phỏng chừng mình đủ để đột phá lên đến linh tướng cửu trọng, cuối cùng có lẽ còn dư lại chút đỉnh. Sau đó hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa, có Bạch Linh và chúng yêu thú ở đây, Lục Lâm Thiên có thể yên tâm mà luyện hóa. Vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thôn vệ linh lực đã trải qua luyện hóa để có thể tự mình sử dụng, sau một lát, một đạo quang quyển vô hình lập tức bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Lục Tâm Đồng dõi mắt nhìn ca ca. Cảm giác khí tức của hắn không ngừng dâng lên, đôi mắt to tròn sáng lên, trong mắt toàn vẻ kinh ngạc không thôi, thân là linh tướng lục trọng, trong khoảng thời gian này nàng rốt cuộc cũng biết tốc độ tu luyện của ca ca vì sao lại nhanh như vậy rồi, thôn vệ linh lực của người khác để bản thân mình dùng, công pháp này đúng là quá nghịch thiên. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc lại càng nặng nề thêm vài phần, giống như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào sương mù vậy. Xa xa, còn có tiếng suối chảy róc rách truyền tới. Hô! Lục Tâm Đồng thở ra một ngụm chọc khí, trong chọc khí cũng mang theo một tia độc khí, trước chỗ nàng ta đứng có một bụi cỏ non xanh biếc, vừa vươn phải đã bị độc khí làm cho chết rũ. Di, ca ca bắt đầu đột phá rồi. Lục Tâm Đồng đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên cách đó không xa, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên đã bắt đầu cấp tốc kéo lên, ngay cả không gian quanh thân cũng bị bao phủ bên trong một mảnh quang cháo trong suốt nhưng rất dày. Trên không trung, một cỗ thiên địa năng lượng bàng bạc đã sớm hội tụ trên sơn cốc, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình lúc này đang hội tụ lại cực nhanh, bắt đầu xoay quanh rồi quán trú vào trong cơ thể của Lục Lâm Thiên. Trong não hải của Lục Lâm Thiên, linh lực đã bắt đầu căng tràn, quang cháo vô hình quanh thân cũng trở nên vô cùng chói mắt. Ngay cả thanh tiểu đao màu vàng trong đầu cũng gia tăng tốc độ hấp thu linh hồn lực. Từ trong não hải của Lục Lâm Thiên truyền ra một tiếng ngân, một cỗ năng lượng ba động nổi lên, lúc này khí tức quanh thân của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt cũng tiêu thăng, không trung phía trên sơn cốc, cỗ năng lượng thiên địa kia lại quán trú vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên dữ dội hơn nữa. Nhưng nếu như để ý kỹ mà nói thì không khó phát hiện ra không phải năng lượng thiên địa điên cuồng quán nhập vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên mà là thân thể Lục Lâm Thiên lúc này giống hệt như một cái động không đáy, tuôn ra một cỗ hấp lực mênh mông, điên cuồng thôn vệ năng lượng thiên địa trên không trung vào trong cơ thể của mình, nương theo những năng lượng thiên địa vào tiến vào trong cơ thể, khí tức quanh thân của Lục Lâm Thiên nhảy lên, ầm ầm phá khai bình cảnh. Linh tướng cửu trọng. Trong sơn cốc, Bạch Linh một thân bạch y trắng như tuyết. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ, trong mắt cũng mang theo chút kinh ngạc, sau đó thì trở lại vũ mị sen lẫn lánh diễm như cũ. Sau một lát, khí tức bắt đầu ổn định lại, Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, thở hắt ra một hơi, mở to hai mắt, mục quang sáng như đuốc lại càng trở nên thâm thúy hơn nữa. Rốt cuộc cũng tới linh tướng cửu trọng. Cảm giác linh lực bàng bạc trong não hải, Lục Lâm Thiên nhếch môi mỉm cười, vừa mới đột phá, thực lực đại trướng. Đồng thời linh hồn lực trong nháy mắt cũng được tẩm bổ không ít, ngay cả thân thể cũng chiếm được một ít rèn luyện, linh lực đột phá, mặc dù không rõ ràng đối với cơ thể như đột phá chân khí, nhưng ít nhiều gì cũng có thể đạt được một ít rèn luyện. Dù sao đi nữa, đối với một người bình thường có tu vi linh tướng cửu trọng thì cường độ thân thể có thể sánh được với vũ tướng thất trọng rồi. Cho nên, linh lực cũng có tác dụng rèn luyện thân thể, mà thân thể của Lục Lâm Thiên đồng thời được chân khí và linh lực rèn luyện. Lại càng thêm cường hãn. Trong não hải, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được tiểu đao màu vàng cũng đã hấp thu được không ít linh hồn lực trong lúc mình đang đột phá, giống như thanh tiểu đao màu vàng này cũng có linh trí vậy, sẽ không hấp thu quá nhiều linh hồn lực, cũng không hấp thu quá ít, hết thảy đều khống chế rất tinh diệu, cũng có thể khiến cho linh hồn lực của mình sau khi bị hấp thu và rèn luyện xong thì lại càng mạnh hơn. Linh lực đột phá đến linh tướng cửu trọng, cấp độ vũ giả cũng đã là vũ tướng cửu trọng. Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng không còn áp lực gì nữa, phỏng chừng không mất bao lâu nữa, chính mình có thể bước chân vào linh xuất và vũ xuất. Ca ca, tốc độ đột phá của huynh thật là nhanh. Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc nhưng đồng thời cũng mang theo sự cao hứng.
Chúng ta đi thôi, động tĩnh người gây ra lúc đột phá ban nãy đã dẫn không ít kẻ chạy tới rồi. Bạch Linh nói, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên đứng dậy, sau đó nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi sơn cốc. Ca ca, chúng ta còn phải mất bao lâu nữa mới có thể tới Vụ Tinh Hải? Lục Tâm Đồng hỏi Lục Lâm Thiên. Sắp rồi, nhiều nhất là 7-8 ngày nữa, chúng ta có thể đến Vụ Tinh Hải rồi. Lục Lâm Thiên nói, trên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên lại tu luyện lần nữa, vừa mới đột phá linh tướng cửu trọng, linh lực trong cơ thể do thôn phệ mà có cũng giống với Lục Lâm Thiên dự liệu, vẫn còn thừa lại một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đường đi, Lục Lâm Thiên cảm nhận được không ít khí tức của cường giả, trong đó có vài người thực lực mạnh nhất, tu vi khí tức thậm chí không kém hơn Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên hơi oán thầm, đoán chừng việc trọng đại như Vụ Tinh Hải này khiến cho không ít cường giả ẩn mình đều đi ra tham gia náo nhiệt hết cả. Quay mắt nhìn về phía những cường giả này, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi trở nên cẩn thận hơn, cũng may là không xảy ra chuyện gì, đều đang trên đường chạy tới Vụ Tinh Hải, phỏng chừng sẽ không ai muốn chút thêm phiền phức. Trên không trung, bầu trời thường xuyên có không ít phi hành yêu thú bay qua, đều tự dò xét lẫn nhau một phen, nhưng không ai động đến ai. Tóm lại là trước khi đến được Vụ Tinh Hải thì dường như tất cả mọi người đều không muốn lãng phí thời gian. Đương nhiên, những kẻ có dụng tâm kín đáo thì lại khác, có không ít người vốn không phải muốn tới Vụ Tinh Hải, mà chỉ đơn thuần là muốn kiếm chắc chút đỉnh trong Vụ Tinh Hải mà thôi. Tuy rằng Lục Lâm Thiên không phải loại người chỉ muốn kiếm chắc chút đỉnh lợi ích ở Sơn Mạch Vụ Hải, nhưng cũng có mục đích này, nên không tránh khỏi những lúc thừa cơ ra tay, lúc này khắp nơi đều là người đi tới Sơn Mạch Vụ Hải. Linh giả không ít, tu vi của linh tướng lúc bình thường rất khó gặp phải, nhưng đám linh tướng đi về phía Vụ Tinh Hải lần này cũng không phải ít, ngay cả người có tu vi linh xuất Lục Lâm Thiên cũng đã gặp được vài tên. Mà thôn phệ linh tướng cũng không phải ai cũng phù hợp với Lục Lâm Thiên, thực lực quá thấp thì Lục Lâm Thiên không muốn làm chi cho phiền, mình cũng bị chậm trễ, trừ phi là có thực lực đã ngoài ngũ trọng linh tướng, Lục Lâm Thiên mới có thể red eye thôn phệ không chút do dự. Nhưng lúc này cũng không tiện. Có linh tướng trực tiếp đi cùng không ít vũ xuất, có khi vài chục người đi cùng với nhau, nếu muốn ra tay thì sẽ gây ra không ít động tĩnh. Đây không phải thứ Lục Lâm Thiên muốn, Lục Lâm Thiên cũng không muốn sẽ tạo ra oanh động quá lớn. Cho nên Lục Lâm Thiên chỉ có thể từ từ tìm kiếm một vài linh tướng lạc đàn hoặc đi ít người để thôn phệ, mà không phải nơi nào cũng có người phù hợp, phải vừa đi vừa tìm kiếm, cũng may là không tốn quá nhiều thời gian. Từ lúc bắt đầu tiến vào chỗ sâu bên trong Sơn Mạch Vụ Hải, sẽ thường xuyên gặp phải một ít yêu thú trong Sơn Mạch Vụ Hải có không ít, trong đó ngũ giai và lục giai yêu thú cũng không phải là không có. Nhưng yêu thú cũng không ngu ngốc, rất nhiều cường giả nhân loại tiến vào bên trong Sơn Mạch Vụ Hải, một phần yêu thú liền trực tiếp chạy đi tìm chỗ trốn, không dám trêu vào nhân loại, còn đám linh giả vũ giả bình thường cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc yêu thú làm gì, vạn nhất khiến cho yêu thú nóng nảy thì một con yêu vương đi ra cũng không phải giỡn chơi. Lục Lâm Thiên cũng không phải sợ yêu thú trong Sơn Mạch Vụ Hải, có Bạch Linh và Tiểu Long ở đây, chỉ cần thả chút khí tức ra thì yêu thú bình thường sẽ không dám tới gần, huống hồ gì còn có Phi Thiên Ngô Công của Lục Tâm Đồng. Phi Thiên Ngô Công vốn chính là một yêu vương trong Sơn Mạch Vụ Hải, đối với tình huống bên trong này, nó hiểu rõ hơn hết. Thời gian từ từ trôi qua, nháy mắt đã qua 8 ngày, Thiên Sĩ Tuyết Sư lướt qua một mảnh rừng cây bạt ngàn, lúc này không trung trước mắt xuất hiện một dãy núi khổng lồ. Sơn mạch trùng điệp, từng đỉnh núi cao san sát nhau, quái thạch chồng chất, bên trong sơn mạch bao la, trên đỉnh núi, dường như tất cả đều bắt đầu từ sườn núi, đã bị sương mù dày đặc che kín, lúc này, quanh đây đã không còn rừng cây, để lộ rõ sự bao la hùng vĩ của nó, thật đúng là không thể ngờ được bên trong lại còn một nơi thế này. Bên trong dãy sơn mạch, lúc này ở một chỗ rất xa, có một mảnh bao la vô bờ, một khoảng không chỉ độc mỗi sườn mờ trắng xóa không cách nào thấy rõ. Tựa như đây là điểm kết thúc của thế giới vậy, một mảnh trắng xóa, cường giả cũng vô pháp nhìn thấu phía sau màn sương có thứ gì. Đám sương trắng liên miên này tựa như một bức màn trời màu trắng phân cách thế giới vậy, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy vô cùng rung động. Trước màn sương trắng, có một tia huỳnh quang mờ ảo quanh quẩn, cẩn thận nhìn lại, không khó để phát hiện ra không gian gợn sóng trước màn sương này đang lắc lư, một cỗ khí lan ra khiến cho người ta cảm giác. Khiến cho người ta cảm thấy trong lòng đúng là bị một tảng đá đè nặng. Chủ nhân, chúng ta tới rồi, Vụ Tinh Hải vẫn chưa mở ra, đợi sau khi nó mở ra, mới có thể đi vào được.
Phi Thiên Ngô Công bám trên vai của Lục Tâm Đồng nói. Cuối cùng cũng tới rồi. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, nhìn vào màn xương trắng tựa như bao trùm trong một màn xương trắng, Lục Tâm Đồng nhìn mà trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là có không ít người. Dùng tâm thần thăm dò, phía trước sơn mạch, nhân số đã tới chừng 2 vạn người, trên khắp các ngọn núi cũng có không ít thân ảnh, đều đợi vụ tinh hải mở ra. Các nơi cũng truyền tới từng chậm tiếng gầm, có vẻ vô cùng náo nhiệt đây. Còn vài ngày nữa vụ tinh hải mới mở ra, chúng ta tìm chỗ đặt chân trước vài ngày đi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chung quanh rồi thu tầm mắt lại và nói. Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh trên không đã hấp dẫn không ít tầm mắt xung quanh mấy ngọn núi kia, sau một lúc, trên một sườn núi, trên một phiến quái thạch bên sườn núi, xung quanh có vô số cây cỏ, ước chừng hơn 10 mét, Lục Lâm Thiên chọn nơi này làm chỗ đặt chân tạm thời. Các hạ, chỗ này bọn ta tới trước, các ngươi đi chỗ khác đi. Ba người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long vừa nhảy xuống khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư thì có 5 đạo thân ảnh ở phía dưới đứng bật dậy, nơi này đã sớm bị chiếm trước rồi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào 5 người đó, 4 nam 1 nữ, bộ dạng đều trạc tứ tuần, kỳ thực cấp độ đều thuộc vũ tướng, người mạnh nhất trong đó là một vị đại hán vận áo đen có cấp độ vũ tướng bát trọng, trong mắt lóe ra hàn quang, vũ tướng bát trọng, thực lực cũng coi như không tệ. Các ngươi mau cút đi. Lục Lâm Thiên đưa mắt liếc nhìn đám người này, thực lực cỡ này tuy rằng không tệ nhưng Lục Lâm Thiên đương nhiên là hoàn toàn không xem ra gì rồi, ở nói này có nhiều người, phải tìm được chỗ yên tĩnh không tệ để dừng chân, đương nhiên cần một ít thủ đoạn mới được. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? 5 người này rõ ràng cũng không phải loại người dễ trêu chọc, nhìn thấy một thanh niên mà đã có khẩu khí to như vậy, còn dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi và một tiểu cô nương, phỏng chừng thực lực cũng chẳng cao được đến đâu. Đương nhiên không xem ra gì. Lời vừa dứt, đại hán đầu lĩnh đá đánh một đạo trưởng ấn về phía Lục Lâm Thiên, chỉ là một chương rất tùy ý, nhưng cũng mang theo lực lượng cuồng bạo, một kích của vũ tướng bát trọng, thực lực tuyệt đối bất phàm. Tự tìm đường chết. Lục Lâm Thiên nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn đánh ra, giữa không trung lập tức có một cỗ năng lượng thuộc tính phô thiên cái địa tuôn trào dữ dội, trong nháy mắt đã tụ thành trưởng ấn trong lòng bàn tay của hắn. Phía trên trưởng ấn có thổ thuộc tính hội tụ liên miên không dứt, lập tức hình thành một đạo trưởng ấn màu vàng đất phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đã hóa thành mấy đạo trưởng ấn mơ hồ, giống như từng đóa hoa sen tạo thành. Thiên thủ liệt cương ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trưởng ấn này đã trực tiếp đập lên đạo trưởng ấn do tên vũ tướng bát trọng đó đánh ra. Két. Tiếng vang phát ra cũng không lớn lắm, thiên thủ liệt cương ấn đó đã trực tiếp phá hủy trưởng ấn của vũ tướng bát trọng kia. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán ra, trong nháy mắt tiếp theo, trưởng ấn liền nện thẳng lên người của tên vũ tướng bát trọng kia. Thân hình của vị đại hán vũ tướng bát trọng kia cơ hồ đã bị đánh bay, nện thật mạnh lên một tảng đá lớn cách đó mấy chục thước, cự thạch kia đột nhiên rạn nứt, huyết vụ xen lẫn mảnh vỡ nội tạng phun ra xối xả, chết ngay tại chỗ. Thực lực vũ tướng bát trọng, nhưng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại là vũ tướng cửu trọng, cộng thêm khí hải đan điền khổng lồ. Cho nên uy lực của một chiêu thiên thủ liệt cương ấn này cũng đủ để miễn cưỡng chống lại vũ xuất nhất trọng bình thường rồi, tên vũ tướng bát trọng này sao mà đỡ nổi cơ chứ? Chạy mau! 3 nam 1 nữ còn lại nào dám nán lại nữa, mang theo vẻ khiếp sợ mà co giò bỏ chạy, không ngờ đối phương chỉ là một thanh niên nhưng thực lực cư nhiên lại cưỡng hãn tới mức này, một chiêu đã đánh chết vũ tướng bát trọng, thực lực cỡ này ít nhất cũng phải đến vũ tướng cửu trọng đỉnh phong. 4 người bỏ chạy. Lục Lâm Thiên cũng không tiếp tục đuổi theo làm gì, từ từ bước tới thu hồi chữ vật giới chỉ của tên vũ tướng bát trọng kia, thi thể thì trực tiếp ném xuống núi. Xa xa chung quanh, có không ít người đang chăm chú quan sát động tĩnh khắp nơi, nhưng không ai dám lên tiếng, thậm chí còn có vài kẻ nhát gan đã bắt đầu lén lút lui ra sau. Lục Lâm Thiên cũng không thèm quan tâm, chung quanh chỗ này đều là người, cũng không còn cách nào khác, vì hiện tại ở nơi này có những mấy vạn người. Tìm một chỗ an tĩnh đã là không tệ rồi, phỏng chừng sau một màn vừa nãy của mình, đám người còn lại quanh đây sẽ không có ý kiến gì nữa. Một chiêu đánh chết một tên vũ tướng bát trọng, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy đắc ý gì, chẳng qua là do tên vũ tướng bát trọng kia quá xem thường đối thủ, còn mình thì cố tình dọa hắn, cho nên mới có thể một kích tất sát. Nếu vừa rồi đối phương không quá khinh địch thì dù mình muốn giết được tên này không khó, nhưng không cách nào tạo được hiệu quả chấn nhiếp như vậy được. Ở đây đúng là nhiều người ghê, cường giả cũng nhiều. Lục Tâm Đồng dùng thâm thần dò xét chung quanh rồi nói.
hình như linh giả cũng không ít. Tiểu Long ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt nhỏ nhìn quét khắp nơi một cái. Chúng ta ở nơi này chờ vụ tinh hải mở ra. Lục Lâm Thiên nói, cạnh đây không ít cường giả, nhưng hiện tại xem ra đều không dễ gì đi trêu chọc người khác, cho dù có hỗn loạn cũng chỉ đợi sau khi vào vụ tinh hải thì mới xảy ra. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiếp tục tu luyện, hôm qua vừa mới luyện hóa linh lực của linh tướng thất trọng và linh tướng lục trọng, vừa hay có cơ hội củng cố một phen. Người ở đây không nhiều, Lục Lâm Thiên không muốn tiếp tục thôn phệ, miễn cho có người phát hiện ra bí mật của mình, phỏng chừng trên ngọn núi này vẫn còn nhiều cường giả đang ẩn mình ở đâu đó. Sau khi Lục Lâm Thiên dùng tâm thần dò xét thì mới tự mình ra tay, quanh người của mình có mấy đạo khí tức hư ảo đảo qua, đây tuyệt đối đều là cường giả, Lục Lâm Thiên cảm thấy, thực lực ít nhất cũng đều phải tới cấp độ cỡ hai người Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ. Khoanh chân ngồi xuống. Chậm rãi củng cố tu vi của mình, hiện tại Lục Lâm Thiên đang đợi vụ tinh hải mở ra, phỏng chừng sau khi vào trong vụ tinh hải, mình sẽ lại thôn phệ thêm vài tên linh tướng và vũ tướng nữa, tới lúc đó là có thể bắt đầu đột phá linh xuất và vũ xuất rồi. Thời gian từ từ trôi qua, không ít người từ bốn phía xung quanh rừng cây tiến vào bên trong sơn mạch, đều tự tìm kiếm lối ra, có hơn 10 người đồng thời đi tới, có nhiều người là do kết bạn giữa rừng đi tới, còn có kẻ thì đi tới một mình. Loại này thì hơi ít, không phải một chút tự phụ thì phỏng chừng sẽ không chạy một thân một mình vào sơn mạch vụ hải. Người càng lúc càng nhiều, bốn phía cũng ngày càng ầm ĩ, thậm chí là tiếng cãi vã và xô xát ở đâu cũng có. Đương nhiên, ở những nơi thế này, cách giải quyết duy nhất chính là dựa vào thực lực mạnh mới có quyền giải tranh cãi. Một ngày sau đó, người lại càng lúc càng thêm đông, chính ngay lúc Lục Lâm Thiên đi vào bên trong dãy núi. Thời gian chưa tới một ngày liền có thêm trên vạn người tràn vào, cả vạn người này không có ai yếu kém, có thể nói, ít nhất cũng đều tới tu vi vũ phách. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy trong lòng rung động không thôi, cổ vực này đúng là hoàn toàn không tầm thường chút nào, trước mắt người tới phần lớn người đều là tán tu cùng người của một vài thế lực, chưa kể còn có người của hai nơi là Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân nữa. Lục Lâm Thiên cũng không rõ, đoán chừng là sẽ có, trên Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Sẽ có một ít thế lực của cổ vực và Thành Ma Vân tham gia, vụ tinh hải mở ra lần này, có người của Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân tới cũng không có gì lạ. Lục Lâm Thiên cẩn trọng dò xét hết phạm vi có thể thăm dò, trên đường đi cũng vô cùng chú ý, muốn tìm hiểu xem có người của Tam Tông Tứ Môn hay không, nhưng Lục Lâm Thiên cũng không phát hiện ra người của Tam Tông Tứ Môn. Vụ tinh hải mở ra, Tam Tông Tứ Môn nhất định có biết, nhưng không thấy người của Tam Tông Tứ Môn trong đó. Khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó ngẫm lại thì lại thấy, Tam Tông Tứ Môn bồi dưỡng đệ tử cũng có vài ngàn năm nội tình, phái đệ tử tiến vào vụ tinh hải cũng phải đề phòng người của thế lực bên cổ vực âm thầm động tay động chân, không thì sẽ lỗ nặng. Bên trong vụ tinh hải, chỗ cuối nhất là địa bàn của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, cổ vực luôn luôn có cảnh giác với Tam Tông Tứ Môn trên Đại Lục Linh Vũ, lần này đám đệ tử của Tam Tông Tứ Môn vào vụ tinh hải tìm cơ duyên. Rất có thể sẽ chạm tới điểm mấu chốt của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang. Nghĩ tới cái này, Lục Lâm Thiên phỏng chừng đám Tam Tông Tứ Môn này hẳn là không dám đưa hết đám đệ tử canh tông môn đến vụ tinh hải này hết ấy chứ, có muốn đưa thì cũng chỉ có thể lén lút đưa tới. Trong một dãy núi trùng điệp, vài ngọn núi liền làm một thể, tựa như một con cự long uốn lượn xoay quanh, vần quanh màn xương trắng mờ ảo, xương dày đặc thế này, che kín hết thảy, tựa như chia cắt thế giới vậy. Trước tầng mây mù ngăn cách thế giới, có vài ngọn núi đứng sừng sững, xa xa cũng có kỳ sơn dựng thẳng, núi non trùng điệp, nhưng chỉ có mấy ngọn núi này là hùng vĩ nhất. Ngọn núi đó mọc thẳng lên từ mặt đất, bốn phía cũng có mây mù lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Lúc này, dưới mấy ngọn núi này cũng có không ít người đứng thẳng, khí tức vô cùng cường hãn, chung quanh không có bất kỳ người nào dám bước vào. Ai cũng đều biết. Nơi này chỉ có đệ tử của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang mới có thể đi vào, những người khác cũng không thể đi vào, ai dám xông loạn sẽ trực tiếp bị đánh chết, cho dù có một vài kẻ tự cho là bản thân rất mạnh, nhưng cũng không dám chọc tới Tam Tông Tứ Môn được. Trên ngọn núi thứ nhất, lúc này có không ít nhân ảnh đang đứng đó, một cỗ khí tức cường hãn lan ra, bóng người lóe lên, tổng cộng đã có bốn phương trận. Trong đám người, thân ảnh của Lữ Tiểu Linh xen lẫn bên trong. Chung quanh có ba bốn chục đạo thân ảnh, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão đều ở đó, trong phương trận này đều là người của Linh Thiên Môn. Lữ Tiểu Linh vận một bộ trang phục màu lục gợi cảm, cộng thêm dung nhan tinh mỹ,
ánh mắt của không ít thanh niên trên sườn núi lập tức sáng lên. Sao tên kia lại tới đây? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần sơn phía trước, Lữ Tiểu Linh lẩm bẩm. Tiểu Linh tiểu thư, đã lâu không gặp, lần này chúng ta có thể cùng nhau vào Vũ Tinh Hải rồi. Một giọng nói truyền tới, thanh niên trước mặt, độ tuổi chỉ chừng 25, dáng thon gầy, một thân cẩm bào, dáng người cao ngất, hai mắt mang theo ý cười, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng xem như phong độ phiêu phiêu. Mà khí tức quanh thân của thanh niên cũng lan ra như có như không, cư nhiên đã đến cấp độ linh xuất tứ trọng, dựa theo tuổi tác của thanh niên này đến xem, có loại thực lực cỡ này, đúng là đủ khiến người ta sợ hãi cảm than, không có thiên phú cực cao thì bằng ấy tuổi tuyệt đối không thể nào có được thành tựu như vậy. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, có liên quan gì chứ? Mắt thấy vị thanh niên đi tới trước mặt Lữ Tiểu Linh liếc qua hắn, trong lòng có chút khó chịu. Tiểu Linh tiểu thư, chuyện này có quan hệ trọng đại, khắp nơi trong Vũ Tinh Hải đều tràn ngập nguy cơ, tới lúc đó ta đương nhiên sẽ bảo vệ cho nàng, sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. Thanh niên vận cẩm bào dường như không hề bận tâm tới thái độ lạnh nhạt của Lữ Tiểu Linh, ngược lại vẫn cứ đứng bên cạnh Lữ Tiểu Linh không có ý định rời đi. Gia Cát thiếu gia, sự an toàn của sư muội đã có sư huynh đệ chúng ta lo liệu, không cần ngươi phải nhọc lòng quan tâm đâu. Sau lưng Lữ Tiểu Linh, một thanh niên vận trường bào nói. Phía sau thanh niên này còn có ba người thanh niên khác. Nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây thì hắn lập tức có thể nhận ra bốn người này. Bốn người này khi trước cũng từng tới Phi Linh Môn, đều là bốn đệ tử của Vân Khiếu Thiên, dựa theo thực lực và tuổi tác mà nói. Cả bốn người đều có thiên phú không tồi, cả đám đều là thiên kiêu chi tử. Thế nhưng so sánh với thanh niên áo xanh trước mặt mà nói thì vẫn kém hơn một chút. Ha ha, Linh Thiên Tứ Xuất. Lần này các ngươi cũng muốn tới Vũ Tinh Hải sao? Bằng vào thực lực của các ngươi dường như vẫn không đủ để bảo vệ Tiểu Linh tiểu thư nha. Các ngươi so với đám người Linh Thiên Môn cũng bình thường như nhau thôi. Không phải là hắn không coi ai ra gì, vô luận là thực lực, thiên phú hay gia thế mà nói so với bốn người này thì hắn còn mạnh hơn nhiều. Đệ tử Linh Thiên Môn chung quanh lúc này sắc mặt giận dữ thế nhưng cũng không tiện phát tác. Ánh mắt chỉ có thể nhìn vào mấy trưởng lão bên cạnh. Ánh mắt bốn người thanh niên này trầm xuống, người thanh niên dẫn đầu lập tức nói. Gia Cát thiếu gia, chúng ta có thể bảo vệ được sư muội hay không cũng không cần quan tâm. Tốt hơn hết là Gia Cát thiếu gia nên suy nghĩ xem có thể tiến vào Vũ Tinh Đại Điện hay không. Vũ Tinh Đại Điện cũng biết chọn người tiến vào đó. Ý của người thanh niên này đám người bên ngoài cũng nghe ra. Bốn người này ở trên phương diện thực lực và thiên phú tự nhận mình thua một bậc, điều này cũng không cần bọn họ thừa nhận. Đây là chuyện vô cùng rõ ràng. Thế nhưng ý tứ trong lời nói của người thanh niên này vô cùng rõ ràng. Ý của hắn là tất cả những thứ Gia Cát thiếu gia có được bây giờ đều có liên quan tới thân phận của hắn. Từ nhỏ được bồi dưỡng tốt nhất bằng không tại sao lại có thành tựu như hiện tại. Thế nhưng trong Vũ Tinh Đại Điện, bất luận kẻ nào cũng như nhau, cũng không nhìn vào thực lực, thân phận, tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Hồng Phong, ta quả thực muốn nhìn xem Phong Vũ Lôi Điện tứ xuất các ngươi có thể tiến vào trong Vũ Tinh Đại Điện hay không, hay là ta có thể tiến vào. Ánh mắt thanh niên áo xanh kia trầm xuống, sau đó lại nhìn về phía Lữ Tiểu Linh, ánh mắt có chút tiểu ý nói. Tiểu Linh tiểu thư, tới Vũ Tinh Hải này, tại hạ nhất định sẽ chiếu có Tiểu Linh tiểu thư thật tốt. Gia Cát Tử Vân, tốt hơn ngươi nên bảo vệ chính mình đi thì hơn. Lữ Tiểu Linh quát lên một tiếng, dường như nàng đã không nhịn được nữa. Tiểu Linh tiểu thư, Lan Lăng Sơn Trang ta và Linh Thiên Môn là thế giao bao nhiêu năm nay, dù thế nào ta cũng phải bảo vệ Tiểu Linh tiểu thư, coi như là bản thân ta có nguy hiểm thì có làm sao. Thanh niên áo xanh nói, ánh mắt hắn nhìn vào đường cong linh lung trên người Lữ Tiểu Linh có chút nóng bỏng. Tử Vân, còn ra thể thống gì nữa? Tiểu thư Linh Thiên Môn còn cần ngươi phải che chở sao? Một tiếng quát nhẹ trầm thấp vang lên. Nói xong. Giữa không trung có mấy tiếng phá phong truyền tới, lập tức có mấy đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên. Một cỗ ba động vô hình khuếch tán, mấy người tới này đều có khí tức cường hãn. Hai người phía trước, bên trái là một đại hán trung niên chừng chưa tới 50 tuổi, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh, đôi mắt thâm thúy, hai hàng lông mày rậm lại toát ra khí tức nho nhã. Khí tức quanh người nổi lên ba động vô hình, khí tức này vô hình trung tạo thành một loại áp chế. Bên người hắn là một người mặc y phục màu xanh, khí độ bất phàm, hai mắt như ngôi sao dường như có thể xuyên thấu tất cả, chính là trưởng môn của Linh Thiên Môn Lữ Chính Cường.
tham kiến trưởng môn, tham kiến sư phụ. Chúng đệ tử và mấy trưởng lão của Linh Thiên Môn lập tức hành lễ. Cha! Lữ Tiểu Linh nhanh chóng đi tới bên người Lữ Tiểu Linh. Phụ thân, hài nhi chỉ muốn chiếu cố Tiểu Linh tiểu thư nhiều hơn một chút mà thôi, quả thực có chút không biết nặng nhẹ. Lan Lăng Sơn Trang chúng ta và Linh Thiên Môn đời đời thế giao, hài nhi chiếu cố với Tiểu Linh tiểu thư cũng là điều cần làm. Thanh niên mặc cẩm bào lúc này đi tới trung niên áo đen hành lễ rồi nói. Gia Cát Trang chủ, Tử Vân Hiền chất có ý tốt sao lại không biết nặng nhẹ cơ chứ, người quá nghiêm trọng rồi. Lữ Chính Cường nhìn con gái mình rồi lập tức nói với người trung niên bên cạnh. Ha ha! Người trung niên áo đen lập tức cười ha hả rồi nhìn Lữ Tiểu Linh nói. Không nghĩ tới Tiểu Linh lớn lên lại xinh đẹp như vậy, quả thực giống với mẫu thân của nó như đúc. Tham kiến Gia Cát Trang chủ, đa tạ Trang chủ khích lệ. Lữ Tiểu Linh thi lễ, nàng cũng không muốn làm mất mặt mũi của Linh Thiên Môn. Miễn lễ, ta so với cha ngươi lớn tuổi hơn một chút, gọi bá phụ là được rồi. Gọi Gia Cát Trang chủ quả thực quá khách khí. Trung niên mặc áo bào đen mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Lữ Chính Cường, trong mắt có chút khác thường chợt lóe rồi biến mất, nói. Lữ trưởng môn, Tiểu Linh còn chưa có hôn sự đúng không? Bằng không nhân cơ hội ngày hôm nay, ngươi nhìn xem tiểu nhi của ta có xứng đôi với Tiểu Linh hay không? Chúng ta kết làm thân gia, đây sẽ là một việc lớn trong cổ vực nha. Tử Vân Hiền chất chính là nhân trung chi long, năm nay có lẽ mới 25 đúng không? Không ngờ đã là linh xuất tứ trọng, thiên phú như vậy quả thực hiếm thấy. Chỉ là đây lại là chuyện của thanh niên vậy thì để cho bọn chúng tự mình quyết định đi. Đám lão già như chúng ta chỉ nhìn xem là được rồi. Gia Cát Trang chủ, người nói xem có được không? Lữ Chính Cường cười nói. Ha ha, Lữ trưởng môn nói chí phải. Trung niên kia cười nói. Ha ha, Lữ trưởng môn, Gia Cát Trang chủ, các ngươi tới thật sớm. Không nghĩ tới các ngươi lại còn rảnh rỗi bàn hôn sự như vậy. Ngay khi tiếng cười của người trung niên áo bào đen chấm dứt thì lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong bầu trời, mấy người này khẽ lắc mình một cái rồi đáp xuống ngọn núi. Tham kiến sư phụ, tham kiến tông chủ, từng tiếng chào hỏi vang lên trên ngọn núi. Đám người tới này chừng hơn chục người. Người dẫn đầu mặc một bộ y phục màu trắng, vóc người cao to, mày kiếm mắt sáng, đôi mày kiếm của hắn phối hợp với gương mặt góc cạnh khiến cho người ta có cảm giác trên người hắn có một cỗ sát khí vô hình. Người này đáp xuống đất giống như một chiếc lá trong gió, không khiến một hạt bụi nào bốc lên. Người này xuất hiện, ánh mắt Lữ Chính Cường. Trung niên mặc áo bào đen lập tức nhìn lại. Công tôn tông chủ, mới đây không gặp mà thực lực của tông chủ dường như lại có tinh tiến. Chúc mừng tông chủ. Ánh mắt Lữ Chính Cường đảo qua trên người này, ánh mắt có chút biến hóa. Sau đó chuyển qua mấy người đệ tử phía sau hắn, có vẻ vô cùng có hứng thú. Quả thực không chuyện gì gạt được Lữ trưởng môn, ta chỉ có chút tiến bộ mà thôi. Người này đáp. Lục trưởng môn, công tôn tông chủ, Gia Cát tông chủ. Ba người các ngươi tới thật sớm nha. Trong bầu trời, lần thứ hai vang lên hơn 10 tiếng xé gió. Tham kiến giáo chủ. Tham kiến sư phụ. Đám người ở một trận doanh cuối cùng hành lễ. Siêu siêu. Trong bầu trời, một người dẫn đầu đáp xuống đất, lúc này không gian chung quanh hắn gấp khúc. Thân ảnh đáp xuống đất thì lúc này sóng gợn trong không gian biến mất. Áo bào vung lên, thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ hắc bào đen kịt, tuổi chừng 40, có một mái tóc dài màu đen phía sau. Vóc người cao gầy, hai mắt như chim ưng mang theo một cỗ khí thế chấn nhiếp người, mơ hồ có một cỗ sát khí tràn ngập quanh thân thể. Đồng giáo chủ gần đây dường như có chút bận bịu. Nhìn thấy người này, trung niên mặc áo bào đen mỉm cười nói. Gia Cát Trang chủ quả thực là thanh nhàn, quả thực gần đây ta cũng có chút bận bịu, làm phiền Gia Cát Trang chủ quan tâm rồi. Sắc mặt đại hán mặc hắc bào khẽ biến đổi nói. Công tôn tông chủ, nghe nói sát biến giới sơn mạch vụ đô có một phi linh môn dường như lá gan không nhỏ, cũng dám động thủ với hắc sát giáo, hóa vũ tông ngươi cũng phải quản chế đi. Ha ha! Ánh mắt đại hán mặc hắc bào này lập tức nhìn về phía đại hán áo trắng nói. Cảm ơn Gia Cát Trang chủ có lòng. Sắc mặt đại hán áo đen trầm xuống, khí tức chung quanh lập tức lạnh lẽo. Lão giả áo bào trắng lúc này cũng không nói gì, vẻ hơi khẽ biến đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người tới rồi, ngày mai chính là ngày vụ tinh hải mở ra. Tất cả nghỉ ngơi một đêm đi,
Sáng mai vụ tinh hải sẽ mở ra. Lữ Chính Cường mỉm cười nói. Lập tức mọi người đều đi về phía đội hình của mình. Lúc này đám đệ tử trong mỗi bên đều có chút kích động nhỏ. Lúc này vì vụ tinh hải mở ra tất cả trưởng môn đều tới, đồng thời cũng gặp được những người đứng đầu trong nhất tông nhất môn nhất giáo, trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng lên. Bốn phía trên ngọn núi lúc này đã tụ tập ngày càng nhiều người. Trong sơn mạch vụ hải hiện tại cũng có không ít người liên tục tiến vào, số người đang tới đây chỉ sợ cũng phải tới 4 vạn. Trong ngọn núi lúc này số người cũng vô cùng nhiều, có thể dùng 2 chữ tấp nập để hình dung. Tiếng nghị luận trầm thấp, tiếng nói chuyện, cãi lộn và động thủ, tất cả hội tụ lại tạo thành tiếng động lớn bắn lên thẳng trời cao. Có rất nhiều người đang chờ đợi giờ phút vụ tinh hải mở ra. Mục đích của mọi người đều là vì vụ tinh hải 30 năm mới mở một lần, tìm kiếm cơ duyên của chính mình, đây chính là mong muốn trong đầu của tất cả mọi người. Mà dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau đã tới. Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ ngọn núi. Phía đông có ánh sáng xuyên qua, màn đêm bắt đầu biến mất. Trong ngọn núi có vô số đạo khí tức xuất hiện, tức thì giống như thức tỉnh. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Khí tức của hắn giờ phút này trở nên vô cùng trầm ổn. Trong nháy mắt toàn bộ khí tức đều được thu liễm lại, khiến cho người ngoài khó có thể phát hiện. Là ngày hôm nay sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, cảm nhận vô số đạo khí trước chung quanh khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đám người vừa tới đây quả thực không ít, cũng có chừng 4 vạn người. Một khối ngọc giản thông qua 50 vạn, mấy vạn khối ngọc giản thông qua tuyệt đối là một bút tài phú lớn. Bút tài phú này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng ước ao. Nhất tông nhất môn nhất trang này quả thực đúng là biết vơ vét a. Mọi người nghe ta nói. Vụ tinh hải 30 năm một lần sắp mở ra. Sau khi tiến vào trong vụ tinh hải trong vòng 3 tháng phải trở ra. Bằng không sẽ bị nhốt ở trong đó. Người bị nhốt ở trong đó chưa từng có ghi chép lại có thể sống được hết 30 năm chờ lần mở ra tiếp theo. Người muốn tiến vào phải thông qua ngọc giản thông quan, bằng không sẽ bị trận pháp đánh chết. Vũ vương, linh vương, yêu thú thất giai, linh thú thất giai cũng không nên thử tiến vào. Nếu như cố chấp tiến vào sẽ bị trục xuất. Một khi bị phát hiện ra, nhất tông nhất môn nhất giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Một thanh âm trầm thấp vang lên trong ngọn núi, thanh âm không lớn thế nhưng vang vọng đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây nghe được. Rốt cuộc vụ tinh hải cũng mở ra. Lục Tâm Đồng đứng dậy, cảm nhận không ít khí tức mạnh mẽ chung quanh khiến cho nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Lần này rời khỏi phi linh môn một lần khiến cho tầm mắt của nàng cao hơn một bậc. Hóa ra ngoài phi linh môn lại có nhiều cường giả tới như vậy. Tâm Đồng, tiến vào vụ tinh hải, cũng không nên đi lung tung, đến lúc đó phải ở cùng với ca ca. Lục Lâm Thiên nói, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đã từng nói qua, lúc tiến vào vụ tinh hải, trong đó sẽ có một đoạn đường có lực lượng mạnh mẽ, nếu như không chú ý thì sẽ bị phân tán với đoàn đội của mình. Diện tích bên trong vô cùng lớn, nếu như lạc nhau, muốn tìm một người giống như mò kim đáy bể. Vâng. Lục Tâm Đồng gật đầu, chuyện này đương nhiên nàng không dám sơ ý. Ngay lúc này, trong thiên địa đột nhiên ba động, vô số ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lên đám sương mù dày đặc không có tận cùng trên bầu trời. Trên đám sương mù dày đặc kia lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động. Không biết từ đâu có vô số đạo quang trụ hiện lên, trực tiếp đánh vào đám sương mù dày đặc kia. Siêu siêu. Một cỗ khí tức chấn nhiếp tâm phách của mọi người tràn ra. Đám sương mù dày đặc tức thì chấn động kịch liệt, phát ra âm hưởng giống như một cơn lốc. Mà dưới sự khuếch tán của âm hưởng này, đám sương mù ngày càng chấn động kịch liệt, giống như cả thiên địa lúc này cũng đang run rẩy với nó. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực từ trong không trung. Một cỗ năng lượng kinh khủng từ bên trong đám sương mù kia tràn ra. Cỗ áp lực này giống như là gặp phải một đầu mãnh thú hồng hoang đang tỉnh lại, trong lúc vô hình, trong lòng mọi người không khỏi run rẩy. Khí tức thật mạnh mẽ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Bạch Linh, thiên sứ tuyết sư, các ngươi vào không gian thú nang trước đi, hy vọng có thể đem các ngươi tiến vào. Lục Lâm Thiên khẽ nói, lúc này mọi người đều nhìn vào đám sương mù dày đặc đang chấn động trên không trung cho nên cũng không có ai nhìn vào đám người bọn hắn. Được. Bạch Linh đáp, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết.
Bạch Linh trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang lặng lẽ tiến vào trong không gian thú nang. Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng lập tức tiến vào, chỉ có Tiểu Long vẫn đứng ở trên vai Lục Lâm Thiên.